có phải có chút bất ngờ không? Triệu Quốc Đống yêu thương nâng mặt La Băng lên nhìn chằm chằm vào mặt cô. La Băng gật đầu rồi lại lắc đầu, cô không biết nói gì nữa. Tham Lam nâng mặt cô lên, Triệu Quốc Đống ôm cô vào lòng, không cần nói nhiều, lúc này mọi từ ngữ đều là dư thừa. Hắn thô lỗ mút lấy môi cô, đè ép, chiếc áo len màu đen bị kéo lên, cơ thể trắng như ngọc tạo thành hình ảnh đối lập với chiếc áo lót màu đen mang theo hoa văn đỏ sậm. La Băng thấy mình không thở nổi, mùi quen thuộc đập vào mũi, mấy sợi râu lướt trên má, hắn hung hăng đánh tới làm cô quên mất mình, cô không thể khống chế được, cô cam tâm tình nguyện dâng hiến. Khi thấy tay hắn sờ trên bụng, trên ngực của mình, cô thậm chí cố ý hít hơi hạ người làm cho hắn dễ dàng cởi khóa áo lót của mình. Bàn tay hơi lạnh ra sức vân về bộ ngực căng tròn của La Băng, tay kia cũng đã cởi được móc khóc, tiến dần từ lưng xuống mông. La Băng không nhịn được khẽ rên lên, quá khát khao ảo tưởng biến thành sự thật, cảm giác này làm cô như nằm mơ. La Băng cảm thấy mình được bế lên, chiếc áo len và quần bò bị ném ra góc tường, cô chỉ cảm thấy mình bị hắn để lên giường, sau đó hắn từ từ tiến lên như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Hai chân bị tách ra, chiếc quần lót tinh tế bị cởi, cảm giác lạnh tràn khắp toàn thân. Hai cơ thể từ từ kết hợp lại, đến khi vật nóng bỏng đó đâm sâu vào thung lũng chờ mong đã lâu, La Băng mới chính thức thả lòng. Cô vốn nghĩ có lẽ ngày nào đó mình sẽ nhận được cuộc điện, hắn sẽ không bao giờ tới nữa, nhưng bây giờ tất cả đều vứt ra sau đầu. Dù đây là đêm cuối cùng thì cô cũng rất thỏa mãn. Quyển 20, chương 20. La Băng lẳng lặng nằm dựa sát vào hắn, lời muốn nói tới bên miệng lại rút về, cô không muốn phá vỡ giây phút hạnh phúc này. Hắn trông khá mệt mỏi, tay vẫn lưu luyến sờ lên ngực, mông cô, chứng minh cô vẫn rất hấp dẫn với hắn. Điều này làm La Băng thầm vui mừng, cô không cảm thấy cơ thể mình có thể hấp dẫn hắn là chuyện xấu, hai bên đều tình nguyện mà. Chút điên cuồng vừa nãy đã lâu cô không được hưởng. Triệu Quốc Đống nhắm mắt tinh tế cảm nhận dư vị sau cơn ân ái, cảm giác này theo tuổi tăng lên sẽ càng lúc càng dài, hắn cũng thích cảm giác đó. La Băng vẫn giữ được thân hình rất tốt, da thịt trắng nõn kèm theo nét hồng làm hắn muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cứ như vậy nằm cạnh nhau đủ làm người ta si mê, Triệu Quốc Đống không muốn phá hủy không khí ấm áp này. Trong thời gian này em vẫn tốt chứ? Vuốt ve mấy sợi tóc rơi xuống, Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng nói. Rất tốt, sắp đến kỳ nghỉ đông em định sang Hải Nam một thời gian, Nhược Lâm cũng có thể sẽ sang đó. Công ty bọn họ quay một bộ phim ở Quảng Tây, cách Hải Nam không xa. La Băng thuận miệng nói. Anh có thời gian không? Ồ, xin lỗi, quên mất. Triệu Quốc Đống cười khổ, bây giờ thời gian đã không thuộc về mình. Đêm nay hắn có thể nói là hơi phóng túng, tình huống này về sau tuy không phải không có nhưng đúng là phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới làm được. Vào cửa mới biết sâu tựa biển, lời này bây giờ dùng trên người anh là rất chính xác. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Nếu anh không theo chính trị mà đi kinh doanh thì bây giờ không cần phải như kẻ trộm, sợ bị người phát hiện. Mà dù có bị phát hiện cũng chỉ bị nói là thiếu đạo đức, nhưng giờ lại có thể đưa tới áp lực dư luận rất lớn, không thể không cẩn thận. La Băng cũng buồn bã. Đúng thế, thân phận của Triệu Quốc Đống bây giờ làm như thế này đúng là rất mạo hiểm, bị ai đó hoặc phóng viên nhìn thấy sẽ tạo thành cơn gió lốc chính trị. Điều này làm La Băng rất mâu thuẫn, cô vừa hy vọng hắn đến bên mình, vừa không muốn thấy Triệu Quốc Đống vì thế mà bị ảnh hưởng. Dù sao em cũng chỉ là một người bình thường, em và anh là tự nguyện, cùng lắm em gánh hết tội chứ gì. La Băng có chút hờn dỗi nói. Đơn giản như vậy ư? Triệu Quốc Đống cũng biết La Băng nói lời tức tối. Nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi, đi một bước xem một bước, không chừng về sau thật sự làm mệt liền từ chức cũng không phải không thể. La Băng cười hì hì một tiếng, Triệu Quốc Đống nói rất buồn cười, làm đến chức này đâu phải muốn là từ chức được, như vậy nói rõ anh nhất định có vấn đề, như vậy người ta sẽ không ngừng tra xét anh. Không khí trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, Triệu Quốc Đống thuận miệng hỏi đến tình hình của La Duệ. Quan hệ giữa La Băng và La Duệ bây giờ khá tốt, La Băng thậm chí cũng không giấu một chút chuyện riêng của mình với La Duệ, đương nhiên vấn đề với Triệu Quốc Đống thì cô chỉ nói thoáng qua mà thôi. Mà La Duệ cũng không hỏi quá sâu, dù sao La Băng đã quan hệ mờ ám với Triệu Quốc Đống đã khá lâu, tuy Triệu Quốc Đống có xuất sắc nhưng mọi người vẫn không muốn nói thẳng ra. Không tốt. La Băng thở dài một tiếng. Mấy hôm trước La Duệ gặp La Băng và nói chuyện một việc. La Băng cảm thấy La Duệ như muốn mượn miệng mình để truyền đạt gì đó. Nhưng thời gian này Triệu Quốc Đống không tới, La Băng không thể chủ động gọi điện cho hắn, cô mặc dù sốt ruột nhưng vẫn nín nhịn,
tới hôm nay mới có cơ hội. Ồ, Triệu Quốc Đống lập tức có phản ứng. Vụ nổ ở Thông Thành đang trong giai đoạn điều tra, tổ điều tra của Tổng cục Giám sát Quốc gia đã đóng quân ở Thông Thành, xem ra muốn duy trì điều tra liên tục. Điều này mang tới áp lực rất lớn cho thị ủy, ủy ban Thông Thành. La Duệ phụ trách công nghiệp và an toàn lao động ư? Vâng, mấy hôm trước hắn về một chuyến, em nghe hắn nói phương hướng điều tra của Tổng cục Giám sát đang chỉ về phía Thông Thành. Bây giờ bí thư thị ủy, thị trưởng Thông Thành đều có áp lực rất lớn, nhất là khi ủy ban kỷ luật và viện kiểm sát cũng tham gia điều tra, hắn là lãnh đạo phụ trách quản lý nên có thể nói sẽ phải gánh chịu trách nhiệm rất lớn. La Băng có chút buồn bã. Nhưng hắn nói trách nhiệm lần này không phải do thị xã gánh chịu toàn bộ. Triệu Quốc Đống im lặng không nói, hắn đương nhiên biết sự cố lần này xảy ra là do nhiều phương diện. Hắn cũng biết Long Ứng Hoa, Cổ Viễn Sơn sắm vai trò gì trong đó. Vấn đề là Lăng Chính Dược không muốn câu chuyện mở rộng, nhất là khi có tín hiệu nguy hiểm từ Trung ương truyền xuống, nếu Long Ứng Hoa dính vào sự cố an toàn này sẽ khiến tỉnh ủy rất bị động. Điểm này Lăng Chính Dược đã trao đổi với Triệu Quốc Đống. La Duệ muốn thông qua La Băng chuyển tin tức tới mình, Triệu Quốc Đống biết rõ. Nó giống như Lô Vệ Hồng tìm tới Lăng Chính Dược, Hứa Tất Thành cũng sẽ rất tự nhiên tìm kiếm con đường thích hợp để hướng về Triệu Quốc Đống. Nói với La Duệ không nên gây náo động, không nên than vãn, càng không nên cảm thấy mình bị oan ức, làm tốt công việc của y đi, tất cả đều sẽ được phân biệt rõ. Một lúc sau Triệu Quốc Đống nhìn La Băng mặt đỏ bừng, hắn khẽ vỗ vỗ vú cô, tiếng vang thanh thúy vang lên trong đêm yên tĩnh. Xe Audi từ từ rời đi, Lăng Chính Dược nhìn về phía căn nhà kia, hắn khẽ thở dài một tiếng. Đây là ngày thứ ba mà hắn và Triệu Quốc Đống lên Bắc Kinh. Triệu Quốc Đống lên Bắc Kinh chủ yếu là gặp Tổng cục Giám sát An toàn Lao động Quốc gia báo cáo về trách nhiệm sự cố vụ nổ ở Thông Thành, cũng kiểm điểm với Quốc vụ viện, đồng thời còn có một công việc khác đó là vì kế hoạch đang được Bộ Giao thông bàn thảo về đường sắt cao tốc Bắc Kinh, Ando. Mà Lăng Chính Dược lại tới Ủy ban Kỷ luật Trung ương tiến hành kiểm điểm về một loạt vụ án liên quan tới Hoàng Chỉ Trung, Chu Hoành Vĩ, Phu Chiết, đương nhiên cũng vì hạng mục cư kia. Hai lãnh đạo chủ yếu cùng lên Bắc Kinh làm việc chỉ sợ là lần đầu tiên ở An Nguyên, nhưng không lạ. Theo chế độ vấn trách càng lúc càng nghiêm khắc, vấn đề tham ô tham nhũng, sự cố an toàn lao động trọng đại, sự kiện quần thể ảnh hưởng đến ông, đây đều là các vụ việc mà đảng ủy, chính quyền địa phương phải phụ trách. Sự cố an toàn lao động lớn do chính quyền phụ trách, mà tham ô, ảnh hưởng đến ổn định lại do đảng ủy đứng mũi chịu sào. Đây là phân công sơ bộ, hai sự việc cùng xảy ra ở An Nguyên khiến tỉnh ủy, ủy ban tỉnh An Nguyên rất bị động, chủ động lên Bắc Kinh kiểm điểm là cử chỉ sáng suốt. Kiểm điểm xong còn có công việc càng quan trọng hơn chính là xác định nhân sự trong tỉnh bước tiếp theo. Tuy cán bộ cấp phó tỉnh do Trung ương quyết định nhưng đảng ủy địa phương cũng có quyền lên tiếng nhất định. Nhất là khi đảng ủy căn cứ tình hình của địa phương mà đưa ra lựa chọn thích hợp, ban tổ chức cán bộ trung ương cũng cần cân nhắc ý kiến của đảng ủy địa phương. Về vấn đề trách nhiệm của Tề Hoa khi đề bạt Chu Hoành Vĩ cùng Vu Chiết, ủy ban kỷ luật trung ương cùng ban tổ chức cán bộ trung ương cũng đã nói chuyện với Lăng Chính Dược. Có lẽ rất nhanh sẽ có một tổ điều tra tới An Nguyên điều tra thêm về việc này. Điều này làm Lăng Chính Dược cảm thấy Tề Hoa rất nhanh sẽ bị điều chỉnh. Cũng khiến hắn lo lắng cho nên hắn tới nói chuyện với tân trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương, Đàm Vĩnh Cường. Đàm Vĩnh Cường không có câu trả lời thuyết phục cho Lăng Chính Dược, nhưng cũng nói rõ thái độ đó là Tề Hoa có trách nhiệm ở vấn đề này. Ủy ban kỷ luật trung ương đã trao đổi ý kiến với ban tổ chức cán bộ về việc này. Có ám chỉ này Lăng Chính Dược mới mẫn cảm ý thức được tình huống này không thể nghịch chuyển, cho nên hắn cần phải tỏ trước thái độ của mình, đó là nếu trung ương muốn điều chỉnh trưởng ban tổ chức cán bộ An Nguyên. Như vậy ý kiến của tỉnh ủy An Nguyên là muốn sinh ra trong các thường vụ vốn có. Đàm Vĩnh Cường nghe xong nói ban sẽ nghiên cứu và trưng cầu ý kiến của lãnh đạo trung ương liên quan. Đàm Vĩnh Cường có thái độ mập mờ làm Lăng Chính Dược có chút mất mát. Ngày xưa lúc Chư Hiền còn làm trưởng ban thì Lăng Chính Dược luôn thấy thoải mái, còn vẻ lạnh nhạt của Đàm Vĩnh Cường làm hắn không quen. Càng làm Lăng Chính Dược bị đả kích chính là lúc cuối câu chuyện Đàm Vĩnh Cường đã nói rõ ban tổ chức cán bộ trung ương gần đây sẽ tiến hành khảo sát vài cán bộ An Nguyên, cũng đề cập việc trung ương cân nhắc phân công cán bộ ngoài đảng. Trung Dược Quân nằm trong danh sách, xếp trên Viên Chí Kiên, Hứa Kiều cũng nằm trong danh sách. Lăng Chính Dược có một dự cảm không tốt, hắn cảm thấy nếu mình không thay đổi đối sách chỉ sợ suy nghĩ tốt đẹp của mình sẽ bị thực tế vô tình đánh nát. Quyển 20, chương 21. Quốc Đống. Yên tâm rồi chứ? Qua Tĩnh và Triệu Quốc Đống cười cười đi tới trước cửa phòng.
Trưởng ban Đàm tối nay thật sự có việc, tôi hiểu khá rõ tính cách của y, nếu không có việc thì y thích ngồi ăn cơm, nói chuyện với cán bộ bên dưới. Qua tỷ, trưởng ban Đàm cũng là người tỉnh Tô, coi như đồng hương của chị. Triệu Quốc Đống thuận miệng nói. Ừ, trưởng ban Đàm là người Từ Châu, coi như đồng hương. Qua tính nhìn Triệu Quốc Đống. Trưởng ban Đàm là người bên Tô Bắc, coi như gần như người tỉnh Lỗ, làm việc nghiêm túc, chăm chú nhưng tính cách lại hào sảng. Hắc hắc, ý chính là không lạnh lùng như trưởng ban chứ. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Quốc Đống, nói chuyện sao vậy hả? Qua tính trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cũng nở nụ cười, xem ra Qua Tính và Đàm Vĩnh Cương mới cộng tác chưa lâu nhưng sự ăn ý của hai người đã hơn so với Chư Hiền trước đây. Về tới văn phòng Qua Tính, thư ký rót trà cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cầm cốc suy nghĩ một chút rồi nói. Qua tỷ, tôi nghe ý của trưởng ban Đàm thì chính là ngoài việc tăng một suất thường vụ tỉnh ủy An Nguyên ra thì còn có thể có thường vụ khác sẽ được điều chỉnh. Qua Tính gật đầu. Tôi cũng không giấu cậu, trên thực tế đây không phải bí mật gì. Rất nhanh ban và ủy ban kỷ luật trung ương sẽ lập tổ công tác xuống An Nguyên, một mặt là khảo sát cán bộ An Nguyên, mặt khác là có ý tiến hành điều tra bộ máy hiện hành. Trung ương rất giật mình vì vụ án của Hoàng Trì Trung khiến nhiều cán bộ bị dính vào như vậy, ba cán bộ cấp giám đốc sở, đây là còn chưa tính tới mười mấy cán bộ cấp dưới, đây là vụ án lớn điển hình, vượt xa tưởng tượng của Trung ương. Nó tuy không quan hệ mấy tới bộ máy tỉnh ủy An Nguyên hiện nay nhưng không phải là không có chút trách nhiệm nào cả. Vì thế Trung ương rất chú trọng đợt khảo sát này, yêu cầu ban và ủy ban kỷ luật cần nghiêm túc đối đãi, phải tìm hiểu rõ dân ý, tuyệt đối không để người có khuyết điểm lên chức. Đương nhiên Trung ương có thể cũng sẽ điều chỉnh bộ máy hiện có của An Nguyên. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng mới nói. Tôi hiểu, đường sắt cao tốc Bắc Kinh, An Đô, tôi hỏi nhiều một chút, có phải là y sẽ bị điều chỉnh không? Qua Tính ngẩn ra xong không trả lời thẳng, cô chỉ lạnh nhạt nói. Tất cả đều có thể, bây giờ Trung ương vẫn chưa xác định, còn cần chờ kết quả điều tra khảo sát. Triệu Quốc Đống không hỏi nữa, trên thực tế tình hình đã rõ, hỏi tiếp chỉ là ngu ngốc. Hắn đổi đề tài. Trung Dược Quân và Viên Chí Kiên đều ưu tú, có lẽ Trung Dược Quân có kinh nghiệm công tác cơ sở nhiều hơn một chút, tôi hy vọng hai người bọn họ đạt được kết quả đáng hài lòng. Quốc Đống, lời này mà cậu cũng nói với Qua tỷ sao? Qua Tính cười nói. Tôi biết cậu muốn hỏi gì. Vấn đề của Trung Dược Quân chắc không có gì. Ồ, Phó Thủ tướng Giác Hoa và Bí Thư Ninh đều rất hứng thú với mô hình phát triển của Ninh Lăng, tôi thuận tiện tiết lộ một tin tốt cho cậu. Qua Tính dừng một chút, thấy Triệu Quốc Đống dựng lỗ tai lên. Bí Thư Ninh có ý liệt Ninh Lăng làm thành phố thí điểm phát triển liên tục, mà Phó Thủ tướng Tô lại rất hài lòng về phát triển sự nghiệp xã hội 2 năm qua của Ninh Lăng. Căn cứ điều tra của Tổng cục Thống kê Quốc gia thì 2 năm qua kinh tế của Ninh Lăng tuy giảm tốc độ tăng trưởng nhưng lại đầu tư lớn cho sự nghiệp xã hội, chỉ số hài lòng, hạnh phúc của quần chúng nhân dân cao hơn nhiều so với các nơi khác. Nghe nói Phó Thủ tướng Tô đã khen không dứt miệng, chuyên môn điểm danh khen Ninh Lăng trong Hội nghị Quốc vụ viện và Hội nghị Thường trực Bộ Chính trị, đây là vinh dự hiếm có. Triệu Quốc Đống biết Qua Tính và Ninh Pháp có quan hệ mật thiết, Ninh Pháp đã là Thường vụ Bộ Chính trị. Có lời đồn sang năm hắn sẽ thành phó thủ tướng, mà Tô Giác Hoa sẽ thành thủ tướng. Nói cách khác Tô Giác Hoa và Ninh Pháp sẽ cùng chung tay gánh vác trọng trách ở Quốc vụ viện. Hôm nay hai vị từng là lãnh đạo An Nguyên đều hứng thú với mô hình phát triển của Ninh Lăng, mặc dù trọng điểm hứng thú là khác nhau nhưng cả hai đều quan tâm đến tình hình phát triển của Ninh Lăng. Nhất là bọn họ hy vọng từ con đường phát triển của Ninh Lăng tìm ra được con đường phát triển thích hợp cho các thành phố, thị xã không có nhiều tài nguyên. Đó là cái nhìn của hai vị lãnh đạo. Ninh Lăng mấy năm qua phát triển khá tốt, thu tài chính tăng lên nhiều, đây là cơ sở để Ninh Lăng tăng đầu tư vào sự nghiệp xã hội. Hình thức này phải được thành lập trên cơ sở trụ cột kinh tế nhất định. Triệu Quốc Đống thầm mừng nhưng hắn không thể không giải thích một phen, nếu không nghĩ quá tốt rồi kết quả cuối cùng không phải như vậy thì đúng là đau lòng. Quốc Đống, cậu không cần giải thích với tôi chỉ thuận miệng nói mà thôi. Để đợi đến lúc Phó Thủ tướng Tô và Bí Thư Ninh hỏi thì cậu hãy giải thích. Qua Tính nở nụ cười. Tôi là muốn cậu yên tâm, cậu vì Trung Dược Quân mà phải lên Bắc Kinh vài chuyến, lần này coi như đạt được kết quả tương đối. Vậy còn Lăng Chính Dược? Triệu Quốc Đống như nhớ ra gì đó. Cậu không cần lo, Lăng Chính Dược mạnh hơn cậu nghĩ nhiều, chuyện này không ảnh hưởng mấy tới y. Qua Tính lắc đầu nói. Trưởng ban Đàm hôm qua đã gặp mặt nói chuyện với hắn. Tôi đoán hắn cũng có thể có cảm nhận cho nên đưa ra vài đề xuất với trưởng ban Đàm,
cũng có chuẩn bị tư tưởng hơn nữa đã tìm ra biện pháp ứng phó. Ồ, Triệu Quốc Đống không nghĩ Lăng Chính Dược sớm giác ngộ như vậy, không hổ là cáo già. Trung ương vừa có động tĩnh là hắn đã kịp chuẩn bị. Với thân phận và lý lịch của Lăng Chính Dược thì tuy không có quan hệ mật thiết với Đàm Vĩnh Cương nhưng đưa ra yêu cầu thì chỉ sợ Đàm Vĩnh Cương cũng không tiện từ chối. Ở điểm này mình đúng là có chút coi thường đối phương. Sao, có chút bất ngờ ư? Qua Tĩnh không đợi Triệu Quốc Đống trả lời mà trực tiếp nói. Cậu không cần nghĩ nhiều như vậy, vài ý tưởng của An Nguyên thì Trung ương cũng biết, hiển nhiên có an bài. Nhưng cục diện chính trị An Nguyên lần này thay đổi quá nhiều, cho nên ban mới phải trao đổi ý kiến với hai người. Lão Miêu phải đi. Triệu Quốc Đống im lặng một lúc mới nói. Ừ, sắp rồi, về phần ai tới cũng nhanh thấy. Câu này cũng khẳng định Phó Bí Thư không phải sinh ra từ An Nguyên, tỉnh ủy An Nguyên cũng không có lựa chọn thích hợp. Tư tưởng đường sắt cao tốc Bắc Kinh, Ando vừa ra đã khiến tỉnh ủy, ủy ban An Nguyên rất chú ý. Hiện nay đường sắt giữa Bắc Kinh và Ando là đi theo đoạn phía nam đường sắt An Du, tiến vào tỉnh Tần đi tới Lũng Hải, cuối cùng dọc theo Trung Nguyên tiến vào Bắc Kinh. Tuy kế hoạch xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Kinh, Ando đã có nhưng phương án tổng thể vẫn chưa có. Nhưng dù dùng phương án gì thì đây vẫn là cơ hội rất tốt đối với An Nguyên. Đường sắt này xây dựng xong sẽ giảm bớt áp lực vận chuyển hành khách, giảm bớt thời gian vận chuyển hành khách giữa hai bên, đồng thời cũng khiến đường sắt vốn có chỉ chuyên tập trung vận tải hàng hóa. Cho nên tư tưởng này vừa xuất hiện, An Nguyên đã hưởng ứng ngay. Nhưng đường sắt cao tốc Võ Quảng mới xây dựng chưa lâu, đầu tư cho đường sắt cao tốc Bắc Kinh, Ando quá lớn, Bộ Giao thông cũng chỉ mới có ý tưởng sơ bộ này mà thôi. Rốt cuộc có được chứng thực hoặc là bao giờ được xác định cũng là ẩn số. Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống lần này lên Bắc Kinh ngoài việc kiểm điểm công việc thì cũng còn một công việc rất quan trọng khác là đẩy mạnh phương án xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Kinh, Ando, mà muốn làm được cũng không dễ dàng gì. Bây giờ xây dựng đường sắt cao tốc của Trung Quốc mới bắt đầu, mà do đầu tư quá lớn, nơi nào cũng đòi, đường sắt cao tốc Bắc Kinh, Ando chẳng qua chỉ là một phần tử trong đó mà thôi. Nếu muốn chứng thực đường sắt cao tốc Bắc Kinh, Ando thì còn rất nhiều công việc phải làm. Bên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia thì Triệu Quốc Đống còn có chút ưu thế, dù sao hắn có quan hệ khá tốt với Tằng Quyền Quân, nhất là khi hắn mới đi không lâu. Bên Bộ Giao thông thì Hứa Gia Ninh lần này có lẽ sẽ từ chức Bộ trưởng, trước đó thì cần phải phát huy một chút sức lực để Bộ Giao thông giúp đỡ dân chúng An Nguyên hạnh phúc hơn, có lẽ Hứa Gia Ninh sẽ không từ chối. Đương nhiên quyền quyết định cuối cùng không phải ở Bộ Giao thông hoặc Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Hạng mục lớn như vậy không phải một hai ngành có thể quyết định, chẳng những phải có đoàn chuyên gia đánh giá, cuối cùng còn phải được Hội nghị Thường trực Quốc vụ viện quyết định. Quyển 20, chương 22. Thực tế hiện tại việc xây dựng đường sắt cao tốc đang bắt đầu được ứng dụng ở Trung Quốc, ngoài đường sắt cao tốc Võ Quảng cùng với Trịnh Tây đã được đưa vào xây dựng ra thì các tuyến quan trọng nhất của Trung Quốc cũng sẽ nhanh chóng được xây dựng đường sắt cao tốc. Mà đường sắt cao tốc Bắc Kinh, Ando thực tế chính là một con đường kéo dài ra phía nam của Bắc Kinh. Chẳng qua nó qua khá nhiều tỉnh mà thôi. Việc xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Kinh, Ando đã sớm được nói ra, ít nhất trong quy hoạch mấy năm trước của Bộ Giao thông cũng đã nói ra, cũng đã làm vài công tác chuẩn bị nhưng cũng không có nghĩa nó có thể thuận lợi áp dụng. Có nhiều nhân tố hạn chế việc xây dựng đường sắt cao tốc này, nguyên nhân chủ yếu là kỹ thuật và tài chính. Sau khi xây dựng đường sắt cao tốc Võ Quảng, vấn đề kỹ thuật thực ra đã được giải quyết. Vì thế hạn chế hạng mục đường sắt cao tốc Bắc Kinh, Ando chính là tài chính. Nhất là khi đường sắt cao tốc Bắc Kinh, Thượng Hải sắp được khởi công, nếu đầu tư quá lớn xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Kinh, Ando thì quốc gia cũng cần phải cân nhắc. Do đường sắt cao tốc Bắc Kinh, Thượng Hải đã được xác định, như vậy đường sắt cao tốc Bắc Kinh, Ando không quan trọng bằng không biết có được phê duyệt hay không. Mà Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống đây coi như lần đầu tiên chính thức vận động cho hạng mục này. Vốn đầu tư của đường sắt cao tốc Bắc Kinh, Ando có thể vượt quá 200 tỷ, đây là một con số rất kinh người, nhưng nó lại có tác dụng rất lớn thúc đẩy kinh tế 4 tỉnh ký, Dự, Ngạc, An phát triển. Thái Chánh Dương nghe nói đang tích cực vận động Trung ương, hy vọng có thể áp dụng đường sắt cao tốc này. Đường sắt Bắc Kinh, Ando hiện nay đã xuống cấp, hơn nữa lưu lượng hành khách và hàng hóa vận chuyển là rất lớn. Mặc dù đường sắt Tây Liễu xây dựng xong cũng khiến tuyến vận chuyển khu vực An Đông giảm đi đôi chút nhưng tuyến đường sắt Bắc Kinh, An Nguyên vẫn ở trạng thái quá tải, hơn nữa đến đợt Tết thì sức chịu tải đến cực hạn, rất nhiều hàng hóa không thể vận chuyển để đảm bảo vận chuyển hành khách, điều này làm khách hàng vận tải hàng hóa phản ứng không nhỏ. Quy hoạch đường sắt cao tốc Bắc Kinh,
Ando về cơ bản kế thừa tuyến đường sắt phổ thông Bắc Kinh, Ando, từ Ando qua Kiến Dương, Miên Châu ra khỏi An Nguyên, tiến vào tỉnh Ngạc, qua Ân Thi, Tây Liễu rồi đi lên Đông Bắc, từ Nghi Xương qua Trường Giang đến Tương Phiền nhập vào Dự, qua Đặng Châu, Nam Dương, Trịnh Châu rồi nhập vào tuyến đường Bắc Quảng. Triệu Quốc Đống một bên nhìn bản đồ rồi chép miệng nói. Trên thực được lợi nhiều nhất từ đường sắt cao tốc này là hai tỉnh Ngạc Dự, dù sao đối với tỉnh Ngạc mà nói thì nó đi qua hết khu vực Tây Ngạc lạc hậu nhất của bọn họ, mà đối với tỉnh Dự lại khiến cho đường từ Nam tới Bắc thêm một tuyến chuyên vận chuyển hành khách, có thể tăng địa vị đầu mối giao thông quan trọng của Trịnh Châu. An Nguyên chỉ là có điểm tốt là ga cuối, đương nhiên tuyến đường vận chuyển hành khách này được hoàn thành có thể khiến cho việc vận chuyển hàng hóa từ An Nguyên lên phía Bắc dễ hơn, cũng tăng cường địa vị trung tâm vật tư khu vực của Ando. Chủ tịch Triệu, lời này của anh tôi thấy có chút khách sáo rồi, sao lại nói tỉnh Dự chúng tôi được lợi nhiều nhất? Người đàn ông trung niên ngồi đối diện có đầu cắt cua, da hơi đen, mắt hiếu thần, nói chuyện hay kết hợp ngôn ngữ cơ thể, rất có khí thế. Đây là tân chủ tịch tỉnh Dự, Tống Mậu Lâm. Đường sắt cao tốc Bắc Kinh, Ando là tâm nguyện chung của bốn tỉnh nó đi qua, không thể nói ai được lợi nhiều. Chúng ta bây giờ cần phải cùng nghĩ tới một mục đích, cùng đẩy mạnh, nghĩ biện pháp chứng thực quy hoạch này. Ha ha, chủ tịch Tống, đây không phải khách khí gặp khách sáo ư. Chỉ là phân tích thực tế thì An Nguyên chúng tôi cũng có lợi. Triệu Quốc Đống cảm thấy Tống Mậu Lâm rất thú vị, nói chuyện thẳng thắn chẳng qua lại làm người ta không hề có thái độ không thoải mái. Chỉ là bây giờ đã xác định năm sau xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Kinh, Thượng Hải, Trung ương sẽ phê chuẩn đường sắt cao tốc Bắc Kinh, An Đô sao. Đây không phải hạng mục có vài trăm triệu là làm xong, Trung ương cũng phải có nhiều cân nhắc mà. Ha ha, nếu không phải khó khăn thì chúng ta việc gì phải tập trung ở đây chứ? Chúng ta đang cố chạy để có được mức độ tương đối trước Đại hội Đảng sang năm. Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Dự chúng tôi cũng đã gửi văn bản lên hy vọng Trung ương chăm chú cân nhắc cảm nhận của quần chúng nhân dân trên tuyến đường sắt đi qua. Chủ tịch Triệu, điểm này An Nguyên cũng có thể làm được mà. Tống Mậu Lâm đĩnh đạc nói. Hai vị chủ tịch tỉnh gặp mặt cố gắng phối hợp vận động cho đường sắt cao tốc Bắc Kinh, Ando, cố gắng tranh thủ được thông qua sơ bộ trước Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 10 năm sau. Đương nhiên trong đó nhất định còn có nhiều vấn đề chi tiết cần phải giải quyết từng việc một. Nhưng hai tỉnh An, Dự có dân cư và kinh tế đủ mạnh, là hai ngôi sao đang quật khởi, hai tỉnh nếu có thể phối hợp nhất trí thì sức ảnh hưởng không thể coi thường. Bây giờ càng quan trọng chính là lợi dụng sức ảnh hưởng của Đại hội đại biểu nhân dân và truyền thông phát động thế công dư luận, có lẽ đây là ý đồ thật sự của Tống Mậu Lâm. Nhưng Triệu Quốc Đống cũng biết bây giờ quốc gia khá cảnh giác việc lợi dụng đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cũng không dễ dàng phục tùng, dân ý và áp lực dư luận. Đầu tư tài sản cố định thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đã thành hình thức cố hữu phát triển của Trung Quốc, nhất là khi tốc độ tăng trưởng xuất hiện xu thế trượt, quốc gia sẽ vô thức kích thích đầu tư để thúc đẩy. Nhưng theo Triệu Quốc Đống thấy phương thức này có hiệu quả lúc mới cải cách, nhưng khi hệ thống kinh tế thị trường hoàn thiện mà sơ suất dùng thủ đoạn này sẽ dễ tạo tác dụng rất xấu. Hơn nữa qua tay chính quyền địa phương không có tính liên tục như chính sách của Trung ương. Địa phương không ngại tăng quy mô tài chính, vay vốn ngân hàng, dễ tạo thành hiệu ứng bong bóng. Mà ngân hàng một khi rơi vào trong đó cũng khiến khoản nợ xấu tăng cao, làm hệ thống tài chính rất mạo hiểm, ở vấn đề này tạo thành tranh luận không nhỏ ở trong nước. Cũng luôn có ý kiến dùng tiêu dùng nội địa để thúc đẩy phát triển kinh tế, nhưng khi hệ thống bảo đảm an sinh xã hội chưa được kiện toàn, tiêu dùng nội địa không thể nào chỉ dựa vào mấy lời kêu gọi của truyền thông, mấy lời nói vu vơ của chính quyền là có thể thực hiện được. Dân chúng rất thực tế, nhà ở, y tế, giáo dục, hưu trí, mấy vấn đề này trước khi được giải quyết về căn bản thì muốn thúc đẩy tiêu dùng nội địa là không thể. Cho nên ở vấn đề này Triệu Quốc Đống vẫn chủ trương Ninh Lăng có thể tiến hành thí điểm một chút, ví dụ như cải cách thể chế hộ tịch và giáo dục. Làm như thế nào giải quyết được vấn đề hộ khẩu cho công nhân, nhân viên từ ngoài tới Ninh Lăng làm thuê, giúp con cái của có bọn họ có quyền lợi học như dân gốc Ninh Lăng. Mà đây cũng là một quá trình thí điểm khá mạo hiểm và khó khăn. Cho nên Triệu Quốc Đống không tiếc tất cả thúc đẩy Trung Dược Quân vào thường vụ tỉnh ủy, bởi vì chỉ như vậy thì hắn mới có thể kiên định đẩy mạnh hình thức phát triển kinh tế xã hội của Ninh Lăng. Nhưng đối với sự phát triển của cả An Nguyên thì Triệu Quốc Đống không từ chối việc lợi dụng đầu tư tài sản cố định để thúc đẩy kinh tế phát triển, nhất là lợi dụng tài chính Trung ương ủng hộ xúc tiến xây dựng cơ sở vật chất của An Nguyên. Chủ tịch Tống, điểm này cứ yên tâm, Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh tôi cũng rất chờ mong đường sắt cao tốc Bắc Kinh, Ando này.
Chẳng qua tôi thật ra cảm thấy chỉ thông qua đại hội đại biểu nhân dân hai tỉnh kêu gào thì khó có thể đạt được mục đích. Dù sao Trung ương có quy hoạch chung, mà chúng ta lại hy vọng có thể nhanh chóng lập hạng mục, đưa vào xây dựng. Nếu như Trung ương cho phép nhưng lại phải mất một thời gian nữa thì tôi nghĩ mấy tỉnh chúng ta đều không muốn thấy. Chúng ta càng hy vọng hạng mục nhanh chóng được tiến hành, cho nên tôi cảm thấy các tỉnh mà đường sắt cao tốc Bắc Kinh, Ando đi qua đều phải có một suy nghĩ về hạng mục này, giống như chúng ta dùng phương thức gì để đẩy mạnh xây dựng hạng mục. Tống Mậu Lâm rất khôn khéo, lập tức nghe ra ý của Triệu Quốc Đống. Chủ tịch Triệu, ý của anh là hiện nay Trung ương khó có thể thông qua hạng mục đầu tư lớn như đường sắt cao tốc Bắc Kinh, Ando. Ừ, đường sắt cao tốc Bắc Kinh, Thượng Hải sắp khởi công, đầu tư rất lớn. Tôi đã trao đổi ý kiến với Bộ trưởng Hứa Bộ Giao thông, y cũng hiểu Trung ương gần đây sợ khó có thể bỏ ra khoản tài chính lớn đến như vậy trừ khi. Trừ khi địa phương cũng bỏ tiền. Tống Mậu Lâm nở nụ cười. Ha ha, Chủ tịch Tốn, đây cũng không phải chuyện mới mẻ mà. Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Anh không đưa ra chút thành ý để chứng minh thì sao được. Hơn nữa cũng là về phân chia quyền lợi mà. Tống Mậu Lâm thu lại nụ cười, hắn rất chăm chú gật đầu nói. Tôi cũng lo như vậy, đường sắt cao tốc Bắc Kinh, Thượng Hải vừa khởi động, không gian của đường sắt cao tốc Bắc Kinh, Ando sẽ giảm đi nhiều. Chẳng qua đầu tư quá lớn khiến cho bốn tỉnh chúng ta gặp nhiều khó khăn. Đúng là vì đầu tư quá lớn cho nên chúng ta mới cần cân nhắc việc Trung ương tạm thời gác lại, nếu muốn thúc đẩy thì tôi nghĩ mấy tỉnh chúng ta sợ là phải tổ chức một hội nghị liên tịch cùng trao đổi, kết nối với các bộ ngành liên quan. Đưa ra suy nghĩ của chúng ta, nếu không một lần nữa bị gác lại mà muốn khởi động lại sẽ rất khó khăn. Triệu Quốc Đống đề nghị. Phải phối hợp nhất trí xong trước Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc diễn ra. Được, Chủ tịch Triệu, tôi đồng ý với quan điểm của anh, tôi nghĩ ở vấn đề này ngồi chờ nhất định không được. Tôi về sẽ báo cáo với Bí thư Chánh Dương. Đúng, Bí thư Chánh Dương là lão lãnh đạo của anh, cũng chào mừng anh tới tỉnh dự tôi làm khách. Tống Mậu Lâm đứng lên nói. Quyển 20, chương 23. Lâm tỷ, mỗi lần em gặp chị đều muốn tìm ra điểm khác nhau, nhưng em phát hiện chị thật sự không có gì biến hóa. Ừ, nếu nói nhất định có gì đó biến hóa thì đó chính là chị càng lúc càng có mùi. Cô gái nhỏ hơn Trình Nhược Lâm vài tuổi là người khá hoạt bát, có tính cách hướng ngoại, ngôn ngữ phong phú, ánh mắt nhìn qua cửa sổ xuống đất, hắn thở dài nói. Mặc dù em thích Ando hơn nhưng em phải thừa nhận Ando có chênh lệch rất lớn với Bắc Kinh. Bảo em tới giúp chị, em không chịu, nói gì phí phạm chuyên môn của em, chuyên môn của Lâm tỷ cũng không được tốt. Trình Nhược Lâm rất tùy ý vén mấy sợi tóc che trên trán, chiếc vòng tay pơ tỏa ra ánh sáng mê người, một chiếc nhẫn mộc mạc nhưng trang nhã đeo trên ngón nhẫn bên tay trái, cô khẽ lắc lắc cốc cà phê, chăm chú nói. Ando cũng không kém Bắc Kinh là mấy, thành phố lớn cũng có điểm phiền phức của thành phố lớn. Để em mỗi ngày tốn 2-3 tiếng vì tắc đường thì không biết ai thích cái nào. Lâm tỷ, Ando bây giờ cũng hay tắc đường. Em bây giờ mỗi lần đi làm đều phải đi sớm chục phút, mà cứ như thế này nữa thì em đoán mình không thể không mua một căn phòng mới. Ngụy Hạm rất thích đến nhà hàng Hazen, Da. Sau khi nhà hàng Hazen, Da đầu tiên được mở ra ở Ando, Ngụy Hạm không thể chờ đợi kéo bạn trai tới, bây giờ cũng là chồng tới nếm thử. Điều này làm chồng cô rất khó hiểu, cảm thấy hai người không nên tới đây, nhưng cô khá cố chấp. Trình Nhược Lâm rất thích Ngụy Hạm. Không chỉ là lúc trước Ngụy Hạm bảo cô rời khỏi Hoa Lâm đến đài truyền hình kỹ thuật số Ando, mà là do tính cách thông minh, thẳng thắn của Ngụy Hạm. Trong các bạn bè đồng nghiệp ở An Nguyên, ngoài La Băng ra thì chỉ có Ngụy Hạm là có quan hệ nhiều với cô nhất. Mỗi lần về An Nguyên, Trình Nhược Lâm mặc kệ bận như thế nào thì cô cũng tìm thời gian ngồi với Ngụy Hạm một chút. Mà Ngụy Hạm có nhiều bạn bè, bây giờ hai nòng cốt chính phụ trách hai mảng nghiệp vụ của điện ảnh Niết Bàn cũng là do Ngụy Hạm giới thiệu cho Trình Nhược Lâm. Mặc dù Ngụy Hạm không nhận lời đi theo Trình Nhược Lâm nhưng hai người không vì thế mà ảnh hưởng đến tình cảm riêng. Ồ, vậy thì tốt, con của em mấy tuổi rồi? 2 tuổi chưa, sắp vào nhà trẻ được rồi. Em muốn đổi nhà thì mau đổi đi, nếu như em và chồng không định đổi nghề thì chọn một nơi ở gần cơ quan cũng là cử chỉ sáng suốt. Chồng Ngụy Hạm vốn làm ở đài truyền hình kỹ thuật số Ando, cùng cơ quan với Trình Nhược Lâm, bây giờ vào đài truyền hình tỉnh làm công tác hành chính. Quan hệ hai vợ chồng Ngụy Hạm khá tốt. Lâm tỷ, nói đổi nhà là dễ như vậy sao? Giá nhà Ando bây giờ tăng cao, từ vành đai 2 trở lại thì em không dám nghĩ tới, đều là trên 10.000 một mét vuông, ở vành đai 3 cũng là trên 8.000 một mét, bây giờ ở cơ quan có không ít người mua nhà ở ngoài vành đai 4,
tuy nói xa một chút nhưng vành đai 4 bây giờ ít xe nên không tắc đường. Ngụy Hạm liên tục lắc đầu. Em đang cân nhắc có phải nên mua nhà ở vành đai 4 không? Bây giờ giá cũng là tầm 5.000, một căn nhà 120m là có thể tiết kiệm 400.000, chồng em vẫn hy vọng mua được xe Việt dã, nói có thể cùng người nhà đi ra ngoài du lịch, đến Tây Tạng, đến Tân Cương, đến Điền Nam, vì thế chỉ có thể mua nhà rẻ mà thôi. Xe Pura và Jeep thì không dám tưởng, nhưng xe Forester thì cũng là thỏa mãn nguyện vọng trong lòng. Trình Nhược Lâm gật đầu, cô biết chồng Ngụy Hạm mê xe thể thao nhưng do điều kiện kinh tế có hạn, muốn mua xe tốt lại không đủ tiền, mua xe kém thì lại không quá thích. Bảo em đến làm cho chị, em lại không muốn xa chồng, con ư. Hay là sợ mỗi người một nơi nên ảnh hưởng tình cảm vợ chồng. Bây giờ giao thông thuận tiện như vậy, ở Bắc Kinh, tối là em có thể đến Ando, có gì không được. Nếu không thì để cả chồng em lên công ty chị làm quản lý hành chính, làm 2 năm, mua căn nhà ở Bắc Kinh hoặc là bây giờ mua mà không đủ tiền thì chị cho vay. Trình Nhược Lâm trêu chọc. Hay là chồng em sợ em tới chỗ chị, hắn không được trái tim em. Lâm tỷ, chị nói gì thế, hắn không như vậy đâu. Hắn chỉ tập trung vào công việc thôi, mà hắn sắp được điều chỉnh công việc rồi. Trong mắt Ngụy Hạm không giấu được tia tự hào. Ồ, lên chức à? Làm chủ nhiệm à? Trình Nhược Lâm nở nụ cười. Đâu có, chủ nhiệm đâu dễ làm như vậy. Chủ nhiệm bây giờ rất thưởng thức hắn, cho nên chắc cố vận động để hắn làm phó chủ nhiệm. Ngụy Hạm trừng mắt nhìn Trình Nhược Lâm. Ừ, vậy cũng được, còn trẻ như vậy đã là cấp phó huyện, không chừng 2 năm sau là có thể làm chủ nhiệm, chồng em đúng là có tương lai. Trình Nhược Lâm thật lòng nói. Lâm tỷ, hắn 35 tuổi mới làm được phó chủ nhiệm văn phòng, tranh đến vỡ đầu, như vậy còn có người nói này nói kia sau lưng. Ngụy Hạm lắc đầu nói. Không nói cái này, nghĩ tới là đau đầu. Ừ, vậy nói chuyện khác đi, đúng, em lần này lên Bắc Kinh làm gì? Ngụy Hạm cười nói. Còn có thể làm gì chứ? Hai lãnh đạo chủ yếu của tỉnh lên Bắc Kinh một tuần, đài không phái người đi sao được? Ngụy Hạm thuận miệng nói. Ồ! Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống cũng tới. Trình Nhược Lâm kinh ngạc nói. Hai người cùng đi, đúng là hiếm thấy, bọn họ tới làm gì? Lâm tỷ, chị quan tâm chuyện của An Nguyên như vậy à? Ngụy Hạm nở nụ cười. Nghe nói lên báo cáo công việc, hình như là chạy đường sắt cao tốc Bắc Kinh, An Đô cùng phòng giao dịch tài sản, đương nhiên đây chỉ là chuyện bề ngoài, mặt khác cũng nghe nói hai vị lãnh đạo lên kiểm điểm với Trung ương. Chuyện đường sắt cao tốc Bắc Kinh. Ando thì chỉ có nghe nói tới, gần đây đồn đại rất nhiều, truyền thông cũng chú ý. Trình Nhược Lâm cũng rất quan tâm tới công việc bên An Nguyên. Kiểm điểm, có phải là vì chuyện phó chủ tịch An Nguyên bị bắt không? Không hoàn toàn như vậy, còn có vụ nổ ở Thông Thành khiến 10 mấy người chết, tổ điều tra của Trung ương vẫn không ngừng điều tra, bây giờ còn chưa biết tình hình là như thế nào. Nhưng tỉnh ó lẽ cũng muốn gánh chịu trách nhiệm, sớm một chút kiểm điểm có lẽ sẽ chiếm được chủ động. Tình hình cụ thể thì em không rõ, dù sao lãnh đạo chủ yếu của đài cũng là đi theo hai vị lãnh đạo đến gặp Ủy ban Kế hoạch Phát triển, Bộ Giao thông, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Hiệp hội Giám sát Chứng khoán. Dù sao đài truyền hình tỉnh không thể nào một tuần không có tin gì về lãnh đạo chủ yếu của tỉnh chứ. Như vậy bách tính An Nguyên có thể yên ổn được sao? Trình Nhược Lâm nở nụ cười. Con bé chết tiệt này, em nói để người khác nghe thấy không chừng chức phó chủ nhiệm của chồng em không hy vọng. Đây không phải chỉ có hai chúng ta sao? Ngụy Hạm thở dài nói. Chồng em làm việc cũng rất vất vả, nhưng làm ngành của hắn cũng chỉ có thể liều mạng, làm ra thành tích trong công việc, được điểm sáng, phải có điểm sáng tạo, làm được chức phó chủ nhiệm này cũng không dễ dàng gì. Hắn còn mệt hơn em, mệt đầu, một vị trí mà bao người chui đầu vào, toàn là người có thực lực cả, chỉ đến phút cuối cùng thì mới biết mình không có hy vọng. Loại chuyện này hắn cũng gặp mấy lần cho nên lần này chưa có văn bản thì chưa dám nói gì. Đài em cạnh tranh kịch liệt như vậy sao? Trình Nhược Lâm đương nhiên biết trong đài truyền hình liên tục xuất hiện nhân tài, cạnh tranh đúng là rất kịch liệt. Lâm tỷ, chị không phải không biết nước ở đó sâu như thế nào mà. Bạn học, đồng hương, họ hàng, bạn bè, quan hệ gì cũng có thể kéo dài. Ngụy Hạm lắc đầu cười khổ, cô đột nhiên nghĩ tới gì đó nên nói. Lâm tỷ. Chủ tịch Triệu kia không phải vẫn có liên hệ với chị sao? Trình Nhược Lâm hơi nóng mặt, cô cố bình tĩnh nói. Em sao lại đột nhiên nhớ tới chuyện này? Không phải, em nhớ sau khi chị đến đài truyền hình kỹ thuật số An Đô thì em đã từng thấy chị ngồi với hắn.
Mặt Ngụy Hạm lộ nụ cười xấu xa. Chỉ có liên hệ với hắn nhưng không nhiều. Trình Nhược Lâm thực ra mơ hồ đoán được ý đồ của Ngụy Hạm. Tuy Ngụy Hạm không nói rõ nhưng cô cũng nghe ra đôi chút. Nếu em muốn chị giúp chồng em thì chị có thể tìm cơ hội nói chuyện một câu. Thật ư? Mắt Ngụy Hạm sáng lên, cô vốn chỉ là muốn thử một lần. Trình Nhược Lâm và Triệu Quốc Đống cùng cô từ Hoa Lâm đi ra nhưng cô đi quá sớm, Triệu Quốc Đống chỉ sợ không có ấn tượng gì về cô. Nhưng Trình Nhược Lâm lại khác, bên Ninh Lăng vốn có tin đồn Lâm tỷ có quan hệ không bình thường với Triệu Quốc Đống, chẳng qua về sau Trình Nhược Lâm từ chức lên Ando, Ngụy Hạm cảm thấy khả năng này là rất nhỏ. Quyển 20, chương 24. Một tuần trên Bắc Kinh của Triệu Quốc Đống khá bận rộn, ngoài việc trao đổi ý kiến với Tổng cục Giám sát ra, hắn tập trung càng nhiều vào công việc sang năm. Đường sắt cao tốc Bắc Kinh, Ando là một phương diện, tỉnh dự cũng rất chú tâm đến hạng mục này. Mặc dù gặp khó khăn rất lớn nhưng dù chỉ có 1% hy vọng cũng không ai muốn bỏ qua. Đối với An Nguyên mà nói, đường sắt cao tốc Bắc Kinh, Ando cũng rất quan trọng, ngoài tác dụng xúc tiến An Nguyên phát triển, ngành đường sắt cao tốc cũng có đủ trọng lượng đối với An Nguyên. Ví dụ như việc chế tạo một hệ thống điện khí cho tàu cao tốc của hạng mục đường sắt cao tốc Võ, Quảng do công ty ở Hoài Khánh trúng thầu, hệ thống an toàn và hệ thống khống chế tín hiệu lại do mấy công ty ở khu công nghệ cao Ando liên hợp đạt được. Ngành chế tạo thiết bị đường sắt cao tốc có thể nói là điểm sáng của An Nguyên. Đương nhiên theo Triệu Quốc Đống thấy thì mục tiêu càng quan trọng hiện nay chính là phòng giao dịch tài sản Ando có thể mở cửa kinh doanh theo đúng kế hoạch hay không. Hắn cho rằng một sản nghiệp, một hạng mục lớn đều chỉ tác động tới kinh tế trong thời gian ngắn, mà xây dựng thể chế mới là mang tính căn bản. Có lẽ một sản nghiệp, một hạng mục lớn sẽ khiến kinh tế địa phương phát triển ngay lập tức, nó giống như Ninh Lăng ban đầu vậy. Nhưng nếu muốn để Ninh Lăng duy trì phát triển liên tục, ổn định thì chỉ dựa vào thu hút đầu tư, cung cấp các chính sách ưu đãi là không đủ. Nhất là khi kinh tế phát triển đến trình độ nhất định, quyết định một địa phương có thể phát triển liên tục hay không thì không chỉ có điều kiện cơ sở vật chất tốt đẹp, không đơn giản là một sản nghiệp nào đó có đơn giản, phải có không khí phát triển công bằng, khỏe mạnh càng là nhân tố mang tính quyết định. Mà loại không khí này ảnh hưởng lớn đến việc đảng ủy, chính quyền địa phương có thể thành lập một hệ thống pháp chế, hệ thống kinh tế công bằng công chính công khai hay không. Trong giai đoạn đầu Ninh Lăng được lợi do toàn lực xác lập sản nghiệp trụ cột, nhưng thời kỳ sau đó Triệu Quốc Đống cho rằng Ninh Lăng được lợi nhiều hơn hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp và xây dựng hệ thống kinh tế tư nhân, nhất là việc xây dựng hệ thống tín dụng Ninh Lăng càng đi đầu cả nước, nó khiến cho các công ty mới thành lập, đang hoạt động ở Ninh Lăng được lợi lớn. Ở vấn đề này Triệu Quốc Đống cũng từng trao đổi với Quan Kinh Sơn, Đàm Lập Phong. Làm Triệu Quốc Đống thấy an ủi là hai người kia cũng ý thức được việc này. Công tác xây dựng hệ thống tín dụng của Ando đang được đẩy mạnh, mặc dù xây dựng thể chế này không phải thoáng cái là xong nhưng đảng ủy, chính quyền coi trọng cũng có tác dụng xúc tiến triển khai công việc nhanh hơn. Mà xây dựng hệ thống tín dụng đối với sự phát triển của phòng giao dịch tài sản Ando càng quan trọng hơn. Phòng giao dịch tài sản không phải danh nghĩa nơi giao dịch cổ phần thì về nhiều khía cạnh chỉ có thể dùng cách ném đá qua sông để thí điểm. Mà các công ty muốn tiến hành giao dịch ở đây, muốn được các nhà đầu tư tán thành thì trình độ tín dụng của công ty là nhân tố mang tính quyết định. Giao dịch tài sản và hệ thống tín dụng hoàn thiện có thể mang lại tác dụng thúc đẩy, hỗ trợ lẫn nhau. Mà phòng giao dịch tài sản nếu thật sự được mở ra ở Ando, nó sẽ có tác dụng thúc đẩy kinh tế cả An Nguyên phát triển là rất lớn. Nhưng phòng giao dịch tài sản cũng đối mặt nguy cơ rất rõ ràng. Tổ chủ bị Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin có hứng thú với thí điểm phòng giao dịch tài sản này, nhưng Hiệp hội Giám sát Chứng khoán lại đang mài dao nở nụ cười lạnh lùng, u ám với thí điểm này. Giao dịch tài sản có thuộc về hình thức giao dịch chứng khoán hay không đúng là không dễ phán đoán, nhất là một ít thứ chạy ở bên bờ chính sách càng phụ thuộc vào phán đoán của lãnh đạo Trung ương, có lẽ ở một thời điểm nào đó thì quan điểm này chiếm ưu thế. Không chừng chỉ sau một đêm bên kia lại có thể chiếm ưu thế. Như vậy Ando đúng là khóc không ra nước mắt. Vì thế An Nguyên lúc này tuy phải vây quanh Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin nhưng cũng phải duy trì liên lạc mật thiết với Hiệp hội Giám sát Chứng khoán. Người ta muốn tài liệu gì đều phải vội vàng mang tới, cố gắng để đừng để đối phương không hài lòng. Hắc hắc, tôi không thể không nói đây đúng là chơi với lửa, lấy lòng hai bên, có lẽ cả hai bên đều không tốt. Đến lúc đó dù ai đẩy chúng ta một cái là phòng giao dịch tài sản cũng sẽ xong đời. Trương Hoành Vĩ xoay xoay chiếc tượng ngọc nhỏ mới mua được, không biết có phải đồ thật hay không. Ai nói không phải, nhưng cũng chỉ có thể như vậy đi, nói thật tôi cũng cảm thấy phòng giao dịch tài sản này đúng là đi trên bờ chính sách, có thể vượt qua ranh giới bất cứ lúc nào.
Nếu như không được Hiệp hội Giám sát Chứng khoán chấp nhận thì lúc nào cũng có thể gặp Tia Ương. Triệu Quốc Đống chắp tay sau lưng đi chậm. Trương Hoành Vĩ vừa bay lên Bắc Kinh, phòng giao dịch tài sản đang cố gắng mở cửa kinh doanh trước tháng 4 sang năm, Dương Kính Quang bận nhiều việc, nhất là phải chỉ đạo nhóm công ty đầu tiên tham gia giao dịch ở phòng giao dịch tài sản, phải để đợt đầu tiên thành công cũng không đơn giản gì, liên quan nhiều mặt. Vì thế Dương Kính Quang đề nghị Trương Hoành Vĩ giúp đỡ hắn phụ trách việc này, Triệu Quốc Đống cũng đồng ý. Nhưng dù ngài lấy lòng Hiệp hội Giám sát Chứng khoán hơn nữa cũng chưa chắc đã có tác dụng. Việc này liên quan tới thể diện và nguyên tắc của Hiệp hội Giám sát Chứng khoán, bọn họ không thể nào coi như không thấy, càng không thể mặc kệ, tôi đoán bọn họ sớm muộn gì cũng nhúng tay vào. Trương Hoành Vĩ suy nghĩ. Đây là mâu thuẫn không thể hóa giải. Đừng nói như vậy chứ, tôi biết Hiệp hội Giám sát Chứng khoán sớm muộn sẽ nhúng tay, tôi đoán rất có thể chỉ là một thời gian nữa từ có thể sẽ đưa ra một phương hướng, không chừng sẽ làm cho Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cùng Hiệp hội Giám sát Chứng khoán liên hợp giám sát. Tôi cũng đã sớm chuẩn bị tư tưởng này, mặc kệ do ai quản lý hoặc giám sát, chỉ cần cơ chế vận hành không có thay đổi quá lớn là được. Chúng ta không muốn quyền lực gì mà chỉ hy vọng phòng giao dịch tài sản này có thể khiến các công ty vừa và nhỏ an nguyên có con đường tài chính sung túc hơn mà thôi. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh nói. Sợ là ngài phải sớm trao đổi với Phó Thủ tướng Tô cùng với Thường vụ Ninh mới được, dù sao loại chuyện này mới là thí điểm, khó tránh khỏi có lúc vượt qua quy định. Hy vọng Trung ương có thể lấy tâm lý bao dung mà nhìn nhận. Trương Hoành Vĩ có chút do dự rồi đề nghị. Ừ, điểm này tôi và Bí Thư Lăng đã tính tới, đây không phải việc đơn giản. Trung tâm giao dịch chứng khoán Thượng Hải, Thâm Quyến có tác dụng thúc đẩy kinh tế Thượng Hải, Nam Việt rất lớn, khu vực Trung Tây chúng ta cũng cần phát triển, cũng cần được nghiêng về phương diện này, hạng mục này thậm chí còn có hiệu quả hơn mấy hạng mục lớn đối với an nguyên chúng ta nhiều. Trương Hoành Vĩ lặng lẽ gật đầu. Chủ tịch. Phòng giao dịch đã nhận được đơn xin đăng ký của hơn 200 công ty, hầu hết là công ty vừa và nhỏ, chúng tôi đã tuyển chọn sơ bộ loại bỏ hơn 100 công ty, còn lại khoảng 80 công ty, chuẩn bị tiến hành đợt sàng lọc thứ hai. Đương nhiên sàng lọc lần này khá nghiêm khắc nhưng tôi thấy như vậy mới có lợi. Hơn nữa chúng ta cũng chỉ ra nhiều điểm còn tồn tại của các công ty, hy vọng bọn họ thay đổi, cũng hoan nghênh lần sau bọn họ tham dự tiếp. Còn 80 công ty, cơ chế tuyển chọn có trong suốt. Công khai không? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Thực tế mà nói thì yêu cầu điều kiện vòng một đều được ghi rõ, không phù hợp một điều là bị loại bỏ ngay, nhưng 80 công ty kia về cơ bản đều khá phù hợp, cho nên tuyển chọn vòng 2, 3 sẽ càng thêm nghiêm khắc, kịch liệt. Vì thế chúng tôi ở phương diện này đều yêu cầu dưới ánh mặt trời, kể cả tài liệu của các công ty tham gia đều phải công khai với xã hội. Trên trang web của phòng giao dịch có một chuyên môn đặt câu hỏi dành cho người dân và các công ty. Đối với các công ty tham dự thì chúng tôi cũng yêu cầu khá cao về kiểm toán, pháp luật, tài chính. Nếu công ty nào lừa gạt sẽ vĩnh viễn bị cấm tham gia phòng giao dịch, tôi tin mọi người sẽ quý trọng cơ hội này, dù là công ty tham gia hay là người giao dịch. Rất tốt, mỗi một việc đều phải làm tốt ngay từ đầu. Đầu tiên phải bắt đầu từ chính chúng ta, phòng giao dịch công khai sẽ thể hiện được sự công bằng, mặc dù vẫn có vài điểm không như ý nhưng dưới ánh mặt trời có thể đền bù một cách lớn nhất. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi. Tôi không hy vọng các nghi kỵ bao trùm ở vài công ty niêm yết lên thị trường chứng khoán cũng sẽ nảy sinh ở phòng giao dịch tài sản, đây là nguyên tắc và điểm mấu chốt. Quyển 20, chương 25. Nhẹ nhàng đặt tai lên bụng Lưu Nhược Đồng, im lặng lắng nghe một lúc Triệu Quốc Đống mới ngẩng đầu lên cười nói. Nhược Đồng, hình như con có động tĩnh, đang vung tay đạp chân trong bụng em đó. Anh tưởng tượng à, mới mấy tháng chứ? Lưu Nhược Đồng cẩn thận quan sát vẻ mặt của Triệu Quốc Đống, cô không khỏi thấy an tâm. Rốt cuộc có chuẩn bị làm bố mẹ tốt hay chưa thì Lưu Nhược Đồng đoán Triệu Quốc Đống cũng giống mình, sợ là khó nói rõ. Nhưng sau khi biết mình có thai, bao tâm trạng do dự, không yên thoáng cái biến mất, thay vào đó là tình cảm mẹ dành cho con. Có lẽ là giác quan thứ 6 của anh nên thấy con là bé trai, ừ còn là thằng bé không an phận. Triệu Quốc Đống nở nụ cười, hắn không quá để ý đến giới tính. Chỉ cần là con mình là đủ rồi. Mà quan hệ giữa hắn với Lưu Nhược Đồng sau khi cô có thai cũng thoáng cái tiến vào cảnh giới khó nói thành lời, nhưng có thể khẳng định đứa con sẽ củng cố quan hệ của cả hai. Lưu Nhược Đồng không nói gì, bố mẹ chồng tháng trước mới lên Bắc Kinh thăm cô, cũng rất hưng phấn vì cô có thai. Bốn người con trai của Triệu gia có lẽ đều bị Triệu Quốc Đống ảnh hưởng mà kết hôn xong mãi không có con. Nước Sơn không nói, không muốn kết hôn, luôn nói muốn được an nhàn cả đời.
không bị hôn nhân trói buộc. Mà Trường Xuyên mặc dù đã đăng ký kết hôn với Nguyên Tĩnh nhưng lúc nào làm lễ cưới vẫn chưa xác định, có lẽ là phải sang năm. Ngay cả Vân Hải cũng như vậy, thấy Trường Xuyên chưa làm lễ cưới nên chưa tổ chức. Anh em nhà này đúng là hơi lạ. Chẳng qua việc cô có thai có lẽ là chấn động đối với Triệu gia. Nghe mẹ chồng nói Trường Xuyên dự định sang đầu năm kết hôn rồi sẽ nhanh chóng có con, Vân Hải cũng là như vậy. Sự dịu dàng quanh quẩn giữa hai người, mặc dù cuộc hôn nhân và tình cảm trải qua không ít khúc chiết, thậm chí cả hai không rõ tình cảm của mình tới đâu, nhưng không thể nghi ngờ là sau khi có con, hai người đã có một sợi dây liên lạc. Quốc Đống, em thấy anh rất mệt, có phải áp lực công việc là rất lớn không? Mặc dù đặt tâm trí chính vào đứa con trong bụng nhưng Lưu Nhược Đồng vẫn nhạy cảm chú ý thấy vẻ mặt Triệu Quốc Đống lần này rất mệt mỏi, mày nhíu lại chứng minh hắn làm chủ tịch tỉnh không thoải mái như cô vốn nghĩ. Ừ, bây giờ mới cảm thấy công việc ở một thành phố khác hẳn so với một tỉnh. Anh vốn nghĩ mình lúc làm bí thư thị ủy thành công thì làm chủ tịch tỉnh sẽ không có vấn đề gì lớn. Bên trên còn có bí thư tỉnh ủy, chỉ cần làm tốt công việc bên chính quyền là đủ rồi. Hắc hắc, không ngờ chênh lệch là quá lớn. Triệu Quốc Đống dựa vào ghế tự diễu. Xem nhẹ người thiên hạ, cảm thấy gì mình cũng có thể làm được, bây giờ anh mới thấy mình còn cần học tập rất nhiều. Quốc Đống, anh đừng tự ti. Em nghe Lưu Thác nói biểu hiện của anh ở An Nguyên khá tốt, ít nhất không ai dám xem nhẹ anh. Dù sao anh còn trẻ, nhiều chuyện cần từ từ tích lũy. Em cảm thấy anh bây giờ cần chính là thời gian, đi từng bước ổn định, không có sai lầm. Lưu Nhược Đồng hơi bĩu môi nói. Hừ, hừ. Tất cả mọi người nói như vậy, muốn anh không nên gây náo động, không tranh gì, không để mất lòng ai, một việc anh còn có thể nhưng chuyện nào cũng như vậy ư. Một tháng có thể như vậy, một năm như vậy, vậy ba năm thì sao? Dùng cách này tích lũy lý lịch và nhân khí ư. Triệu Quốc Đống có chút khinh thường nói. Mà nếu không như vậy thì chính là lập dị, tạo dư luận, chính là không đoàn kết, anh có thể chờ được nhưng An Nguyên thì sao? Anh không phải nói quan điểm của mình luôn chính xác. Cũng không phải nói phải dựa theo quy hoạch, suy nghĩ mà triển khai công việc, nhưng nếu như rụt đầu rụt cổ, luôn cân nhắc cái gọi là đoàn kết thì đúng là không thú vị. An Nguyên không cần không khí như vậy, nó không có lợi cho An Nguyên. Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Anh ngồi ở vị trí này thì sẽ cân nhắc làm như thế nào xử lý tốt các quan hệ, nhưng anh sẽ không vì lấy lòng ai đó hoặc là sợ tạo mâu thuẫn để rồi làm trái nguyên tắc của mình. Lưu Nhược Đồng nhìn Triệu Quốc Đống. Ánh mắt hắn mặc dù vẫn bình tĩnh nhưng hắn mất khống chế làm cô khá lo. Cô kết hôn với hắn lâu như vậy nhưng cô ít thấy hắn có tâm trạng đó. Quốc Đống, em cảm thấy có một số việc anh cần phải lui ra sau một bước suy nghĩ, ai cũng nói lui một bước trời cao biển rộng, lui ra sau chính là để chuẩn bị bước nhanh, bước dài hơn. Có vài thứ không nhất định phải tranh thắng bại ngay, không nhất định lập tức tạo bùng phát. Làm, cố gắng, nỗ lực, không thẹn với lòng mình. Ở trụ cột này chúng ta tìm kiếm kết quả tốt nhất là đủ, không nên cưỡng cầu. Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm Lưu Nhược Đồng một lúc lâu mới nói. Thác ca bảo em nhắc anh. Lưu Nhược Đồng không phủ nhận. Mọi người lo anh không đạt mục đích thề không bỏ qua. Hơn nữa Thác ca nói Lăng Chính Dược không đơn giản, tính cách cũng khá ngang ngạnh. Anh vừa lên nếu bí thư và chủ tịch không hòa đồng, trách nhiệm chính nhất định là của anh, nó bất lợi cho sự phát triển của anh. Ở điểm này anh cần phải nhận thức một cách tỉnh táo. Không nên cố chấp thành bại nhất thời. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. Lăng Chính Dược đúng là không đơn giản, tình hình xấu như vậy mà hắn vẫn có thể cứu vãn. Khi hắn trao đổi ý kiến với mình về Trần Anh Lộc, Triệu Quốc Đống chỉ biết Trần Anh Lộc sẽ thay Tề Hoa làm trưởng ban tổ chức cán bộ. Trần Anh Lộc khác Tề Hoa, Trần Anh Lộc làm trưởng ban tổ chức cán bộ không khác gì thêm một cửa sắt cho Lăng Chính Dược. Xem ra Lăng Chính Dược sợ cũng là có ý đồ muốn Viên Chí Kiên lên làm trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Như vậy Trần Anh Lộc, Lòng Ứng Hoa, Viên Chí Kiên sẽ hình thành tam giác ổn định ở thường vụ tỉnh ủy. Mình mặc dù cuối cùng xúc tiến được Trung Dược Quân vào thường vụ nhưng ván này cùng lắm coi như ngang tay. Nếu như tính tới một ghế phó chủ tịch tỉnh còn trống sau khi Hoàng Trì Trung ngã ngựa, Triệu Quốc Đống thậm chí cảm thấy mình thua ở năng lực ứng biến và tính kế chu toàn của Lăng Chính Dược. Cuối cùng vẫn là lý lịch. Danh tiếng và quan hệ, mấy thứ này không phải thoáng cái là thành lập được. Khi Triệu Quốc Đống về tới An Nguyên thì tổ khảo sát Trung ương cũng đã tới. Trưởng ban Tề dạo này có tâm trạng không được tốt, hôm qua Lão Vi lại tranh cãi với y, Lão Vi tức giận đẩy cửa rời đi. Bây giờ ở ban mà ai tới văn phòng trưởng ban Tề đều nơm nấp lo sợ. Chu Ích Minh một bên lắc đầu một bên nhìn ra ngoài.
Ando bắt đầu nghênh đón trận tuyết đầu mùa, tuyết rơi khá sớm cũng khá lớn. Có khi 2-3 năm liên tục thành phố Ando cũng không có trận mưa tuyết ra hồn, năm nay lại rơi sớm, rơi nhiều như vậy có lẽ là dấu hiệu tốt. Trưởng ban Vi chỉ sợ không thể nhịn được nữa. Trưởng ban Tề trong thời gian này đúng là rất nóng tính, gần như ai cũng mắng. Trưởng ban Chu, tôi thấy anh cũng bị vậy. Người phụ nữ khoảng 40 tuổi trang điểm nhẹ nhìn qua khá thành thục, quyến rũ. Chu Ích Minh không nhịn được thầm khen một tiếng, quả nhiên là vưu vật, không hề bị tuổi ảnh hưởng, bảo sao Phan xảo được điều từ Điền Nam về lại có người nói không biết người phụ nữ này có quan hệ kia với chủ tịch Triệu không. Mặc dù Chu Ích Minh không quá tin Triệu Quốc Đống và Phan xảo có quan hệ kia nhưng không thể không thừa nhận Phan xảo rất hấp dẫn, ngay cả hắn đôi khi cũng dao động. Ngoài chủ tịch Triệu ra thì còn có ai sẽ tới? Phan xảo không ý thức được vị thủ trưởng trước mặt lại có nhiều suy nghĩ phức tạp như vậy. Quyển 20, chương 26. Bí thư Trung và thị trưởng Tiêu, còn có thị trưởng Trúc. Chu Ích Minh thuận miệng nói. Thị trưởng Trúc nào vậy? Phan xảo có chút kinh ngạc, trong lúc nhất thời không hiểu. Ồ, Phan xảo, cô không phải không biết cán bộ từ Ninh Lăng đi ra đó chứ? Thị trưởng Trúc Văn Khôi đó. Chu Ích Minh liếc nhìn đối phương. Phan xảo sao không biết Trúc Văn Khôi, cô thậm chí biết Trúc Văn Khôi còn có quan hệ mờ ám với nguyên phó chánh văn phòng ủy ban quận Tây Giang. Khúc Hiểu Yến bây giờ đã thành phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát thị xã Ninh Lăng, Trúc Văn Khôi điều khỏi Ninh Lăng, không biết hai người này còn có quan hệ gì nữa không? Trúc Văn Khôi tới đây ư? Phan xảo hơi nhíu mày nói. Sao, cô hình như có ấn tượng không tốt với lão Trúc? Tôi cảm thấy lão Trúc là người hào sảng, tính cách cũng tốt, giỏi nói. Chu Ích Minh có chút kinh ngạc. Không phải, tôi lúc ở Ninh Lăng không có qua lại gì với Trúc Văn Khôi, chẳng qua chỉ là có chút khó hiểu sao trưởng ban lại mời cả Trúc Văn Khôi. Phan xảo cười cười một tiếng, Chu Ích Minh có quan hệ tốt với Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh, đây không hoàn toàn là vì Triệu Quốc Đống. Trung Dược Quân có tính cách mềm dẻo, giỏi giao tiếp. Có lẽ về sức hấp dẫn nhân cách thì không đột xuất như Triệu Quốc Đống nhưng cũng rất được người tiếp nhận. Hơn nữa Chu Ích Minh cố ý kết giao cho nên quan hệ giữa hai bên nhanh chóng mật thiết hơn. Mà Tiêu Phượng Minh chẳng những do một tay Triệu Quốc Đống đề bạt, hơn nữa tính cách rất trầm ổn, Chu Ích Minh hẹn gặp Triệu Quốc Đống cùng hai người kia là bình thường. Nhưng Trúc Văn Khôi mặc dù có quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống nhưng theo Phan xảo biết thì Trúc Văn Khôi lại chỉ có quan hệ bình thường với Chu Ích Minh mà thôi, điều này làm cô có chút kinh ngạc. Ha ha, đó là do Chủ tịch Triệu thuận miệng nhắc tới. Lão Trúc lần này không chừng sẽ động. Chu Ích Minh cười cười không giấu Phan xảo. Ồ, vậy ư? Phan xảo cũng biết lần này khi ban tổ chức cán bộ trung ương đến An Nguyên khảo sát, từ tỉnh đến các thành phố, thị xã đều sẽ có điều chỉnh. Tề Hoa về cơ bản được xác định rời đi cho nên tâm trạng không tốt, nghe nói có thể do trưởng ban thư ký tỉnh ủy, Trần Anh Lộc thay thế. Mà Vi Sùng Thái cũng vì thế không vui gì, Trần Anh Lộc không phải Tề Hoa, Trần Anh Lộc đến làm trưởng ban thì phó trưởng ban thường trực sẽ giảm sức ảnh hưởng hơn rất nhiều. Rất khó nói nhưng biểu hiện của Trúc Văn Khôi khá tốt, làm xuất sắc ở Hoài Khánh. Mấy vị lãnh đạo tỉnh đều khá hài lòng với hắn, nhất là Phó Chủ tịch tỉnh Kính Quang rất coi trọng cho nên. Chu Ích Minh như nghĩ tới gì đó nên lắc đầu nói. Đương nhiên chuyện này còn nhiều ẩn số, vì thế chỉ có thể coi là một khả năng. Phan xảo không lên tiếng, cô biết ẩn số mà Chu Ích Minh nói là gì. Đúng thế. Trúc Văn Khôi có lẽ được Dương Kính Quang và Triệu Quốc Đống đánh giá tốt nhưng Lăng Chính Dược thì sao? Trúc Văn Khôi có đạt được nhất trí hay không sợ là phải do hai bên thỏa hiệp. Bọn họ tới rồi. Phan xảo đứng trước cửa sổ nhìn xuống thấy ba xe chạy tới. Nhưng hình như tôi không thấy xe Chủ tịch Triệu. Có lẽ Chủ tịch ngồi xe người khác, Chủ tịch không quá chú ý ở phương diện này. Nghe nói Ủy ban tỉnh muốn đổi xe nhưng Chủ tịch từ chối. Chuyện mọi người kiêng kỵ nhưng Chủ tịch lại không để ý tới. Chu Ích Minh cười nói. Chu Ích Minh đương nhiên biết Phan xảo có quan hệ mật thiết với Triệu Quốc Đống, nếu không sau khi Triệu Quốc Đống rời khỏi Điền Nam sẽ không phí công điều Phan xảo về An Nguyên. Chẳng qua điều này không ảnh hưởng đến quan hệ giữa hắn và Phan xảo. Lúc ở Ninh Lăng Chủ tịch đã là như vậy, khi làm bí thư quận ủy Tây Giang thì chiếc Camry cũng không đổi, lên làm bí thư thị ủy Ninh Lăng cũng vậy. Chủ tịch hình như chỉ chú ý xe có an toàn hay không mà thôi, cái khác không quan trọng. Phan xảo khoanh tay trước bộ ngực căng tròn của mình. Hoắc Vân Đạt, thật là Hoắc Vân Đạt sao? Người này sao chạy từ Điền Nam về đây?
cô nói là Hoắc Vân Đạt được trao đổi sang Điền Nam. Thật ư? Chu Ích Minh có chút kinh ngạc, cẩn thận nhìn đoàn người đang xuống xe. Người đang nói chuyện vui vẻ với Tiêu Phượng Minh không phải Hoắc Vân Đạt thì là ai? Mặc dù Chu Ích Minh không quá quen Hoắc Vân Đạt, cũng có vài năm không gặp nhưng vẫn nhận ra. Ba xe đỗ ở bãi đỗ xe cách biệt thự 30 mét, Trung Dược Quân và Trúc Văn Khôi đi song song, mà một nữ cán bộ cũng xuất hiện trong mắt Chu Ích Minh và Phan Xảo. Ồ, Hứa Kiều cũng tới ư? Đây đúng là nhân vật bất ngờ, Chu Ích Minh thoáng suy nghĩ một chút. Ban tổ chức cán bộ Trung ương lần này đến khảo sát có cả Hứa Kiều, điều này làm An Nguyên chấn động không nhỏ. Sau khi Cam Bình rời khỏi An Nguyên đến Bộ Văn hóa làm phó bộ trưởng liền không có phó chủ tịch ngoài đảng, Lăng Chính Dược đến An Nguyên vẫn cân nhắc vị trí này. Hứa Kiều nghe nói không lọt vào tầm nhìn của tỉnh ủy nhưng rất nhanh trở thành ứng viên tốt nhất. Từ phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh chuyển sang làm cục trưởng cục bảo vệ môi trường tỉnh nhìn như lên chức, nhưng sau khi Dương Thiếu Bằng đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh thì nhiều công việc bên ủy ban kế hoạch phát triển vẫn do Hứa Kiều phụ trách chính. Nhiều người còn tưởng rằng Hứa Kiều sẽ có thể làm bí thư đảng ủy ban kế hoạch phát triển, kể cả Chu Ích Minh cũng nghĩ như vậy. Nếu như Hứa Kiều có thể làm ở chức vụ kia thì sẽ có lợi cho con đường làm quan của cô. Nhưng ý tưởng này không thành công, mặc dù Tề Hoa không nói rõ ở vấn đề này nhưng căn cứ theo Chu Ích Minh đoán thì nhất định là bị Lăng Chính Dược phản đối. Nghe nói Hứa Kiều có tính cách ngang ngạnh, không giống một nữ cán bộ, cũng không phù hợp hứng thú của Lăng Chính Dược. Ừ, là Hứa Kiều, trưởng ban Chu, có lẽ sau đây chúng ta gặp phải gọi là chủ tịch tỉnh Hứa. Phan Xảo có chút hâm mộ nhìn người phụ nữ kia. Hứa Kiều tuy hơn 40 tuổi nhưng biết cách ăn mặc cùng với việc bảo dưỡng tốt nên càng lộ rõ nét quý phái của một lãnh đạo cao cấp. Thời gian của tổ khảo sát ban tổ chức cán bộ trung ương rất chặt, tiến độ triển khai công việc cũng nhanh. Việc Hứa Kiều thành ứng viên chức phó chủ tịch tỉnh đã truyền ra làm nhiều người rất bất ngờ. Nhưng nhìn quanh có lẽ không tìm được cán bộ ngoài đảng nào thích hợp hơn. Chắc là như vậy, ban tổ chức cán bộ trung ương khảo sát có ấn tượng tốt đối với cô ta. Hơn nữa gặp cơ hội như vậy thì Hứa Kiều không muốn lên chức cũng khó khăn. Chu Ích Minh thật lòng nói rồi nhìn đồng hồ. Chủ tịch Triệu rất đúng giờ mà, không đến mức để mọi người chờ như vậy chứ. Phan Xảo cô gọi tới nhà ăn nói có thể khách nhiều thêm vài người, để bọn họ chú ý bố trí. Không chừng chủ tịch Triệu sẽ đi cùng ai tới thì sao? Phan Xảo gật đầu. Xe chạy chậm trên con đường mòn, Triệu Quốc Đống thoải mái dựa lưng ra sau. Hoành Vĩ. Nhóm công ty đầu tiên vào phòng giao dịch nhất định phải chọn tốt, trình tự phải cẩn thận, phải để giới chuyên môn và truyền thông thậm chí dân chúng không tìm được lý do gì để phê bình tính công chính. Tôi có thể nói rõ với anh giao dịch của các công ty có thành công hay không, có thể đạt được sức nóng như các anh đoán, có thể làm Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin hoặc là Hiệp hội Giám sát Chứng khoán hài lòng hay không thì điều này tôi cũng không cần, tôi quan tâm chính là trình tự vận hành nghiêm túc của phòng giao dịch. Tất cả quá trình cần trong suốt, công khai, đạt công chính. Trương Hoành Vĩ khẽ gật đầu, đây không phải lần đầu Triệu Quốc Đống nói chuyện với mình về vấn đề của phòng giao dịch. Triệu Quốc Đống không quá chú ý mấy vấn đề kia mà nhấn mạnh việc công khai, đảm bảo công bằng, công chính. Ở điểm này Triệu Quốc Đống hiếm khi nói nhiều, điều này cũng chứng minh điểm mà Triệu Quốc Đống chú ý khác người khác. Có thể sẽ có người thấy tôi quá coi trọng vấn đề này, nhưng tôi muốn nói nếu phòng giao dịch thất bại thì nhất định sẽ là vì chúng ta không nghiêm khắc ở phương diện này, làm cho giao dịch không quy phạm. Cuối cùng mất độ tin cậy, cuối cùng là đóng cửa. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Nhất là thí điểm đi trên bờ chính sách thì chúng ta càng cần có trình tự nghiêm khắc đảm bảo công bằng công chính, ở điểm này dù là hy sinh một ít lợi ích cũng đáng. Chủ tịch, điểm này chúng tôi cũng nỗ lực hết sức, các công ty báo danh rất nhiệt tình nhưng hơn 90% bị các điều kiện khắt khe dọa về, không ít người phụ trách công ty cũng trực tiếp chất vấn chúng tôi đưa điều kiện còn khắt khe hơn công ty niêm yết lên thị trường chứng khoán. Đây không phải là giao dịch sản quyền mà là cố ý trở ngại. Trương Hoành Vĩ cười nói. Bởi vì như vậy nên các nơi khác trong tỉnh không nhiều công ty vượt qua kiểm tra nhưng Ninh Lăng đã có không ít công ty trải qua mấy lần hoàn thiện đã thành công vượt qua. Quyển 20, chương 27. Điều kiện ngặt nghèo một ít và trình tự trong suốt theo tôi nghĩ chính là mở đầu tốt. Tôi cho rằng quá ngặt nghèo sẽ làm nhiều công ty phải lui bước, cũng không phù hợp với mục đích ban đầu thành lập phòng giao dịch. Nhưng tôi muốn nói chính là chấp nhận đi từng bước khó khăn về phía trước chứ không nên thả ngựa chạy, kết quả như thế chỉ có thể ngã dọc đường. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh, thái độ khá kiên quyết. Dù là chỉ có 3 đến 5 công ty có thể qua cửa, chúng ta vẫn sẽ tiến hành, không nên tham nhiều,
tôi hy vọng các công ty tới tham gia phòng giao dịch đều khiến nhà đầu tư có thể yên tâm tiến hành giao dịch, mà không phải là mang nghi ngờ, cuối cùng kêu gào mua phải đồ lừa đảo. Ha ha, đây là điều không thể nào. Tâm trạng nhà đầu tư cũng rất cao, dù sao chúng ta đẩy mạnh việc này cũng có vẻ giống như gây dựng sự nghiệp, chỉ chẳng qua không pari là giao dịch cổ phiếu công khai mà thôi. Nói thật chủ tịch Tỉnh, chuyện này tôi vẫn khá hồi hộp, chủ yếu là lo Hiệp hội Giám sát Chứng khoán có đột nhiên can thiệp vào hay không. Trương Hoành Vĩ nói ra lo lắng của bản thân, tốc độ xe dần chậm lại, phía trước là bãi đỗ xe, đã hai chiếc Audi, một xe Buick cùng một chiếc Toyota. Ừ, lo lắng cũng là rất bình thường, thực tế tôi cũng hiểu được chúng ta không thể né tránh sự tồn tại của Hiệp hội Giám sát Chứng khoán. Bọn họ tham gia là sớm muộn, tôi hy vọng kết quả là bọn họ có thể tham gia giám sát mà không phải khiến phòng giao dịch của chúng ta đóng cửa. Triệu Quốc Đống cũng lo như Trương Hoành Vĩ. Ở vấn đề này tôi cũng trao đổi với Bí Thư Lăng, công việc cần phải làm trước, phải tạo thành sự thật để cho Hiệp hội Giám sát Chứng khoán không dám dễ dàng ra tay độc ác, đồng thời cũng để Hiệp hội Giám sát Chứng khoán đủ thể diện và bậc thang, như vậy tránh cho bọn họ có thái độ quá kịch liệt, làm hai bên đều có bậc thang đi xuống. Vậy là tốt rồi, Chủ tịch Tỉnh, tôi không hy vọng mất đi cơ hội mang lại sân khấu tài chính tuyệt hảo cho các công ty vừa và nhỏ của An Nguyên, tạo ra hoàn cảnh gây dựng sự nghiệp tốt cho An Nguyên. Đúng như ngài nói, hoàn thiện đổi mới hệ thống cơ chế, xây dựng không khí phát triển ưu hóa, đây mới là điều mà chính quyền chúng ta cần làm nhất hiện nay. Nó còn có giá trị hơn mấy hạng mục lớn nhiều. Trương Hoành Vĩ thật lòng nói. Chỉ mong quan điểm này của chúng ta có thể được nhiều người chấp nhận, nhưng tôi cảm thấy có lẽ rất khó khăn. Triệu Quốc Đống cười cười tự giễu. Theo nhiều người thấy hạng mục, nhất là hạng mục đầu tư lớn sẽ mang lại sản xuất lớn. Bọn họ khát vọng đầu tư nhưng lại không muốn tốn công sức để xây dựng hoàn cảnh đầu tư ưu hóa, đúng là làm người ta khó có thể nhịn. Trương Hoành Vĩ nhún vai, đó là rất bình thường, hoàn cảnh đầu tư ưu hóa nói thì dễ nhưng làm được lại khó khăn. Có lẽ chính quyền một khóa không thể làm được, mà đối với quan chức nhà nước khát vọng thành tích mà nói thì ai lại muốn mình vất vả làm rồi để người sau hái đào, cho nên ánh mắt một số người có vấn đề, thích làm việc có hiệu quả ngay. Đi thôi, bọn họ đến rồi. Triệu Quốc Đống xuống xe thấy người ra đón. Ồ, Chủ tịch Tỉnh, hình như không ít người. Trương Hoành Vĩ bị Triệu Quốc Đống tạm thời kéo tới. Bây giờ còn có nửa tháng nữa là đến năm mới, Triệu Quốc Đống kéo mình đi tham gia bữa tiệc tối với không khí tư nhân này có ý nghĩa gì? Trương Hoành Vĩ rất thích như vậy. Cục trưởng Hứa, tạm thời tôi gọi như vậy, chúc mừng. Chu Ích Minh mỉm cười giơ chén lên. Đợi một tuần nữa chúng ta tiếp tục giơ chén. Hứa Kiều cởi áo khoác ngoài. Một chiếc áo len màu vàng, chiếc khăn lụa Hermes đeo trên cổ càng làm cô thêm hấp dẫn. Cảm ơn, còn phải nhờ trưởng ban Chu ủng hộ. Chuyện Hứa Kiều muốn làm phó chủ tịch Tỉnh thì mọi người đều biết, làm cán bộ ngoài đảng nếu như có thể nắm bắt cơ hội đúng là sẽ tiến nhanh hơn cán bộ trong đảng không ít, đương nhiên phải có năng lực xuất sắc. Trung Dược Quân cùng Tiêu Phượng Minh đều nở nụ cười, tâm trạng khá vui vẻ. Đợt khảo sát của ban tổ chức cán bộ Trung ương đã kết thúc. Tổ khảo sát cũng đã trao đổi với Tỉnh ủy và quay về Bắc Kinh, trong trình tự khảo sát của Trung Dược Quân xếp trên Viên Chí Kiên, mà tín hiệu vi diệu này cũng về cơ bản xác định Trung Dược Quân sẽ thành thường vụ Tỉnh ủy. Đây không chỉ là khẳng định cho chính bản thân Trung Dược Quân, đồng thời cũng là khẳng định cho sự phát triển 2 năm qua của Ninh Lăng. Điểm này đối với Triệu Quốc Đống, đối với Trung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh mà nói cũng rất quan trọng. Công tác 2 năm qua của Ninh Lăng đứng trước áp lực và lực cản rất lớn. Áp lực tự nhiên đến từ trong tỉnh, mà lực cản là từ bên trong. Có một bộ phận thường vụ có cái nhìn việc Ninh Lăng giảm lực độ thu hút đầu tư, tăng cường đẩy mạnh xây dựng nhà xã hội, giáo dục, nhất là khi các phương diện này của Ninh Lăng vượt xa các nơi khác thậm chí là cả An Đô, vậy mà Ninh Lăng vẫn kiên định đầu tư mạnh. Chẳng qua một bộ phận các thường vụ không đồng ý nhưng do bí thư thị ủy và thị trưởng nhất trí nên không có hiệu quả gì mấy. Ninh Lăng vẫn đi tới theo quỹ đạo đặt trước, kết cấu kinh tế càng thêm tiên tiến. Đầu tư vào sự nghiệp xã hội vẫn tăng lên, xây dựng hệ thống tín dụng đã vứt xa các nơi khác trong toàn tỉnh, thế cho nên một ít công ty ở Ninh Lăng khi mở rộng nghiệp vụ ra ngoài vẫn có chút không thích ứng, thậm chí còn nói đùa bọn họ bây giờ càng thích qua lại với công ty nước ngoài, mà không muốn qua lại với công ty Trung Quốc. Bởi vì bọn họ thấy không khí nền kinh tế thị trường Ninh Lăng càng gần giống nước ngoài, mở ra thị trường nước ngoài luôn dễ hơn thị trường trong nước. Ngân hàng nước ngoài đầu tiên. Ngân hàng Đông Á gần như là cùng mở chi nhánh ở An Đô và Ninh Lăng, sau đó là Ngân hàng Hoa Kiều, Singapore, Ngân hàng Thương mại nước Đức cũng bắt đầu lập chi nhánh ở Ninh Lăng.
Ngoài việc Ninh Lăng tiếp tục ổn định phát triển kinh tế cũng có một nguyên nhân tương đối lớn chính là do Ninh Lăng xây dựng hệ thống tín dụng tốt đẹp và hoàn thiện. Mà đồng thời với việc thúc đẩy hệ thống tín dụng, công ty tư nhân Ninh Lăng cũng phát triển rất mạnh. Gần năm qua có 8 công ty Ninh Lăng đã tiến hành niêm yết trên thị trường chứng khoán Singapore, Hong Kong cùng với Thượng Hải, Thâm Quyến, nhiều gấp đôi so với các công ty trong toàn tỉnh. Xu thế phát triển của Ninh Lăng khá vững chắc. Dù là Trung Dược Quân hay là Tiêu Phượng Minh cũng ý thức được việc hoàn thiện xây dựng nhà xã hội và hệ thống giáo dục, hệ thống tín dụng đã mang lại ưu thế cạnh tranh lớn cho Ninh Lăng, mà ưu thế lớn này cũng khiến bọn họ thoải mái trong việc thu hút đầu tư, có thể dùng thái độ khá lý trí để đối đãi với công ty tới đầu tư. Với các công ty có tồn tại về bảo vệ môi trường và phương diện khác thì Ninh Lăng có đủ tự tin để từ chối, mà ngược lại cũng càng tăng thường sức hấp dẫn của Ninh Lăng, thành phố công nghệ cao không bị bụi bao phủ. Xem ra Chủ tịch Triệu cố ý muốn Hứa Kiều phụ trách quản lý thương mại, tin tức, dân cư. Tiêu Phượng Minh nhẹ nhàng nói. Ừ, có thể có khả năng này, chẳng qua tôi thật ra cảm thấy có lẽ vấn đề an toàn và bảo vệ môi trường là nhiều khả năng hơn. Thân phận ngoài đảng của Hứa Kiều khá đặc thù, có thể cho làm cô không cần quá băn khoăn như nhiều cán bộ trong đảng. Trung Dược Quân tỏ vẻ tán thành. Tôi nghe ý của Chủ tịch Triệu thì sự cố thông thành vốn có thể tránh nhưng chính là một ít ngành chức năng ngại thể diện nên lá mặt lá trái, cho nên mới xảy ra sự cố này. Xem ra lần này Cổ Viễn Sơn không thoát được trách nhiệm. Vậy Long Ứng Hoa có thể thoát được trách nhiệm? Tiêu Phượng Minh mỉm cười. Cổ Viễn Sơn sẽ cam tâm tình nguyện gánh chịu trách nhiệm ư? Hắn sẽ không kéo người khác chôn cùng ư? Chính vì thế hắn càng dũng cảm gánh chịu trách nhiệm thì chuyện sẽ nhẹ đi. Tôi nghĩ Long Ứng Hoa cũng phải có cái gì đó cho Cổ Viễn Sơn. Trung Dược Quân không quá khẳng định. Tôi nghĩ Cổ Viễn Sơn sẽ đồng ý với kết quả này. Vậy đám người Lô Vệ Hồng sẽ thoát. Chỉ sợ không đơn giản như vậy, trách nhiệm lớn như vậy đặt hết vào một người sẽ làm chết người. Trung Dược Quân lắc đầu tỏ vẻ không thể. Tiêu Phượng Minh gật đầu. Trung Dược Quân rốt cuộc muốn vào thường vụ, đây là chuyện tốt với mình. Trung Dược Quân vào thường vụ cũng có nghĩa là kết cấu Ninh Lăng sẽ ổn định, nhưng còn mình. Tiêu Phượng Minh cũng biết khi bộ máy tỉnh điều chỉnh xong thì cũng có nghĩa bộ máy các thành phố, thị xã sẽ đón đợt điều chỉnh mới. Tiêu Phượng Minh không phải không tính tới khả năng mình đi nhưng một vài tình hình cụ thể hạn chế làm hắn có chút do dự. Hắn mới làm thị trưởng Ninh Lăng được 2 năm, chưa đến 3 năm, từ lý lịch mà nói khá đơn bạc. Nhưng địa vị đặc thù của Ninh Lăng quyết định thị trưởng Ninh Lăng đến thị xã khác rất có thể làm người đứng đầu. Vấn đề là hắn đã tính tới khả năng mình đến thị xã khác nhận chức thì có thể quen thuộc với công việc như Ninh Lăng hay không. Ninh Lăng đúng là rất tốt, nhưng Tiêu Phượng Minh không thể so với Triệu Quốc Đống, không nhất định làm bí thư thị ủy 1,5 năm nữa rồi đi. Tiêu Phượng Minh có thể hợp lý thay thế hay không cũng có nhiều tính chưa xác định, chính vì thế nên Tiêu Phượng Minh khá rối rắm. Hắn cũng muốn nói chuyện với Triệu Quốc Đống để mình có xác định chính xác nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 20, chương 28. Triệu Quốc Đống và Hoắc Vân Đạt nói chuyện khá vui vẻ, một thời gian không gặp khiến hai người có không ít đề tài để nói chuyện. Nói như vậy anh và Vương Liệt cộng tác chung khá tốt hả? Triệu Quốc Đống bưng chén lên nhấp một ngụm, chỉ cần không phải bữa tiệc công vụ, Triệu Quốc Đống thích uống rượu vang. Trong hoàn cảnh thoải mái như thế này thì rượu vang có lợi cho bồi dưỡng tình cảm, rượu chính lại thích hợp với không khí chính thức. Ừ, Vương Liệt là một người có cá tính, nhưng tôi rất thích làm việc với người như vậy, có thể nhanh chóng tìm được điểm khác nhau rồi thảo luận, dù có khác nhau cũng có thể dần dung hợp. Mặc dù là vài quan điểm không dung hợp được thì cũng có thể giữ lại. Hoắc Vân Đạt thật tâm nói. Đương nhiên có chút người không quá thích ứng tính cách của Vương Liệt. Ừ, nói như thế nào nhỉ, có chút quật cường. Đây cũng là rất bình thường. Nếu như ngay cả một chút cá tính cũng không có thì quá bình thường. Tháng 11 Hoắc Vân Đạt được bổ nhiệm làm phó bí thư thị ủy, thị trưởng Ngọc Hà, chính thức trở thành người cộng tác với Vương Liệt. Mặc dù chỉ hơn tháng ngắn ngủi nhưng Hoắc Vân Đạt đã nhanh chóng tiến vào trạng thái. Hoắc Vân Đạt là người muốn làm việc, có thể đầy đủ giải thích ý đồ của Vương Liệt, cũng biết áp dụng vào thực tế. Đồng thời hắn cũng đưa ra tư tưởng chế tạo hệ thống tín dụng như Ninh Lăng. Cho rằng điều này có tác dụng lớn đến việc phát triển kinh tế tư nhân, cải thiện hoàn cảnh tài chính cùng với thay đổi cục diện ngành sản xuất thuốc lá chiếm ưu thế tuyệt đối của Ngọc Hà. Điểm này cũng được Vương Liệt tán thành, hai người phối hợp khá ăn ý. Đương nhiên thành công của Hoắc Vân Đạt cũng dựa trên năng lực và cố gắng của hắn, cũng có quan hệ đến việc Triệu Quốc Đống có quan hệ tốt đẹp với Thương Vô Bệnh, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam.
Điểm này Hoắc Vân Đạt biết rõ, nếu không với một cán bộ từ cấp huyện từ tỉnh ngoài tới sao có thể nhanh như vậy đã lên cấp giám đốc sở. Vương Liệt là người có nhiều ý tưởng, cộng tác với hắn thì anh cần phải nắm chắc chừng mực. Tôi tin tưởng hai người công tác có thể khiến Ngọc Hà trở thành điểm sáng chói ở Điền Nam. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút. Ưu thế của Ngọc Hà chính là trụ cột tài chính hùng hậu, ngành sản xuất thuốc lá mang lại đảm bảo về tài chính ở điểm này khiến Ngọc Hà có nhiều kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nhưng giai đoạn sau cần phải cân nhắc xây dựng phần mềm cũng chính là hệ thống thể chế, như vậy mới khiến Ngọc Hà phát triển liên tục được. Ừ, điểm này Bí thư Vương Liệt cũng có ý kiến giống ngài. Cho rằng hoàn thiện xây dựng phần mềm còn cần thời gian dài hơn nhiều so với xây dựng phần cứng, yêu cầu càng cao hơn. Công việc trung tâm trong thời gian tới của Ngọc Hà chính là ở phương diện này. Hoắc Vân Đạt đồng ý với quan điểm của Triệu Quốc Đống. Không chỉ ở riêng Ngọc Hà, hầu hết thị xã ở khu vực đất liền Trung Quốc đều là như vậy, quá chú trọng xây dựng cơ sở vật chất mà quên đi phần mềm, nhất là không khí và hoàn cảnh tốt. Hệ thống này không thể một lần là xong, phải mất 3-5 năm thậm chí 10 năm để tích lũy. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng. Mà ở điểm này rất nhiều người có quyền quyết sách trong chúng ta không ý thức được, hoặc là nói bọn họ muốn cung cấp ưu đãi cho nhà đầu tư hơn, như vậy nhà đầu tư sẽ đến địa phương bọn họ. Nhưng theo kinh tế phát triển, nhà đầu tư và hạng mục sẽ yêu cầu càng lúc càng cao hơn, lợi ích đơn thuần sẽ không thể thỏa mãn bọn họ cần chính là một không khí phát triển và nền kinh tế thị trường khỏe mạnh để bọn họ có lợi ích kinh doanh liên tục. Vân Đạt, tôi hy vọng anh có thể nhận thức đầy đủ điểm này. Đây là đề nghị từ nội tâm của Triệu Quốc Đống, Hoắc Vân Đạt cũng chăm chú lắng nghe. Xem ra chủ tịch đang đai át bảo Hoắc Vân Đạt rồi. Trúc Văn Khôi bưng chén cụng chén với Chu Ích Minh ngồi bên. Lúc ở Ninh Lăng là như vậy, ở Điền Nam chắc cũng thế, bây giờ hai người ở hai nơi mà vẫn thế. Nghe nói Hoắc Vân Đạt làm thị trưởng Ngọc Hà. Chu Ích Minh từ Phan Xảo nghe được tin này, hắn không quá rõ tình hình bên Điền Nam. Ừ, mới cách đây không lâu, thị trưởng. Bí thư Thái trước khi rời khỏi Điền Nam đã đẩy Hoắc Vân Đạt một lần, Hoắc Vân Đạt đúng là gặp cơ hội. Trúc Văn Khôi cười nói. Đúng là làm người ta đố kỵ. Lúc chủ tịch Triệu đến Ninh Lăng làm bí thư thị ủy thì tôi là phó thị trưởng, Hoắc Vân Đạt vẫn là phó chủ tịch quận, bây giờ mới có không đầy 6 năm mà người ta đã vượt qua chúng ta, đi tới trước chúng ta. Sớm biết như vậy thì tôi nên sang Điền Nam mới đúng. Ha ha, lão Trúc, không nên than thở như vậy chứ. Sang năm tỉnh sẽ có biến động lớn, chẳng lẽ anh sẽ không hướng tới gì sao? Chu Ích Minh nở nụ cười làm người ta phải suy nghĩ. Lão Chu, anh đừng dùng giọng điệu như vậy chứ. Tôi biết anh có ý gì, nhưng anh cũng biết tình hình trong tỉnh bây giờ đó, hắc hắc, không tiện nói. Trúc Văn Khôi lắc đầu. Chu Ích Minh đương nhiên biết Trúc Văn Khôi nói ó ý gì, nhưng vấn đề này Chu Ích Minh biết cụ thể hơn Trúc Văn Khôi đôi chút. Tình hình trên tỉnh khá mê ly. Quan hệ giữa Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống làm người ta như nhìn hoa trong sương mù, khó có thể thấy rõ, có lẽ ngay cả hai vị lãnh đạo cũng khó có thể phân biệt được rõ. Nhưng có thể khẳng định cuối cùng vẫn không thoát được hai từ thỏa hiệp. Về phần Trúc Văn Khôi có điều chỉnh hay không cũng không biết có nằm trong phạm vi thỏa hiệp của hai vị lãnh đạo hay không. Nhất là khi Miêu Trấn Trung sắp đi, còn ẩn số là phó bí thư tỉnh ủy sắp tới. Lão Trúc, tôi tin bí thư Lăng và chủ tịch Triệu có trí tuệ chính trị của mình. Có thể hoàn mỹ xử lý tốt mấy việc mà tỉnh ta gặp phải trong năm nay. Chu Ích Minh rất xảo diệu tránh nhắc đến đề tài này. Ờ, tôi cũng nghĩ như vậy. Trúc Văn Khôi cười cười. Phan Xảo đến ban công thì thấy Triệu Quốc Đống đang nghe điện, chắc là cuộc điện rất quan trọng. Vẻ mặt Triệu Quốc Đống mới đầu khá nhẹ nhàng nhưng lập tức có chút biến hóa, từ nói chuyện tùy ý đến kinh ngạc rồi khó tin, cuối cùng như nhớ tới gì đó. Mặc dù là bỏ máy nhưng Triệu Quốc Đống vẫn đứng ở ban công nhìn ra ngoài như tự hỏi vấn đề gì đó. Chủ tịch, cuộc điện vừa nãy làm ngài phải suy nghĩ sao? Phan Xảo nở nụ cười khá mê người. Ồ, Phan Xảo, sao, không vào nói chuyện với bọn họ ư? Thị trường tài chính Mỹ xuất hiện rung chuyển trước nay chưa từng có khiến thị trường chứng khoán toàn cầu sụt giảm, tình huống này đã bắt đầu truyền về Trung Quốc. Tâm điểm tranh luận là nền kinh tế Mỹ có vấn đề có thể ảnh hưởng đến kinh tế Trung Quốc không? Mấy người Trương Hoành Vĩ, Trung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh, Trúc Văn Khôi, Hoắc Vân Đạt cùng Hứa Kiều đều thảo luận vấn đề này, quan điểm của mọi người không quá nhất trí nhưng cũng cảm thấy Trung ương mật thiết chú ý việc này. Ừ, tôi không quá hứng thú với đề tài này, thực tế mà nói tôi không am hiểu công tác kinh tế. Phan Xảo nói,
Bọn họ đều là người nắm giữ một phương nên hứng thú với đề tài này là bình thường, tôi có thể làm người nghe. Ha ha, có vài đề tài không phải là am hiểu hay không, mà là ở chỗ cô không muốn tham gia vào trong đó. Triệu Quốc Đống cũng cười nói. Làm việc ở ban thuận lợi chứ? Cũng được, trong thời gian này khá phiền phức, tâm trạng của trưởng ban Tề cùng trưởng ban Vi đều không quá tốt. Ừ, xác định trưởng ban thư ký Trần làm trưởng ban sao chủ tịch. Phan Sảo trước mặt Triệu Quốc Đống cũng không vòng vo. Ừ, rất có thể, Bí Thư Lăng hy vọng trưởng ban thư ký Trần đến phụ trách ban tổ chức cán bộ, tôi cũng thấy trưởng ban thư ký Trần rất thích hợp, Trung ương có lẽ cũng tôn trọng ý kiến của tỉnh. Triệu Quốc Đống không thể nói khác. Chẳng qua Trần Anh Lộc làm trưởng ban tổ chức cán bộ thì lại gặp một lãnh đạo không dễ ở chung. Ồ, Phan Sảo khó hiểu nhướng mày, cô không hiểu ý của Triệu Quốc Đống. Trung ương vừa có quyết định do Bạch Nhất Minh làm phó bí thư tỉnh ủy An Nguyên chúng ta, thay Miêu Trấn Trung. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Bạch Nhất Minh. Phan Sảo lướt qua vài ấn tượng. Bí thư thị ủy Trường Sa tỉnh Tương. Trước đây đã làm ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Ờ, tôi còn là bạn học ở trường Đảng Trung ương với hắn, thế giới này quá nhỏ. Triệu Quốc Đống nhún vai. Vốn là lân cận bây giờ lại cùng chiến đấu trong một chiến hào. Qua tính vừa nãy gọi tới, Trung ương đã nghiên cứu, quyết định do Bạch Nhất Minh làm phó bí thư tỉnh ủy An Nguyên, thay Miêu Trấn Trung đến văn phòng xây dựng tinh thần xã hội chủ nghĩa Trung ương. Tin tức này làm Triệu Quốc Đống không tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn suy đoán vô số người nhưng hắn không ngờ lại là Bạch Nhất Minh. Bạch Nhất Minh đảm nhiệm chức vụ hiện nay chưa lâu, nghe nói có uy tín lớn ở tỉnh Tương, lần này đến An Nguyên nhận chức coi như Trung ương tán thành công việc của Bạch Nhất Minh nhưng... Quyển 20, chương 29. Bạch Nhất Minh sắp sửa đến An Nguyên đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy, rất nhiều người không quen y, thậm chí còn chưa biết đến người này. Nhưng đối với Trương Hoành Vĩ mà nói thì Bạch Nhất Minh là người quen, thậm chí còn quen thuộc hơn Triệu Quốc Đống nhiều. Cùng công tác nhiều năm cho nên ánh mắt mọi người cùng nhìn về phía Trương Hoành Vĩ, muốn từ hắn biết được người đứng thứ ba tỉnh ủy An Nguyên là người như thế nào. Thấy mọi người rất hứng thú với Bạch Nhất Minh, Trương Hoành Vĩ cũng có chút khó xử. Hắn không thích đánh giá một người trước mặt người khác, mà dùng một vài lời nói qua loa đánh giá lại không hay, không tôn trọng người đang ngồi ở đây. Cho nên trong lúc nhất thời hắn không biết nên đánh giá như thế nào. Cái này, ôi, Bí Thư Bạch là người rất có cá tính, về phần khác thấy người sẽ biết, mọi người về sau sẽ có không ít thời gian tiếp xúc nhiều vài lần là biết rõ mà. Một câu, không dễ khái quát, chỉ có thể tự mình nhận thức. Trương Hoành Vĩ tự hỏi một chút rồi tổng kết. Triệu Quốc Đống cười cười, Trương Hoành Vĩ rất thông minh, mặc kệ trong hoàn cảnh gì cũng sẽ không vì đầu óc nóng lên mà vượt tuyến. Hắn biết lời nào nên nói, không nên nói, đến An Nguyên lâu như vậy đã càng lúc càng dung nhập vòng tròn này. Trương Hoành Vĩ là một nhân tài, hơn nữa biết nên chủ động làm gì, có thể nhạy cảm và bình tĩnh phân tích phán đoán vấn đề, Triệu Quốc Đống thậm chí cảm giác được mình có phải nên cân nhắc nên giao một ít khúc xương cứng trong công việc cho Trương Hoành Vĩ hỗ trợ không. Thấy những người khác còn chưa thỏa mãn, Triệu Quốc Đống xua tay nói. Mọi người đừng hy vọng vào Hoành Vĩ, Bạch Nhất Minh rời khỏi Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia được vài năm, vị trí cũng thay đổi rất lớn, mọi người phải từ trong công việc từ từ lĩnh hội. Nhưng tôi có thể chắc chắn Bạch Nhất Minh là người muốn làm việc, hơn nữa đã nhận định chuyện gì sẽ rất cố chấp, rất chăm chú, điểm này mọi người càng phải chú ý. Triệu Quốc Đống nói làm nhiều người phải suy nghĩ. Nhất là do chính Triệu Quốc Đống nói thì như giấu mùi vị mà người khác không biết. Bữa tối xong có nhiều phương thức giải trí, Hứa Kiều cùng Phan Sảo kéo Trung Dược Quân cùng Tiêu Phượng Minh đi hát, còn Văn Khôi, Chu Ích Minh cùng với Hoắc Vân Đạt đi đánh bài. Không mấy khi mọi người có cơ hội thả lỏng như vậy, Chu Ích Minh đột nhiên nghĩ đến và cung cấp cho mọi người một sân khấu, không thể không nói người này bây giờ càng lúc càng biết xây dựng không khí. Chủ tịch, tôi nhớ ngài nói ngài có quan hệ khá tốt với Bí Thư Bạch, nhưng là... Trương Hoành Vĩ bưng cốc cà phê lắc lắc. Nhưng gì vậy? Triệu Quốc Đống không ngờ sức quan sát của Trương Hoành Vĩ lại cẩn thận như vậy. Theo lý thuyết hai người có quan hệ riêng tốt, công việc cũng có thể hợp nhau. Như vậy Bí Thư Bạch tới là việc tốt, nhưng tôi thấy tâm trạng của ngài không quá cao. Trương Hoành Vĩ khá tự tin vào sức phán đoán của mình. Ừ, trực giác của anh rất nhạy cảm. Triệu Quốc Đống cười cười suy nghĩ một chút mới nói. Tôi và Lão Bạch đúng là có quan hệ tốt. Hai chúng tôi lúc ở trường Đảng Trung ương cũng thường xuyên ngồi với nhau. Tôi muốn nói chính là trong công việc có điểm hợp ý như anh đoán thì là sai lầm.
Có quan hệ cá nhân tốt không có nghĩa là quan điểm nhất trí, chính xác mà nói lúc học thì chúng tôi ngồi với nhau thảo luận quan điểm đều là những điểm khác nhau. Hơn nữa tôi cảm thấy bây giờ phân tích sẽ càng nhiều điểm khác nhau. Anh cũng biết tính lão Bạch đó, không vì quan hệ cá nhân mà buông tha nguyên tắc của mình, tôi cũng vậy nên. Triệu Quốc Đống lắc đầu cười cười một tiếng. Ngài nói quan điểm của ngài và y càng lúc càng khác nhau, không biết chỉ phương diện nào. Trương Hoành Vĩ trầm ngâm một chút, hắn biết Triệu Quốc Đống đã nói nhất định có căn cứ. Chúng tôi lúc ở trường đảng trao đổi không ít, có lẽ anh cũng biết quan điểm của Bạch Nhất Minh chính là cho rằng đầu tư tài sản cố định sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển, quốc gia nên khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển nhưng cũng không thể vì thế mà làm suy yếu địa vị của các công ty nhà nước trong nền kinh tế quốc dân, phải đảm bảo sự lũng đoạn trong ngành nghề chiến lược. Ở điểm này tôi và y có cái nhìn khác nhau, tôi nghĩ quan điểm của y chắc chưa đổi. Câu cuối cùng của Triệu Quốc Đống có ý trêu chọc nhẹ nhàng. Ý của ngài là quan điểm của y cùng quan điểm phát triển của ngài có thành kiến. Chủ yếu là tập trung ở vấn đề phát triển kinh tế. Trương Hoành Vĩ nhíu mày nói. Ồ, anh cũng biết đó, nếu là mấy năm trước thì tôi còn có thể chấp nhận một phần quan điểm của y, nhưng bây giờ chỉ sợ tôi và y khác nhau quá lớn. Tôi hy vọng hình thức phát triển hiện nay của chúng ta sẽ duy trì liên tục, không thể chỉ chú ý phát triển kinh tế mà quên xây dựng sự nghiệp xã hội và đạo đức, xin mời chú ý đây không phải nói suông. Triệu Quốc Đống và Trương Hoành Vĩ nói chuyện đều khá thẳng thắn, không giấu giếm, Trương Hoành Vĩ cũng thích nói chuyện như vậy. Ngài cảm thấy quan điểm của Bí Thư Bạch vì lợi ích trước mắt. Không hoàn toàn như vậy, nhưng tôi cảm thấy hắn quá mức coi trọng phát triển kinh tế mà quên vấn đề khác, hơn nữa đặt kỳ vọng quá cao vào kinh tế nhà nước thậm chí không để ý tới tổn hại lợi ích dân chúng của ngành lũng đoạn, điểm này tôi và y tranh luận rất nhiều lần. Tôi tin chuyện này sẽ không ngừng xảy ra ở An Nguyên. Triệu Quốc Đống nhún vai. Nhưng theo tôi được biết lúc y làm bí thư thị ủy Trường Sa cũng đưa ra việc phát triển kinh tế tư nhân. Trương Hoành Vĩ có chút do dự. Nhìn một người, không chỉ nghe lời bên ngoài, phải xem hành động, tôi không cho rằng phát triển kinh tế tư nhân của tỉnh Tương có gì đáng để tự hào, hơn nữa tôi không cho rằng có quan hệ nhiều tới bí thư thị ủy. Triệu Quốc Đống cười nói. Được rồi, không nên quá mức để ý điểm này. Có lẽ tôi và y có chút khác nhau nhưng tôi nghĩ không ảnh hưởng đến tư tưởng của mình. Chu Ích Minh tổ chức lần tụ hội này có hiệu quả khá tốt, khách đến nhiều hơn dự kiến, đương nhiên đây là do Triệu Quốc Đống. Theo Trần Anh Lộc có thể làm trưởng ban tổ chức cán bộ, Chu Ích Minh có dự cảm thời gian Vi Sùng Thái làm phó trưởng ban thường trực sẽ không dài, bình thường theo trưởng ban điều chỉnh thì phó trưởng ban thường trực cũng sẽ có điều chỉnh, đây là quy định, có lẽ là tạo cơ hội để tân trưởng ban một cơ hội dung nhập. Đây là cơ hội của mình, mà nếu muốn được chức vụ này thì ngoài lý lịch và lãnh đạo thưởng thức ra thì quan hệ cũng rất quan trọng. Cho nên cuộc tụ hội hôm nay là rất quan trọng đối với y, đương nhiên cũng là do Triệu Quốc Đống cho y cơ hội này. Y muốn có mạng lưới quan hệ phong phú, nếu muốn ngồi ổn ở vị trí phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, muốn đạt được càng nhiều như vậy không chỉ là như con chó vẫy đuôi quanh lãnh đạo, cũng phải có cái gì đó của mình. Tề Hoa lúc làm trưởng ban đã làm không tốt. Nếu như không phải Lăng Chính Dược giữ gìn, bảo vệ thì kết quả của hắn càng kém hơn, Tổng cục Giám sát vẫn rất hy vọng tìm một điển hình. Trần Anh Lộc là người khôn khéo, hơn nữa Chu Ích Minh cảm thấy được dù Triệu Quốc Đống cũng tôn trọng Trần Anh Lộc. Đây không phải do Trần Anh Lộc từng là lãnh đạo của Triệu Quốc Đống. Có thể có kết quả như vậy là không đơn giản, tuy nói rõ Triệu Quốc Đống rộng lượng nhưng về phương diện khác cũng là bản lĩnh của Trần Anh Lộc. Làm việc dưới tay một thủ trưởng như vậy thì cần phải làm ra chút bản lĩnh. Chu Ích Minh biết rõ sức ảnh hưởng của Trần Anh Lộc đối với Lăng Chính Dược, từ việc Trần Anh Lộc có thể thay Tề Hoa, thậm chí không cho Long Ứng Hoa một chút cơ hội là có thể nhìn ra được. Trần Anh Lộc đến làm trưởng ban là cơ hội, cũng là mạo hiểm, chủ yếu phải xem mình biểu diễn như thế nào. Triệu Quốc Đống đã cảnh cáo mình, đề nghị mình phối hợp công việc với Trần Anh Lộc, tạm thời không nên cân nhắc vấn đề khác. Chu Ích Minh quyết định tiếp nhận đề nghị này. Quyển 20, chương 30. Ngày 1 tháng 1 của năm đều là ngày khá loạn, năm 2008 cũng không ngoại lệ, thậm chí càng loạn hơn. Triệu Quốc Đống bước vào cửa mà người vẫn thấy hơi lạnh. Cơn bão tuyết ngập trời làm cho nhiều tỉnh không kịp ứng phó. Điện lực, giao thông, nông nghiệp bị ảnh hưởng không nhỏ, Tổng Bí thư Triệu tập Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương nghiên cứu ảnh hưởng từ cơn bão này đối với cuộc sống, sản xuất của quần chúng nhân dân trong khu vực. Cơ chế khẩn cấp của quốc gia đã được khởi động, nhanh chóng triển khai công tác kháng tai. Tình huống An Nguyên gặp phải khá nghiêm trọng hơn so với mấy tỉnh khác,
nhưng bởi vì trước đó tỉnh đã chuẩn bị một loạt phương án, các thành phố thị xã ứng phó đắc lực nên khá tốt. Nhưng mặc dù là như vậy nhưng khu vực An Đông như Thông Thành, Ninh Lăng, Tân Châu, Vĩnh Lương, Đường Giang cũng có tổn thất không nhỏ. Trong thời gian này Triệu Quốc Đống cùng mấy người Dương Kính Quang, Long Ứng Hoa, Hứa Kiều liên tục chạy đến mấy thị xã, chỉ đạo địa phương tiến hành công tác giảm tai, cứu tai. Mãi cho tới hôm nay Lăng Chính Dược, Bạch Nhất Minh cũng tới một số huyện nghiêm trọng để an ủi quần chúng. Tình hình giao thông về cơ bản đã khôi phục, chủ yếu vẫn là điện, ở thời tiết này khiến việc truyền tải điện bị ảnh hưởng rất lớn. Ngành điện lực tỉnh và các thành phố thị xã đang toàn lực khôi phục, có lẽ đến tuần này là có thể khôi phục trên 95%, chỉ có vài xã, thị trấn cá biệt là còn chưa hoàn toàn khôi phục. Long Ứng Hoa trầm giọng nói. Ngoài Ninh Lăng hiện nay về cơ bản đã khôi phục, Vĩnh Lương cùng Đường Giang hôm qua cũng đã toàn diện khôi phục cung ứng điện, dự tính tới cuối tuần Tân Châu cùng Thông Thành cũng sẽ toàn diện khôi phục. Không ai ngờ được hội nghị nghiên cứu công việc đầu tiên của bộ máy ủy ban tỉnh mới lại là về công tác giảm tai, cứu tai. Tuyển cử vừa kết thúc, Triệu Quốc Đống liền bố trí các phó chủ tịch tỉnh dựa theo phân công lập tức xuống thị xã, huyện, chỉ đạo các cấp và giám sát các ngành kháng tai cứu tai, vừa đi đã là nửa tháng, trong đó cũng có vài cuộc gặp chạm trán nhưng không thể tập trung đầy đủ. Cũng may trước đó trong tỉnh chuẩn bị khá đầy đủ, mà sau khi cơ chế khẩn cấp được khởi động, các sở ban ngành và vật tư cũng nhanh chóng được chuyển tới, giảm thiểu tổn thất. Đây coi như là thử thách đầu tiên đối với bộ máy mới của An Nguyên CTTA. Dương Kính Quang cười nói. Chủ tịch tỉnh, tôi thấy An Nguyên chúng ta coi như thành công vượt qua thời khắc khó khăn nhất, căn cứ tình hình các phương diện truyền lại thì công việc này của An Nguyên chúng ta làm chắc nhất, hiệu suất làm việc của đảng ủy, chính quyền cũng là cao nhất. Tôi thấy Nhật báo Nhân dân và CCTV đều đưa tin về công việc của An Nguyên chúng ta, Trung ương cũng khá hài lòng với An Nguyên. Kính Quang, anh cũng đừng tự khoe khoang, công việc làm tốt hay không còn phải do dân chúng đánh giá, không phải truyền thông thổi phồng một chút là được. Nửa tháng qua Triệu Quốc Đống tự giác mình gầy mất 2-3 cân, 5 thị xã, mấy chục quận, huyện hắn về cơ bản đều chạy một vòng, tự mình xuống xã xem tình hình, đốc thúc các cơ quan chuyên môn. Chủ tịch tỉnh. Đây không phải là chủ tịch Kính Quang tự nhận, tốt chính là tốt, tôi cũng tin tưởng dân chúng cũng có đánh giá chính xác. Ai tốt ai xấu trong lòng dân chúng biết rõ, bây giờ mãng luôn nhìn chằm chằm vào công việc của chính quyền, hơi có chút không đủ là bị chú ý ngay. Tôi mỗi ngày tôi đều lên mạng xem phê bình và phản ánh của dân chúng với công việc còn tồn tại của chính quyền, qua đó kịp thời đưa ra đối sách. Hứa Kiều cười xen lời. Có không ít người mượn mạng để phát tiết tâm trạng, hoặc là có vài thứ phát huy đến vô hạn. Tôi thấy muốn nắm giữ tình hình thì phải thông qua cách bình thường, không nên tin vào lời đồn trên mạng nếu không sẽ phản tác dụng. Long Ứng Hoa lắc đầu không quá để ý quan điểm của Hứa Kiều. Dư luận trên mạng phải nhìn theo hai phía. Tự tính kịp thời thì tin trên mạng nhanh hơn con đường khác nhưng cũng mang tới một vấn đề đó là tính chân thật của nó không được xác minh, mà mạng cũng có xu hướng là theo số đông, chỉ cần một tin tức hấp dẫn ánh mắt, chỉ cần mọi người có đồng cảm là sẽ hào theo. Nhưng từ không khí dư luận hiện nay thì phương thức truyền bá tin tức trên mạng của Trung Quốc còn chưa được hoàn thiện, làm như thế nào để chính xác dẫn hướng dư luận, vừa phải cam đoan quyền tự do ngôn luận của dân chúng, lại đề phòng những người có ý đồ lợi dụng đạt đến mục đích của bọn họ thì cần phải nghiêm túc cân nhắc và đợi quy định pháp luật liên quan. Lên tiếng là tân phó chủ tịch tỉnh Điền Hùng. Vị Điền Hùng này từ trên bộ sản nghiệp tin tức xuống, có danh hiệu tiến sĩ, là cán bộ học giả điển hình. Theo Bộ Sản nghiệp tin tức cùng một vài bộ khác sát nhập vào Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc lần thứ 10 diễn ra vào tháng 3 sẽ chính thức thành lập Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin. Sau khi Hoàng Trì Trung ngã ngựa, ứng viên cho chức Phó Chủ tịch tỉnh cũng tạo thành tranh luận. Lăng Chính Dược vốn tính tới Lô Vệ Hồng nhưng sự cố ở Thông Thành khiến hắn buông tha ý tưởng không thực tế này. Triệu Quốc Đống vốn hy vọng có thể do Bối Thiết Lâm hoặc Trang Quyền cạnh tranh suất này nhưng hai người này đều có điểm thiếu hụt. Bối Thiết Lâm tuổi lớn không phù hợp ý đồ Trung ương, mà Trang Quyền thì mấy năm qua Tân Châu phát triển không nóng không lạnh, không có mấy điểm đáng giá để xem, cũng không dễ dàng thông qua khảo sát của Trung ương. Cũng may Trung ương cũng không cho An Nguyên bao cơ hội cân nhắc, trực tiếp xác định điều Điền Hùng đến làm Phó Chủ tịch tỉnh An Nguyên, làm cho Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống vừa có chút nuối tiếc đồng thời cũng thở dài một tiếng. Ừ, Lão Điền nói đúng, chúng ta không thể nhịn ăn, cũng không thể không tiếp thu. Phải học cách cùng tiến, đuổi theo trào lưu của thời đại. Làm như thế nào để mượn phương thức này để triển khai công việc của chúng ta cũng là vấn đề gặp phải. Triệu Quốc Đống có ấn tượng khá tốt với Điền Hùng.
Triệu Quốc Đống coi như kết luận đề tài này rồi một lần nữa trở lại việc kháng tai, cứu tai. Khang Nhân Lương cùng Dương Thiếu Bằng phân biệt giới thiệu sản xuất nông, công nghiệp bị ảnh hưởng, cùng với việc các nơi dùng cách nào để bù đắp, nói tóm lại công tác kháng tai, cứu tai đạt hiệu quả khá tốt, cũng được Tổ thị sát Trung ương cao độ khẳng định. Ngoài đề tài này, Hội nghị Thường trực Ủy ban tỉnh lần này còn một đề tài quan trọng, đó chính là muốn các phó chủ tịch tỉnh đưa ra ý tưởng công việc trong năm 2008 của mình. Triệu Quốc Đống muốn hiểu rõ tư tưởng làm việc của cấp phó. Trụ cột sản xuất công nghiệp An Nguyên chúng ta về tổng thể mà nói chỉ có thể coi như là trung bình, khách quan mà nói đó chính là một bộ phận thành phố thị xã có trụ cột nhất định, tính trưởng thành đang từ từ hiện ra, nếu như có thể tiếp tục duy trì việc kéo vào các hạng mục lớn, thiết thực hoàn thiện xây dựng cơ sở vật chất, cải thiện hoàn cảnh đầu tư như vậy thì kinh tế các thành phố công nghiệp này sẽ tiến nhanh. Nhưng chúng ta cũng phải thấy một bộ phận thị xã có kinh tế công nghiệp quá yếu kém, nó ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế công nghiệp của tỉnh ta, ví dụ như Lô Hóa, Thiên Châu. Long Ứng Hoa chống tay lên bàn, một tay vung vung để tăng khí thế. Một thị xã liên tục chậm phát triển, vốn có trụ cột công nghiệp nhưng lại thành gánh nặng cho thị xã, không tìm được biện pháp hữu hiệu giải quyết vấn đề. Một còn lại là một nghèo hai trắng, cơ sở vật chất lạc hậu, thiếu biện pháp thu hút đầu tư, nghiêm trọng ảnh hưởng đến phát triển kinh tế công nghiệp. Có thể nói vấn đề ở hai thị xã cũng tồn tại ở một bộ phận các nơi khác nhưng ở hai nơi này là rõ ràng nhất. Căn cứ số liệu kinh tế năm trước thì tổng giá trị sản lượng sản xuất công nghiệp của Lô Hóa chỉ tăng 8%, mà Thiên Châu tăng 10%, nhìn qua thì tốt nhưng chúng ta phải xem số liệu cụ thể, tổng sản lượng công nghiệp chỉ có 8,900 triệu, thậm chí còn không bằng một nửa một quận, huyện ở Ninh Lăng. Vẻ mặt Long Ứng Hoa có chút nghiêm trọng, ngón tay vỗ vỗ lên bàn. Các nơi phát triển càng phát triển, khu vực lạc hậu càng lạc hậu. Loại hiện tượng này nếu không nghĩ biện pháp thay đổi thì nó càng rõ ràng hơn. Quyển 20, chương 31. Long Ứng Hoa khẳng khái nói như vậy đúng là hấp dẫn mọi người đang ngồi ở đây, đương nhiên góc độ chú ý của mỗi người là khác nhau. Theo Hứa Kiều thấy Long Ứng Hoa coi như miễn cưỡng thoát khỏi sự cố vụ nổ ở Thông Thành, bây giờ nóng lòng dùng phương thức này để chứng minh quan điểm và hùng tâm của hắn. Trong vụ nổ ở Thông Thành, Cục trưởng Cục Giám sát tỉnh, Cổ Viễn Sơn bị ghi vào hồ sơ, cũng có nghĩa tới Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh là sẽ mất chức. Mà thị trưởng, phó thị trưởng Thông Thành cũng bị kỷ luật hành chính, lãnh đạo ngành giám sát an toàn của Thông Thành bị cách chức, một người có trách nhiệm cụ thể bị Viện Kiểm sát truy cứu trách nhiệm hình sự. Mà Thông Thành cũng chính thức khởi tố một phó tổng giám đốc tập đoàn Thạch Hóa, Thông Thành. Theo Hứa Kiều biết vị phó tổng giám đốc mới nhận chức chưa đầy 3 tháng vốn là một nhân vật không chớp mắt nhưng vừa lúc ôm chân Long Ứng Hoa. Vì thế mới có thể làm phó tổng giám đốc tập đoàn Thạch Hóa, Thông Thành. Chẳng qua số hắn đen đủi, mới nhận chức 3 tháng đã gặp chuyện. Hắn là người phụ trách mảng quản lý hậu cần và an toàn của tập đoàn. Mặc kệ như thế nào, chuyện này cuối cùng có kết quả mà các phương diện đều chấp nhận được. Hứa Kiều biết ở vấn đề này Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống rất đau đầu, tổ điều tra đến An Nguyên hơn tháng, ngay cả Long Ứng Hoa cũng bị mời đi 2 lần, điều này làm Lăng Chính Dược có chút khẩn trương. Long Ứng Hoa thấy đồng liêu chú ý quan điểm của mình nên khá thỏa mãn. Vừa nãy chủ tịch tỉnh cũng đưa ra trọng tâm công việc năm nay của chúng ta là gì, nên phụ trách vào việc gì, tôi cũng đã suy nghĩ một thời gian. Bên sản xuất công nghiệp tôi cảm thấy chỉ có thể kiên trì thu hút đầu tư, nhất là thu hút hạng mục lớn. Ở tình huống An Nguyên chúng ta hiện nay tôi thấy cần phải tiến hành đẩy mạnh, chỉ có nắm được hạng mục thì mới là động cơ hữu hiệu đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa của tỉnh ta. Long Ứng Hoa dừng một chút rồi nói tiếp. Mặc dù sự cố ở Thông Thành là cảnh báo với công tác an toàn, nhưng tôi muốn nói chính là chúng ta không thể vì nguyên nhân này mà nhịn ăn, không thể vì có vấn đề mà sợ đầu sợ đuôi, lùi bước không tiến. Xảy ra vấn đề chúng ta cần phải tìm nguyên nhân, sửa chữa vấn đề, đền bù khuyết điểm. Về phương diện khác còn cần kiên trì đẩy mạnh hạng mục, bởi vì chỉ như vậy mới khiến nơi lạc hậu thay đổi bộ mặt, cũng khiến An Nguyên chúng ta bay vọt lên. Triệu Quốc Đống lặng lẽ viết vào sổ, quan điểm của Long Ứng Hoa rất rõ ràng, bắt hạng mục lớn, đẩy mạnh quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa. Nhưng thực tế phân tích chính là bất chấp giá nào cũng bắt hạng mục. Triệu Quốc Đống đương nhiên cũng không phủ nhận tính hợp lý trong quan điểm của Long Ứng Hoa. Ý nghĩa là tốt nhưng bắt hai đầu như thế nào, trung gian làm như thế nào, đây đều cần quy hoạch khoa học phù hợp tình hình thực tế của địa phương, mà không phải bắt được gì cũng là bảo vật. Ở điểm này rất nhiều người thích chọn quên, nhưng hắn là chủ tịch tỉnh phải cân nhắc thật tỉnh táo. Đẩy mạnh khai trương thành lập phòng giao dịch tài sản Ando,
Đây là bước đi chiến lược trong việc đẩy mạnh An Đô thành trung tâm tài chính của khu vực đất liền, có tác dụng xúc tiến đối với hệ thống tài chính, cải thiện hoàn cảnh tài chính của An Nguyên chúng ta, tăng sức cạnh tranh của kinh tế An Nguyên chúng ta. Hệ thống phần mềm của phòng giao dịch tài sản đã được làm xong, sau đó còn 2 tháng kiểm tra, hoàn thiện, thời gian rất gấp, đến tháng 11 vừa rồi Hiệp hội Giám sát Chứng khoán mới chấp nhận chuyển phần mềm cho chúng ta, cũng may phần mềm này không quá phức tạp. Số công ty báo danh đang không ngừng tăng lên nhưng dựa theo nguyên tắc của tỉnh với yêu cầu khắt khe, trình tự công khai, tin tức trong suốt, hiện nay mới có 22 công ty qua giai đoạn thẩm định thứ 2, trong đó có 19 công ty trong tỉnh, 3 công ty tỉnh ngoài tiến vào giai đoạn thẩm định cuối cùng. Trong đợt phân công công việc này Trương Hoành Vĩ nằm ngoài dự đoán của mọi người chỉ phụ trách quản lý tài chính, thương nghiệp và giúp Dương Kính Quang trong công tác thu hút đầu tư. Không ít người tưởng rằng Trương Hoành Vĩ là tâm phúc tuyệt đối của Triệu Quốc Đống. Lại từ Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia xuống thì Triệu Quốc Đống sẽ giao một số công việc quan trọng cho hắn. Nhưng ai ngờ mảng văn hóa, tin tức vốn do Hoàng Trì Trung phụ trách lại được giao cho Hứa Kiều, mà chỉ có giao mảng thương nghiệp cho Trương Hoành Vĩ. Việc phân công này khiến mọi người đều há hốc mồm, không biết Triệu Quốc Đống suy nghĩ gì nữa. Chẳng qua Triệu Quốc Đống trong hội nghị phân công cũng nói rõ công việc mang tính cực kỳ quan trọng đối với An Nguyên hiện nay chính là bồi dưỡng hệ thống tín dụng khỏe mạnh, tốt đẹp. Đây cũng là công tác ảnh hưởng lớn đến việc cải thiện hoàn cảnh đầu tư, hoàn cảnh tài chính toàn tỉnh, tăng cường sự phát triển sự nghiệp kinh tế xã hội của An Nguyên. Mà công việc này cũng do Trương Hoành Vĩ phụ trách quản lý tài chính, thương nghiệp phụ trách. Mà toàn bộ tiến trình vận tác phòng giao dịch tài sản cũng do Trương Hoành Vĩ phụ trách đẩy mạnh. Mỗi vị phó chủ tịch tỉnh đều đưa ra quan điểm, ý kiến trong công việc mình phụ trách, Triệu Quốc Đống cảm thấy mọi người đều khá chú tâm trong vợ chồng. Khang Nhân Lương từng nói chuyện với Triệu Quốc Đống về việc muốn đổi lại phân công công việc, dù sao hắn phụ trách quản lý sản xuất nông nghiệp đã 2 khóa, có thể cũng đã chán. Nhưng do các phó chủ tịch tỉnh hiện nay không ai quá quen với mảng sản xuất nông nghiệp nên Triệu Quốc Đống đã phải vận động Khang Nhân Lương bảo hắn làm thêm 2 năm để mình quen thuộc tình huống rồi cân nhắc. Phân công công việc của Dương Thiếu Bằng cũng không có biến hóa lớn, vẫn phụ trách đất đai, giao thông cùng xây dựng. Nhưng áp lực công việc của Dương Thiếu Bằng rất lớn. An Đô đang chuẩn bị toàn diện đẩy mạnh xây dựng đô thị An Đô mới, mà đô thị mới này chính là bước đi quan trọng trong trung tâm tài chính khu vực đất liền của An Đô. Tổ lãnh đạo phụ trách đợt xây dựng này do Quan Kinh Sơn làm tổ trưởng, Dương Thiếu Bằng cùng Đàm Lập Phong đảm nhiệm phó tổ trưởng, Lăng Chính Dược cùng Triệu Quốc Đống cũng đều rõ ràng tỏ vẻ sẽ toàn lực ủng hộ An Đô tiến hành xây dựng. Hứa Kiều phụ trách quản lý văn hóa, du lịch, tin tức và công tác xây dựng tin tức hóa. Mấy công việc này không nhẹ nhàng nhất là sự nghiệp văn hóa đang được coi trọng hơn. Làm như thế nào biến sự nghiệp văn hóa thành ngành dịch vụ, thành điểm sáng cũng là vấn đề khó khăn với Hứa Kiều. Triệu Quốc Đống thậm chí còn nói đùa muốn Hứa Kiều lập quân lệnh trạng, trong một năm phải làm ra điểm đáng nhìn trong sự nghiệp văn hóa và du lịch, 2 năm có điểm sáng. Công việc của Tào Ninh được tiến hành điều chỉnh, làm phó chủ tịch tỉnh phụ trách mảng công an, tư pháp, an toàn, bảo vệ môi trường, tiếp dân nhiều năm. Mấy công việc này đều không nhẹ cho nên Tào Ninh đưa ra ý kiến, Triệu Quốc Đống suy nghĩ mãi cuối cùng bảo Tào Ninh nếu cần có thể đổi với Khang Nhân Lương, nhưng Tào Ninh không có quyết tâm đó. Mà Điền Hùng, phó chủ tịch tỉnh xếp cuối cùng phụ trách công việc không nhẹ nhàng gì. Giáo dục, y tế, dân cư bao lên người hắn. Nhất là giáo dục và y tế, theo tư tưởng của Triệu Quốc Đống thì đây là điểm rất quan trọng biến An Nguyên thành tỉnh hạnh phúc. Triệu Quốc Đống cũng tỏ vẻ sẽ đưa ra sáng kiến làm người ta tin phục trong mảng giáo dục y tế, muốn cho dân chúng thật sự cảm nhận được phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội mang tới hạnh phúc cho bọn họ. Điều này làm Điền Hùng thấy áp lực C rất lớn. Mai Cửu Vinh như mong ước sang hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân, Mai Cửu Vinh muốn sang bên đại hội đại biểu nhân dân tỉnh nhưng chức vụ bên đó đã đủ. Mai Cửu Vinh tranh thủ được chức phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân coi như là không sai, còn kéo dài không chắc có thể lên một cấp như vậy hay không nữa. Thang Thiếu Thành cuối cùng đã được làm trưởng ban thư ký ủy ban tỉnh, Tăng Lệnh Thuần cũng tiếp nhận chức chánh văn phòng mà hắn lưu lại, vào nhóm cán bộ cấp giám đốc sở, đây là tiến bộ hiếm có, Tăng Lệnh Thuần rất vui vẻ. Quyển 20, chương 32. Trung Dược Quân không hay uống rượu nhưng hôm nay hắn không thể đùn đẩy được. Mấy cấp dưới có quan hệ mật thiết muốn chúc mừng y, đây là tâm ý của người ta, quá ra vẻ thì không tiện, hắn cũng không phải người câu nệ. Còn vài ngày nữa là Tết. Lăng Chính Dược dẫn theo tân phó bí thư tỉnh ủy Bạch Nhất Minh cùng trưởng ban thư ký tỉnh ủy Viên Chí Kiên đến Ninh Lăng, xem tình hình thiên tai ở Ninh Lăng, sau khi xem xong cũng tổ chức cuộc tọa đàm ở Ninh Lăng, Bạch Nhất Minh nói khá nhiều trong hội nghị, khen quần chúng nhân dân,
cán bộ thị xã Ninh Lăng nắm được thời cơ, tiến hành đẩy mạnh thu hút đầu tư, tiến bước nhanh hơn, đảm bảo vị trí dẫn đầu ở khu vực đất liền của Ninh Lăng. Một cơn gió lạnh thổi tới làm Trung Dược Quân không nhịn được run lên. Bí thư Trung, về thôi, nhiệt độ hôm nay dưới 0 độ, cẩn thận không bị cảm. Không sao, uống vài chén là nóng người ngay. Trung Dược Quân xua tay hít sâu một hơi sau đó thổi ra làn sương trắng. Trung Dược Quân đang khá vui vẻ, hắn thậm chí còn muốn kéo áo khoác ngoài xuống đôi chút. Người đàn ông bên cạnh thấy Trung Dược Quân khá vui vẻ nên không nói tiếp nữa, y chỉ gọi điện cho thư ký của Trung Dược Quân bảo thư ký mang thêm áo cho Trung Dược Quân. Lão cổ, anh coi tôi là gì, chút gió này mà tôi không chịu nổi sao? Trung Dược Quân nở nụ cười, chẳng qua cũng có chút cảm động vì đối phương quan tâm mình. Hắc hắc, hôm nay gió to, ngài vừa uống vài chén nên đứng trước gió không tiện. Cổ Bình Nguyên cười nói. Hôm nay mọi người đều vui vẻ. Mấy người bọn họ chắc đang ở trong phòng gào hát, hay là ngài cũng vào. Ôi, anh cũng biết tôi không có hứng thú với cái này, giọng Việt đực của tôi mà hát có hỏng mic. Trung Dược Quân và Cổ Bình Nguyên có quan hệ không đơn giản chỉ là bí thư thị ủy và phó thị trưởng. Trung Dược Quân vì đưa Cổ Bình Nguyên lên làm phó thị trưởng đã chống lại rất nhiều ý kiến phản đối của các thường vụ thị ủy Ninh Lăng, điểm này Cổ Bình Nguyên biết rõ. Hắn cũng biết năng lực của mình không kém nhưng về lý lịch thì kém Đường Diệu Văn và Ngụy Hiểu Lam không ít. Nhưng có vài lúc không thể chỉ dùng thứ này mà cân nhắc. Sau khi Trúc Văn Khôi đi, Văn Ngạn Hoa đảm nhiệm thường vụ thị ủy Ninh Lăng, phó thị trưởng tiếp nhận công việc mà Trúc Văn Khôi. Công việc bên ủy ban thị xã cũng một lần nữa được tiến hành phân công lại. Cổ Bình Nguyên phụ trách công nghiệp và khu khai phát kinh tế kỹ thuật, qua đó đủ thấy Trung Dược Quân coi trọng Cổ Bình Nguyên như thế nào. Bí thư, có đôi khi đi hát cũng thả lỏng được mình một chút, tôi không thích hát nhưng phương thức này là cách giải tỏa áp lực. Cổ Bình Nguyên cười ha hả nói. Sao, cảm thấy áp lực công việc rất lớn ư? Trung Dược Quân liếc nhìn Cổ Bình Nguyên, lạnh nhạt nói. Hắc hắc, bí thư, mấy hôm trước bí thư Lăng đến Ninh Lăng chúng ta, bí thư Lăng mặc dù không nói gì nhưng bí thư Bạch không phải nói rõ sao, tất cả đều nhằm ảo Ninh Lăng chúng ta, chẳng lẽ ngài không nghe ra? Cổ Bình Nguyên cười khổ một tiếng. Bí thư Bạch vốn là hàng xóm của chúng ta, là chuyên gia về kinh tế. Chuyện người khác không nói rõ thì y lại không nặng không nhẹ nhắc nhở chúng ta, có chút không hài lòng vì tốc độ phát triển 2 năm qua của Ninh Lăng. Hừ, ngồi nói chuyện làm sao biết đau lưng. Có lẽ do uống nhiều một chút, hơn nữa bên cạnh chỉ có Cổ Bình Nguyên nên Trung Dược Quân có chút tức giận, y vô thức nói một câu nhưng lập tức thấy mình nói lỡ nên rất tự nhiên thu lại. Bí thư Bạch mới đến nên còn chưa biết tình hình an nguyên. Y mặc dù là hàng xóm nhưng tình hình Ninh Lăng khác tỉnh tương. Nhất là Ninh Lăng đi tới tầm này thì càng không đơn giản như y tưởng tượng. Nhưng mà bí thư, tôi cảm thấy trọng tâm công việc của thị xã chúng ta đúng là có chút vấn đề, mảng công việc tôi phụ trách thì tôi hiểu rõ, ở vài vấn đề thì thị xã chúng ta quá hà khắc nhất là. Cổ Bình Nguyên muốn nói tiếp nhưng bị Trung Dược Quân cắt ngang. Được rồi, tôi biết anh nói gì, anh đừng tưởng rằng là ý của Phượng Minh ư. Tôi mặc dù không nói gì ở vấn đề này nhưng tôi có thể nói với anh ở vấn đề này tôi và Phượng Minh là nhất trí, ví dụ như mấy hạng mục mà anh muốn nói. Cổ Bình Nguyên có chút giật mình, một lúc lâu mới lúng túng nói. Ngài cũng có ý này. Cổ Bình Nguyên khá chú ý nguyên tắc, chuyện hội nghị thường trực ủy ban không thông qua, hắn tuyệt đối không một mình tìm Trung Dược Quân nói gì cả. Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh có quan hệ khá tốt, bí thư thị ủy và thị trưởng ăn ý như vậy không nhiều. Cho nên Cổ Bình Nguyên không muốn vì chuyện công việc mà tìm Trung Dược Quân để phản ánh, đây cũng là một trong các nguyên nhân mà Trung Dược Quân thưởng thức Cổ Bình Nguyên. Tối nay hắn chẳng qua muốn hàm xúc uyển chuyển nói ra thái độ của mình, không ngờ Trung Dược Quân lại nói thế làm hắn rất kinh ngạc. Anh phải học cách quan sát tình hình, nhất là tình hình chính trị, tôi chỉ chính là phương hướng ở bên trên. Trung Dược Quân trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Ninh Lăng chúng ta là chiêu bài do Chủ tịch Triệu tạo ra. Nói khó nghe một chút chính là thể diện của Chủ tịch tỉnh. Phát triển chậm tại sao Chủ tịch Triệu không gấp, bọn họ sốt ruột gì? Cổ Bình Nguyên ngẩn ra, lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Đúng thế, Triệu Quốc Đống lập nghiệp ở Ninh Lăng, dựa vào biểu hiện rất xuất sắc ở Ninh Lăng mà tiến vào cấp phó tỉnh, thậm chí nghe nói Triệu Quốc Đống đến Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia nhận chức cũng là vì lãnh đạo Trung ương tán thành thành tích xuất sắc của hắn khi làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. 2 năm qua tốc độ phát triển của Ninh Lăng giảm đi nhưng không ai nghe nói Chủ tịch Triệu có ý kiến gì. Trước đây thì thôi vì Triệu Quốc Đống không công tác ở An Nguyên, nhưng bây giờ Triệu Quốc Đống đã là Chủ tịch tỉnh mà vẫn như cũ, không bị bên ngoài ảnh hưởng.
Chủ tịch Triệu đã trao đổi với tôi và Phượng Minh nhiều lần về sự phát triển của Ninh Lăng. Nếu Ninh Lăng thật sự muốn chú trọng GDP thì tôi có thể nói mạnh miệng chỉ cần Ninh Lăng giảm thấp điều kiện, quy định cứng thả lỏng đôi chút thì 2-3 năm qua thu hút đầu tư bên ngoài tăng thêm vài tỷ cũng không khó, GDP tăng thêm tầm 5-6% cũng không khó, nhưng tại sao Ninh Lăng đặt điều kiện cao, quy định nghiêm khắc một chút? Trung Dược Quân khoanh tay đứng trước bờ sông, hắn rất tự tin nói. Không vì gì khác, bởi vì Ninh Lăng chúng ta khác các thành phố, thị xã khác. Chúng ta có sản nghiệp trụ cột tốt đẹp, không cần giống địa phương khác vì tăng trưởng GDP mà hy sinh vài thứ. Ninh Lăng phải có hình tượng khác các nơi khác, con đường phát triển của Ninh Lăng phải khác hẳn các nơi trở thành điển hình cho toàn tỉnh thậm chí khu vực đất liền. Vẻ mặt Cổ Bình Nguyên trở nên phức tạp. Đây là tư tưởng của Chủ tịch Triệu. Ừ, tôi vốn cũng có chút mâu thuẫn, cũng từng nghĩ mình làm bí thư thị ủy Ninh Lăng mà tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng đột nhiên giảm mạnh thì dù là thể diện hay là ấn tượng của lãnh đạo cấp trên cũng sẽ ảnh hưởng nhiều. Hắc hắc, khi ấy bí thư Lăng cũng từng không điểm danh phê bình Ninh Lăng chúng ta, cho rằng lực độ và chính sách của Ninh Lăng không đủ, quá bảo thủ, tôi cũng đã rối rắm, thậm chí có một thời gian rất buồn bực. Trung Dược Quân rất tự nhiên nói. Nhưng sau mấy lần trao đổi ý kiến với Chủ tịch Triệu, tôi và Phượng Minh vẫn kiên định với quan điểm, ý kiến của mình. Tôi luôn tin căn cứ vào tình hình thực tế của Ninh Lăng, theo con đường phát triển của Ninh Lăng thì trên tỉnh cuối cùng sẽ thấy thành tựu của Ninh Lăng. Cổ Bình Nguyên chú ý thấy Trung Dược Quân nói một lúc mà vẫn vô thức thở dài một tiếng, xem ra ở vấn đề này Trung Dược Quân cũng không dễ dàng như hắn nói. Mặc dù là có Triệu Quốc Đống ủng hộ nhưng quan điểm của Bạch Nhất Minh khác Triệu Quốc Đống, mà biểu hiện trước đó của Lăng Chính Dược cũng khá rõ ràng. Nếu tiếp tục gây sóng gió ở vấn đề này thì Trung Dược Quân mặc dù đã thành thường vụ tỉnh ủy nhưng cũng không có nghĩa là có tư cách chống cự. Bí thư, tôi biết ý của ngài, Trung ương bây giờ luôn chú trọng phát triển liên tục, ngoài ra vấn đề dân sinh cũng được đưa lên độ cao. Kinh tế Ninh Lăng đang đứng đầu An Nguyên thì phát triển sự nghiệp xã hội cũng phải dẫn đầu cả tỉnh. Cổ Bình Nguyên rất cẩn thận nói. Nhưng phát triển sự nghiệp xã hội cũng cần trụ cột tài chính hùng hậu làm chỗ dựa, bây giờ đầu tư vào giáo dục, y tế, bảo đảm xã hội và sản nghiệp dùng chung đã rất lớn, hơn nữa hàng năm đều tăng lên. Mà Ninh Lăng chúng ta khác các nơi khác, tiền thu từ đất kém xa nơi khác, điều này cũng có nghĩa thu tủ thuế phải tăng nhiều. Nếu như sản xuất công nghiệp của chúng ta cứ trượt như vậy, tôi có chút lo lắng. Trung Dược Quân khẽ gật đầu, Cổ Bình Nguyên nói đúng là thật. Mấy năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế của Ninh Lăng không quá chậm nhưng không bằng tác dụng chi tài chính. Phó thị trưởng thường trực Cố Vĩnh Bân đã đưa ra ý kiến vài lần trong hội nghị thường ủy, cho rằng cứ tiếp tục như vậy thì Ninh Lăng vốn có tài chính tốt đẹp cũng rơi vào tuyệt cảnh, yêu cầu thị ủy nghiêm túc nghiên cứu vấn đề này. Mục tiêu nhằm thẳng vào đất đai, ở vấn đề này tạo thành tranh luận rất lớn. Quyển 20, chương 33. Đương nhiên là có áp lực, anh cho rằng chức thường vụ tỉnh ủy dễ làm như vậy sao? Anh cho rằng kỳ tích Ninh Lăng dễ bảo trì như vậy ư? Anh cho rằng làm con dê dẫn đầu của khu vực đất liền là dễ như vậy sao? Triệu Quốc Đống khoanh tay đi chậm trong văn phòng, Trung Dược Quân cười cười đứng ở đối diện. Trung Dược Quân mời Triệu Quốc Đống đến tham gia lễ khởi công xây dựng cầu thứ 2 bắc qua sông Thúy Hà, khánh thành cây cầu thứ 5 bắc qua dòng Ô Giang. Mặc dù biết Triệu Quốc Đống bây giờ ít tham gia lễ khánh thành, khởi công như vậy, nhưng Trung Dược Quân cũng biết Triệu Quốc Đống rất chú ý sự phát triển của Ninh Lăng. Vẫn hy vọng Ninh Lăng có thể thành điển hành của An Nguyên thậm chí cả khu vực đất liền. Vì thế Trung Dược Quân đã đặc biệt mời Triệu Quốc Đống, đương nhiên bên Lăng Chính Dược thì y cũng mời. Chủ tịch, áp lực lớn chúng tôi không sợ, sợ là ép ngặt nghèo quá. Trung Dược Quân vẫn nở nụ cười. Ngài cũng biết tình hình thực tế của Ninh Lăng đó, áp lực tài chính rất lớn, Ninh Lăng có thể vỗ ngực xây dựng nhà xã hội đứng đầu An Nguyên, cả khu vực Trung Tây thậm chí cả nước. Nhưng điều này cũng mang lại một chút hậu quả đó là thị trường bất động sản không nóng không lạnh, các công ty bất động sản thiếu hứng thú. Ừ, tiền thu từ đất của Ninh Lăng thậm chí còn kém Thông Thành hoặc là Đường Giang, càng không cần phải nói so sánh với Miên Châu hoặc là Hoài Khánh, có lẽ chỉ tốt hơn Thiên Châu một chút. Nhưng từ thu nhập bình quân của Ninh Lăng lại hơn xa các nơi kia, điều này làm có người không chịu được. Ha ha, lời này không có lương tâm. Anh sao lại quên đi đánh giá về chỉ số hạnh phúc của tờ Nam Phương của Ninh Lăng chứ? Anh cho rằng danh hiệu thành phố hạnh phúc dễ chiếm như vậy sao? Chỉ riêng vấn đề giá nhà ít nhất cũng khiến cho Ninh Lăng thêm 10 điểm. Mà thu tài chính tăng lên cả tỷ cũng chưa chắc có thể làm dân chúng hài lòng. Được lòng dân được thiên hạ, đây là lời xưa, nhưng tôi cảm thấy lời này có ý nghĩa rất sâu với Đảng Cộng sản chúng ta.
anh là quan phụ mẫu, anh không thể làm cho hầu hết dân chúng địa phương hài lòng thì thu tài chính tăng nhiều hơn nữa cũng có tác dụng gì. Anh sáng tạo số liệu kinh tế là vì gì? Vì làm lãnh đạo cấp trên vui vẻ, vì chứng minh thành tích và năng lực của anh, nếu như dân chúng không có được ưu đãi thì tôi cho rằng anh không đủ tư cách. Triệu Quốc Đống đổi sang một tay đặt trên bụng, tay khác chống cằm, ánh mắt đăm chiêu. Sao, Ninh Lăng không có nhiều ý kiến phản đối như vậy sao? Không hoàn toàn là nhân tố này mà là áp lực tài chính đúng là rất lớn. Lão Cố lo lắng cũng là có lý do. 2 năm qua Ninh Lăng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và sự nghiệp xã hội rất lớn, đô thị Ninh Lăng phát triển quá nhanh, dân cư từ ngoài đến quá nhiều, quá trình đô thị hóa nhanh hơn khiến nhân viên bên ngoài vào mạnh, quy hoạch nội thành không ngừng phải sửa đổi, khiến cho quy hoạch 10 năm thoáng cái đổi thành 5 năm, bây giờ thành 3 năm. Ngài nghĩ xem cầu đường, điện, xanh hóa, bãi đỗ xe. Một loạt những vấn đề đòi tiền, dự toán hàng năm đều có tranh luận. Trung Dược Quân nhún vai. Đúng. Ngoài ra cũng báo cáo với ngài một tin đáng mừng, tỷ lệ xanh hóa của Ninh Lăng đứng đầu cả tỉnh, ngoài ra tỷ suất sử dụng thư viện, rạp chiếu phim của Ninh Lăng cũng đứng đầu cả tỉnh. Rất tốt, tôi thích nghe số liệu như vậy, thậm chí vượt qua số liệu GDP. Đương nhiên tôi thích nhất là nghe con số có tác dụng gì. Anh biết tăng thu tài chính của dân đô thị và nông thôn là điều tôi thích nhất, nếu ai có thể làm tôi hài lòng ở 2 số liệu này, tôi sẽ không tiếc lời khen ngợi. Triệu Quốc Đống cười cười. Đương nhiên, anh nói cũng là vấn đề, không có tài lực đảm bảo thì nhiều việc anh muốn làm cũng không được. Nhưng tôi muốn nói chính là biểu hiện 2 năm qua của Ninh Lăng làm tôi rất hài lòng, anh vào thường vụ đã cho thấy đánh giá của Trung ương, tôi tin anh cũng có thể thấy rõ. Chính vì thế nên Ninh Lăng phải tiếp tục duy trì, không thể không cố gắng hơn nữa. Trung Dược Quân gật đầu nói. Chẳng qua tôi tin biểu hiện năm nay của Ninh Lăng sẽ càng chói mắt hơn. Tự tin như vậy. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút. Có phải là biểu hiện ở bên phòng giao dịch tài sản? Ừ, cũng có nhân tố này, tôi nghĩ biểu hiện của công ty vừa và nhỏ Ninh Lăng đã chứng minh rất nhiều, 2 năm trước tích lũy để bây giờ biểu hiện ra. Trung Dược Quân không giấu được sự tự hào. Tỷ lệ thành công tiến vào phòng giao dịch tài sản của công ty vừa và nhỏ Ninh Lăng cao hơn nhiều so với các nơi khác trong tỉnh. Bên kiểm toán và tài chính đánh giá cao về sự quy phạm và trình độ tín dụng của công ty Ninh Lăng. Đây là điểm quan trọng nhất khiến công ty vừa và nhỏ Ninh Lăng thuận lợi tiến vào phòng giao dịch tài sản Ando. Hơn nữa có hoàn cảnh tài chính tốt đẹp nên Ninh Lăng mặc dù đặt yêu cầu cao đối với đầu tư bên ngoài nhưng cũng đảm bảo kết cấu sản nghiệp và tiềm lực trưởng thành của các công ty tới Ninh Lăng. Tôi rất chờ mong. Triệu Quốc Đống hài lòng gật đầu. Ando ở phương diện này cần phải cúi mặt xuống mà học Ninh Lăng. Ando nếu muốn thành trung tâm kinh tế của khu vực đất liền thì tạo dựng hệ thống tín dụng tốt đẹp. Xây dựng hoàn cảnh tài chính rộng rãi, hấp dẫn nhiều hệ thống tài chính tiến vào chính là điều kiện cơ bản nhất. Ando hình như đã bắt đầu có hành động, lực độ không nhỏ. 2 hôm trước Đàm Lập Phong chuyên môn gọi điện cho tôi, bọn họ sẽ phái tổ công tác tới học tập, xem ở phương diện này của Ninh Lăng có gì đáng để bọn họ tham khảo không. Trung Dược Quân có chút tự hào. Người tỉnh thành cao cao tại thượng lại cúi cái đầu cao quý với người nhà quê Ninh Lăng, đúng là làm người ta sung sướng. Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân đều không nhịn được cười. Đúng, có một vấn đề anh cũng cần phải cân nhắc một chút trong thời gian này. Bộ máy tỉnh về cơ bản đã xác định xong, nhưng sau cơn sóng gió nửa cuối năm nên tỉnh sẽ tiến hành điều chỉnh nhân sự một chút. Mấy hôm trước Trần Anh Lộc có trao đổi ý kiến với tôi, ý của hắn là cân nhắc ưu tiên cân nhắc một số cán bộ có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực kinh tế. Điểm này anh cần nắm chắc một chút, tôi thấy cần thiết anh có thể đến nói chuyện riêng với Trần Anh Lộc. Trần Anh Lộc không hẹp hòi như Tề Hoa đâu. Triệu Quốc Đống nói nhẹ nhàng nhưng ý là rất rõ. Làm thường vụ tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy Ninh Lăng, mà GDP của Ninh Lăng năm ngoái vượt Ando để đứng đầu cả tỉnh, Trung Dược Quân có tư cách đề cử người với tỉnh ủy. Trung Dược Quân gật đầu nói. Tôi hiểu. Cô gái đứng trước cửa công trường nhìn đồng hồ. Hồng Thúc, chú gọi điện hỏi một câu xem đám người thị trưởng Đàm, thị trưởng Lữ bao giờ thì tới. Tổng giám đốc Tô. Thị trưởng Đàm, thị trưởng Lữ cùng chủ tịch tỉnh cùng đến khảo sát quy hoạch nội thành mới, thời gian rất chặt. Chú vừa gọi điện hỏi thư ký của thị trưởng Lữ, chỉ sợ không nhất định có thời gian đến xem bên chúng ta. Người đàn ông họ Hồng có chút khó xử. Hồng Thúc, mọi chuyện đều có lần đầu tiên, lần đầu luôn là khó khăn nhất. Chú tiếp tục giao tiếp với thị trưởng Lữ, mời y dù như thế nào cũng phải mời chủ tịch Triệu và thị trưởng Đàm đến bên chúng ta xem một chút. Công tác bỏ nhiều tâm huyết chuẩn bị tỉ mỉ như vậy.
nếu lãnh đạo chủ yếu không tới xem thì có ý nghĩa gì chứ? Người phụ nữ họ Tô hơi lạnh giọng nói. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải mời thị trưởng Lữ hỗ trợ. Họ Hồng nghe xong biết chuyện hôm nay không làm được sợ là không xong. Hợp tác với bất động sản đỉnh hồ làm hai bên có chút không thoải mái, kết quả chỉ mấy tháng là bất động sản đỉnh hồ phải đóng cửa. Điều nhất bằng càng lún càng sâu, không chỉ đơn giản là ép các cô gái làm gái mại dâm, còn bị cuốn vào vụ án tham nhũng chấn động quan trường An Nguyên. Bây giờ càng bị cơ quan công an, thuế vụ, đất đai điều tra. Tòa án còn yêu cầu ngân hàng niêm phong hầu hết tài sản của bất động sản đỉnh hồ. Có lẽ Điêu Nhất Bằng lần này dù không chết thì 20 năm nữa cũng đừng mong ra được. Đây là Hồng Phát Phú nghe được tình hình từ người nhà của Điêu Nhất Bằng bảo. Hồng Phát Phú loáng thoáng biết được cô gái họ Tô này thực tế là con riêng của chủ tịch tập đoàn quốc tế Cảnh Trình, Tô Thái, chắc là lúc Tô Thái mới gây dựng sự nghiệp thì có. Ít nhất hắn qua lại giữa hắn và Tô Thái nhiều năm như vậy cũng không biết Tô Thái có con gái ở ngoài. Không biết hai năm trước sao Tô Thái đột nhiên nhớ tới tốn rất nhiều công sức mới tìm được người phụ nữ kia, sau đó Tô Thái chỉ định do Tô Hiểu làm người phụ trách của tập đoàn ở thị trường An Nguyên, trọng điểm đặt ở An Đô. Tô Thái bây giờ đã nhập quốc tịch Mỹ, nhưng sản nghiệp chính của tập đoàn vẫn ở Trung Quốc, mặc dù lấy danh nghĩa cống hiến cho quê hương nhưng Hồng Phát Phú đương nhiên biết Tô Thái thèm thị trường bất động sản An Nguyên, nhất là An Đô. Quyển 20, chương 34. Hồng Phát Phú biết Tô Hiểu có quen với Triệu Quốc Đống. Hắn không khỏi có chút hưng phấn. Chẳng qua rất nhanh hắn phát hiện Tô Hiểu nhận biết Triệu Quốc Đống kia chẳng qua chỉ là từng gặp mặt một lần mà thôi, điều này làm hắn có chút thất vọng. Chẳng qua việc này không ảnh hưởng quá lớn việc quốc tế Cảnh Trình cùng tập đoàn Hoàng Đại hợp tác khai thác thị trường bất động sản An Đô. Hồng Phát Phú vốn không trông cậy quốc tế Cảnh Trình sẽ có quan hệ ở An Đô, nếu không quốc tế Cảnh Trình đã không tìm tới hắn. Quy hoạch xây dựng thành phố quốc tế của An Đô khiến vô số ánh mắt chú ý tới. Mặc dù kinh tế An Đô mấy năm nay phát triển không quá nhanh nhưng do vị trí địa lý đặc thù và địa vị thành phố cấp phó tỉnh của An Đô vẫn nằm ở đó, hơn nữa bộ máy tỉnh ủy, ủy ban tỉnh mới nghe nói cũng rất có dã tâm muốn biến An Đô thành trung tâm tài chính, dịch vụ của khu vực đất liền, cũng đưa ra quy hoạch khổng lồ. Đây là cơ hội hiếm có với quốc tế Cảnh Trình và tập đoàn Hoàng Đại. Bất động sản đỉnh hồ bị diệt vong ở góc độ nào đó mà nói lại là cơ hội của hai tập đoàn. Khu đất quanh quải hồ về cơ bản do đỉnh hồ đàm phán xong, bây giờ do hai tập đoàn hợp sức nhận lấy. Đây cũng là dấu hiệu tập đoàn quốc tế Cảnh Trình chính thức tiến quân vào thị trường bất động sản An Đô. Đương nhiên một khu đất này còn xa mới làm thỏa mãn được quốc tế Cảnh Trình. Mục tiêu của quốc tế Cảnh Trình chính là được chia bát canh trong việc xây dựng thành phố quốc tế An Đô, đây là mục đích mà hai tập đoàn liên thủ. Hồng Phát Phú biết rõ điểm này, mà đây cũng là ưu thế của tập đoàn Hoàng Đại. Hắn vốn hy vọng bắt tay hợp tác với Điêu Nhất Bằng, người có quan hệ khá rộng ở An Đô, nhưng bây giờ đã thành quá khứ. Hắn cũng đang cần tìm thêm người hợp tác vì dù sao quy mô của thành phố quốc tế An Đô quá lớn, anh muốn tham gia chia một bát canh thì cũng phải có một tập thể đủ mạnh mới làm được. Điều quan trọng nhất hiện nay chính là làm cho hai tập đoàn lọt vào mắt ủy ban thành phố An Đô, ở điểm này Hồng Phát Phú cho rằng mình đã làm đủ công việc, nhưng theo tôi hiểu thấy thì còn xa không đủ. Ít nhất Hồng Phát Phú ngay cả mời một lãnh đạo chủ yếu đến xem hạng mục mà hai tập đoàn liên hợp tiến hành cũng không làm được, điều này không thể không làm Tô Hiểu tức giận. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tô Hiểu, Hồng Phát Phú đành phải một lần nữa gọi điện cho Lữ Diệu Tô, nhưng đối phương không nghe, cuối cùng thư ký của hắn gọi tới, do Hồng Phát Phú kiên trì mãi nên thư ký mới chuyển máy cho lãnh đạo. Lữ Diệu Tô không nhịn được cầm máy nghe, nếu không phải vì Hồng Phát Phú là người biết lễ phép thì hắn thiếu chút nữa đã dập máy. Một công ty có tư cách gì ra vẻ trước mặt mình, còn muốn mình bắt buộc phải nghe điện. Đàm Lập Phong mặc dù không nói gì nhưng cũng rất khó chịu khi mình nghe điện vào lúc này. Lão Hồng, có việc gì thì nói mau đi, sếp Đàm đang cùng sếp lớn đang nhìn, tôi hôm nay không có thời gian. Lữ Diệu Tô cố làm giọng mình nhẹ nhàng đi. Hắn và Hồng Phát Phú có quan hệ nhiều năm, người này đi những bước khá chắc chắn. Tập đoàn Hoàng Đại tuy không thuộc top đầu các công ty nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản An Đô nhưng có tiếng khá tốt, dù là bán nhà thương mại, xây dựng tiểu khu cũng làm không ít, cũng tích tụ không ít nhân khí, chỉ là so sánh với mấy tập đoàn đứng đầu như Hoa Hồng, Nam Đô, Trung Dương, Kim Địa thì vẫn còn có khoảng cách không nhỏ. Thậm chí cũng có chút chênh lệch với các tập đoàn bất động sản nhỏ hơn như Tử Thành, Hối Sinh, Hoa Đạt. Cho nên tập đoàn Hoàng Đại nói muốn tham gia việc xây dựng thành phố quốc tế An Đô thì Lữ Diệu Tô có chút không cho là đúng. Tập đoàn này muốn tham gia sợ là còn kém xa, dù là Tử Thành,
Hoa Đạt đều phải đoàn kết xem có thể chia một bát canh hay không, càng đừng nói là công ty cấp 2 như tập đoàn Hoàng Đại. Đương nhiên Lữ Diệu Tô cũng nghe nói tập đoàn Hoàng Đại đang hợp tác với tập đoàn quốc tế Cảnh Trình, Phúc Kiến, hai công ty liên hợp mong muốn phát triển ở Ando, lúc này mới làm hắn có hứng thú. Sau khi bất động sản đỉnh hồ sụp đổ, quốc tế Cảnh Trình và tập đoàn Hoàng Đại liên thủ lấy được một khu đất ở ven quải hồ, xây dựng rất nhanh, bây giờ đã khởi công cho nên lúc này Hồng Phát Phú đưa lời mời đến xem thì hắn cũng thuận miệng đồng ý. Vốn tưởng rằng chỉ là Dương Thiếu Bằng đến xem, mình đi cùng rồi kéo qua một chút, không ngờ Triệu Quốc Đống đến, Đàm Lập Phong đương nhiên phải đi cùng, ở tình huống này không phải do hắn. Ôi Lão Hồng, chuyện này tôi sao có thể làm chủ? Sếp Đàm và Chủ tịch Triệu đang xem, còn có cả Chủ tịch Dương Thiếu Bằng nữa. Khu đất của các anh căn bản chẳng có dính dáng gì đến thành phố quốc tế Ando, sao có thể tới đó? Lữ Diệu Tô không nhịn được nói. Hôm khác đi, hôm khác tôi tới, hôm nay đúng là không được, lúc trước không nghĩ Chủ tịch Triệu và Sếp Đàm sẽ tới. Thấy Hồng Phát Phú cười khổ kèm theo vẻ xấu hổ, nói hết lời hay mà đối phương vẫn từ chối, tôi hiểu càng thêm u ám, nhưng trong lòng cũng thấy khẩn trương. Mặc dù tôi hiểu không có bao tình cảm với người bố không có bao công dưỡng dục, thậm chí hơi hận nhưng cô cũng phải thừa nhận nếu không phải người đàn ông kia cứ thi thoảng lại gửi tiền cho mẹ con cô thì cô không biết cuộc sống của mình khó khăn như thế nào nữa. Nhưng người đàn ông kia tuy cho tiền nhưng không cho phép người phụ nữ có con với mình được lấy người khác. Người phụ nữ chưa có chồng đã có con không thể sống ở địa phương mà phải tới tỉnh lân cận cũng chính là Miên Châu, An Nguyên. Việc này duy trì đến khi cô 12 tuổi thì người đàn ông kia thông qua biện pháp gì đó coi như đăng ký hộ khẩu cho mẹ con cô. Sống từ nhỏ trong hoàn cảnh này, tôi hiểu có một cảm giác địch ý khó hiểu với đàn ông, nó kéo dài tới khi cô lớn độc lập đi ra ngoài, thi vào một đại học hạng 2. Nhưng cô nhanh chóng ý thức được cầm tấm bằng này đi kiếm cơm ăn là quá khó khăn. Cũng may cô được mẹ di truyền cả về thân hình và khuôn mặt vì thế lúc học đại học cô bắt đầu đi làm người mẫu quảng cáo. Sau đó vào một trường huấn luyện người mẫu chuyên nghiệp rồi dần trở thành người mẫu có danh tiếng trong nước. Cuộc sống người mẫu không được tốt như người ngoài nghĩ, bao ngọt bùi cay đắng trong đó làm cho Tô Hiểu khi được người bố kia đột nhiên nhớ tới muốn cho cô cơ hội, cô đã không hề do dự nhận lợi đến tập đoàn quốc tế Cảnh Trình làm việc. Không ai muốn sống trong cuộc sống không như ý, vậy có cơ hội tại sao không nắm lấy? Tô Hiểu làm nhân viên ở quốc tế Cảnh Trình hơn năm, sau đó Tô Hiểu nhảy dù tới Ando. Phụ trách khai thác thị trường bất động sản Ando, đây là thử thách rất lớn đối với cô. Nếu thành công thì cô sẽ xác lập được địa vị trong mắt Tô Thái, có lẽ có thể cạnh tranh với mấy anh chị em không cùng mẹ kia, thất bại thì ngay cả chiếc xe Aston Martin cũng sẽ bị đòi về. Cô không thể thất bại, mà chuẩn bị tỉ mỉ hôm nay cũng không được phép thất bại, mà đây mới là bước đi đầu tiên. Ngay khi đối phương chuẩn bị dập máy, Tô Hiểu cầm nói. Thị trưởng Lữ, tôi là Tô Hiểu. Tập đoàn quốc tế Cảnh Trình, đúng, lần trước chúng ta đã ngồi ăn, là tôi, ngài có thể giúp một chút không? Mời Chủ tịch tỉnh Triệu, Chủ tịch tỉnh Dương và Thị trưởng Đàm dành thời gian sang chỗ chúng tôi. Tôi hiểu, nhưng hạng mục bên quải hồ của chúng tôi tuy nhỏ một chút nhưng tôi cảm thấy vẫn có thứ biểu diễn cho lãnh đạo xem, để bọn họ thấy phong cách khác của tập đoàn chúng tôi, mời ngài nói giúp một chút. Hồng Phát Phú phải thừa nhận giọng nói uyển chuyển điệu đà của Tô Hiểu khá có sức hấp dẫn nhất là đối với đàn ông. Có lẽ khó ai có thể từ chối lời thỉnh cầu của người phụ nữ xinh đẹp như Tô Hiểu. Nhưng Hồng Phát Phú không cho rằng Lữ Diệu Tô sẽ vì thế mà thay đổi chủ ý, bởi quyền quyết định không do hắn. Có lẽ không có Triệu Quốc Đống và Đàm Lập Phong thì hắn có thể mời được Dương Thiếu Bằng, nhưng có Triệu Quốc Đống ở đó thì không tới lượt hắn xen lời. Thị trưởng Lữ, tôi biết có Chủ tịch Triệu và Thị trưởng Đàm ở đó, ngài cũng biết hạng mục bên quải hồ của tập đoàn chúng tôi và tập đoàn Hoàng Đại chỉ là bước đầu. Tôi rất hy vọng có thể cống hiến một phần sức lực cho dân chúng Ando. Quốc tế Cảnh Trình có không ít công trình, hạng mục tốt tại các địa bàn xung quanh nhưng vẫn chưa có ở Ando. Lãnh đạo hai cấp tỉnh, thành phố không quá hiểu tập đoàn chúng tôi, cho nên tôi chân thành hy vọng cho tập đoàn chúng tôi một cơ hội thể hiện mình. Thị trưởng Lữ, tôi biết mình làm khó ngài, nhưng ngài cũng biết quốc tế Cảnh Trình chúng tôi mới tới, mới bước đi ở Ando. Rất hy vọng có thể được lãnh đạo các cấp quan tâm vì thế chúng tôi đã làm rất nhiều công việc cho nên nhờ ngài. Thị trưởng Lữ, nếu ngài thật sự khó xử thì xem thế này có được không? Chủ tịch Triệu đã gặp tôi một lần, ngài có thể tìm cơ hội nhắc tới không? Quyển 20, chương 35. Tô Hiểu. Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu nhìn Lữ Diệu Tô đứng bên, trong lúc nhất thời hắn không nhớ được mình quen Tô Hiểu nào làm ở ngành bất động sản. Tên Tô Hiểu thì Triệu Quốc Đống có chút ấn tượng.
nhưng đó là lần hai vị tổng giám đốc tập đoàn Hâm Đạt mời Tô Hiểu và Mai Oánh tới tiếp mình. Tô Hiểu kia trông khá lạnh lùng, đó là một cô người mẫu. Quốc tế cảnh trình thì hắn cũng biết một chút, hình như là tập đoàn bất động sản phát triển khá tốt ở khu vực Trường Tam Giác. Mặc dù còn kém mấy tập đoàn hàng đầu như Vạn Khoa, Bảo Lợi, Hoa Nhuận, Thiên Phu, Bích Quế Viên nhưng cũng rất nổi tiếng. Chủ tịch Tô Thái quốc tịch Mỹ nhưng nghe nói là người gốc thành phố Lam Sơn, An Nguyên, năm 80 sang Thâm Quyến, Hải Nam, phát tích ở tỉnh Mân, cuối cùng lấy Trường Tam Giác làm nơi phát triển. Chủ tịch chắc là biết chứ. Giám đốc công ty Ando, tập đoàn quốc tế cảnh trình là người phụ nữ rất xinh đẹp trẻ tuổi, cô ta có ấn tượng rất sâu với chủ tịch Triệu. Lữ Diệu Tô coi như yên tâm, coi như họ Tô không lừa mình, chủ tịch Triệu có chút ấn tượng, về phần chủ tịch Triệu có đi hay không thì không phải trách nhiệm của mình. Ồ, cô ta bây giờ đến An Nguyên khai thác bất động sản ư? Đúng là có chút bất ngờ. Triệu Quốc Đống vẫn không xác định được, theo lời Lữ Diệu Tô thì con gái Tô Thái sao lại đi làm người mẫu? Chẳng lẽ là thích? Ừ, Tô Hiểu này tuy trẻ nhưng lại như nữ anh hùng, nói chuyện, làm việc đều quyết đoán, bây giờ quốc tế cảnh trình đang cùng với tập đoàn Hoàng Đại liên hợp lại cố ý cạnh tranh trong quy hoạch xây dựng thành phố quốc tế Ando. Lữ Diệu Tô nhìn thoáng qua Đàm Lập Phong đứng bên. Ồ, nếu thật sự có điểm đặc sắc, đáng xem thì qua một chút. Còn có 20 phút, Lập Phong, chúng ta sang xem một chút chứ. Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ. Được, Diệu Tổ, đi, nắm chắc thời gian, chúng ta còn phải về thành phố, chủ tịch tỉnh còn muốn nghe chúng ta báo cáo. Đàm Lập Phong gật đầu. Mãi tới khi xe Kesida biến mất khỏi đường tới công trường, Tô Hiểu và Hồng Phát Phú mới hưng phấn nhìn nhau. Tô Hiểu có chút lo lắng Triệu Quốc Đống không còn ấn tượng gì về mình, không ngờ Triệu Quốc Đống nhớ khá tốt, hoặc là nói mình làm hắn có ấn tượng sâu, liếc cái là nhận ra mình, hơn nữa cũng không nói gì nhiều, bỏ hơn 10 phút nghe mình giới thiệu về xây dựng tòa nhà bên cạnh Quải Hồ và tư tưởng tham dự xây dựng thành phố quốc tế Ando. Tô Hiểu tự nhận mình đã dành không ít tâm huyết khi đưa ra tư tưởng kia, cô không học ngành này nhưng hơn năm qua cô học như đói như khát, đi khắp các công trường, đi xem hết các hạng mục. Coi như tích lũy không ít kinh nghiệm, mặc dù còn khiếm khuyết rất nhiều nhưng ít nhất coi như có một ấn tượng chung. Tô Hiểu nhân cơ hội giới thiệu với mấy người Triệu Quốc Đống, Đàm Lập Phong về ý tưởng và những việc quốc tế cảnh trình có thể làm. Nhất là quốc tế cảnh trình đưa ra tư tưởng thành phố tự nhiên hài hòa giữa con người và thiên nhiên đã làm Triệu Quốc Đống và Đàm Lập Phong hơi động tâm. Đương nhiên quốc tế cảnh trình nếu muốn tham dự việc xây dựng thành phố quốc tế Ando hay không thì ngày hôm nay không thể có ngay được, nhưng ít nhất làm Triệu Quốc Đống. Đàm Lập Phong có ấn tượng tốt đẹp ban đầu về quốc tế cảnh trình thì nó có giá hơn bất cứ thứ gì khác. Tổng giám đốc Tô, ván này chúng ta thắng chắc rồi. Hồng Phát Phú lóe lên một tia vui mừng và đắc ý như vượt qua độ tuổi của hắn. Đúng là như vậy, khó trách hắn hưng phấn như thế. Hắn kinh doanh bất động sản ở Ando nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ thực sự có cơ hội kéo mấy vị lãnh đạo thành phố tới công trường xem, không ngờ lần này lại có chủ tịch tỉnh, thị trưởng đều tới. Càng quan trọng hơn là bọn họ tỏ vẻ hài lòng, không thể không nói đám kiến trúc sư quốc tế cảnh trình có năng lực, mà Tô Hiểu càng có công lớn. Nếu không phải cô ta thuyết phục Lữ Diệu Tô, để Lữ Diệu Tô nhắc tới tên Tô Hiểu trước mặt Triệu Quốc Đống căn bản sẽ không tới đây. Chẳng qua Hồng Phát Phú cũng nhạy cảm phát hiện Triệu Quốc Đống có chút tò mò về thân phận của Tô Hiểu, điều này làm hắn ý thức được Triệu Quốc Đống và Tô Hiểu không đơn giản chỉ gặp mặt có một lần. Nhưng bây giờ đã không quan trọng, chủ yếu là bọn họ được đám người Triệu Quốc Đống tán thành. Đây là trụ cột tốt đẹp để quốc tế cảnh trình và tập đoàn Hoàng Đại kiếm chén canh trong quy hoạch của Ando. Hồng Thúc, bây giờ nói cái này cũng sớm, chẳng qua ít nhất chúng ta cũng thể hiện được thực lực của mình, đáng để ăn mừng. Tô Hiểu không giấu được hưng phấn trong lòng, cô cảm thấy vẻ kinh ngạc và nghi hoặc trong mắt Triệu Quốc Đống, nhưng cô không có bao cơ hội giải thích với hắn. Vậy bước tiếp theo. Hồng Phát Phú thử dò xét. Còn phải tăng thêm một bước củng cố hiệu quả hôm nay, nghe thị trưởng Lữ nói có rất nhiều công ty tham gia hạng mục xây dựng tổng thể khổng lồ này, cũng còn có không ít cơ cấu thiết kế nước ngoài. Quốc tế cảnh trình và tập đoàn Hoàng Đại nếu muốn đứng vững gót chân thì còn có không ít chênh lệch, chúng ta mặc dù cho bọn họ ấn tượng đầu tiên không sai, nhưng đây chỉ là ấn tượng có thể theo thời gian trôi qua sẽ mơ hồ, cho nên chúng ta cần phải củng cố hiệu quả từ con đường khác. Tô Hiểu lặng lẽ nhìn ra ngoài. Tay nắm chặt lại như muốn đưa ra quyết định gì đó. Tô Hiểu, cháu nếu có điều kiện tốt như vậy, chú nói là cháu quen với chủ tịch Triệu thì đây chính là tài nguyên và cơ hội hiếm có. Mặc dù thành phố chiếm ưu thế chủ đạo trong quy hoạch, xây dựng thành phố quốc tế,
nhưng nghe nói thành phố Ando cũng được tỉnh toàn lực ủng hộ nên mới có quy hoạch lớn như vậy. Chú đoán trong quá trình đẩy mạnh sau này thì tỉnh sẽ phát huy tác dụng tương đối lớn, ở điểm này nếu Chủ tịch Triệu có thể phát huy sức ảnh hưởng của mình. Hồng Phát Phú không nói thêm. Ừ, cháu không cần phải nói, cháu biết nên làm như thế nào. Tô Hiểu phất phất mấy sợi tóc rơi trên mai, khẽ gật đầu nói. Nhưng Triệu Quốc Đống này không dễ mời được, hôm nay là vừa dịp, không biết sau này có thể được hay không. Không, chú cảm thấy cháu có ấn tượng rất sâu với Chủ tịch Triệu, phải thừa dịp này mà đẩy mạnh. Lúc này chúng ta không thể do dự một chút nào, phải tập trung hỏa lực. Chú không phải ám chỉ chúng ta muốn đi làm gì, dù sao ngành bất động sản Ando mới trải qua một cơn chấn động, nhưng chúng ta có thể thông qua một ít hoạt động kéo gần và làm sâu sắc. Cháu nói có đúng không? Hồng Phát Phú cũng là nhân vật thành tinh, hắn thấy Tô Hiểu có chút do dự nên vội vàng kích thích, lúc này không thể vì thể diện được, nhà kinh doanh thì phải chú ý đến lợi ích đầu tiên. Ừ, để cháu thử xem. Tô Hiểu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, gật đầu, cô biết mình không có lựa chọn khác. Tô Hiểu lấy thân phận giám đốc chi nhánh quốc tế cảnh trình, Ando xuất hiện làm Triệu Quốc Đống có chút bất. Chẳng qua đối phương biểu hiện nho nhã lễ phép và thứ quốc tế cảnh trình lấy ra đúng là làm cho Triệu Quốc Đống có hứng thú. Thật sự không ngờ đến Tô Hiểu 2-3 năm trước còn đang biểu diễn trên sàn lại thay đổi nhanh như vậy. Hắn vốn còn có suy nghĩ Tô Hiểu có phải là dựa vào cây đại thụ Tô Thái hay không. Nhưng hắn lại thấy có chút không đúng, hoặc là Tô Hiểu có quan hệ huyết thống với Tô Thái, có khả năng này đó, nhưng trung gian cũng còn có nhiều nghi điểm. Chẳng qua điều này không quan trọng, Triệu Quốc Đống không có tâm tư đi suy nghĩ. Triệu Quốc Đống đang đặt tâm trí ở quy hoạch thành phố quốc tế của Ando. Lăng Chính Dược rất có khí phách, ủng hộ và khẳng định rất lớn đối với vài suy nghĩ của thành phố Ando, điều này làm Ando có chút vui mừng. Bọn họ vốn không trông cậy được Lăng Chính Dược ủng hộ, mà vẫn hy vọng Triệu Quốc Đống là người khởi xướng tư tưởng thành phố quốc tế Ando sẽ phát huy tác dụng rất lớn, không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ ở chỗ Lăng Chính Dược. Cái này không lạ, áp lực từ các tỉnh xung quanh làm cho Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống đều cảm giác được. Nếu như An Nguyên thậm chí Ando không có động tác lớn được ra lò, chỉ sợ Ando sẽ tụt hậu về mọi phương diện, thoát khỏi nhóm đầu, xuống tận đáy. Đây là điều Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống không thể chấp nhận. Quyển 20, chương 36. Thành Đô cùng Trùng Khánh đã được Trung ương phê duyệt làm khu thí điểm cải cách thành phố, nông thôn, đây là khu thí nghiệm hoàn toàn mới sau Thâm Quyến, Tân Khu Phổ Đông, Tân Khu Tân Môn. Khi các, đặc khu, khác đều chú trọng thu hút đầu tư phát triển kinh tế. Coi đây là điểm vào thì Thành Đô cùng Trùng Khánh lại lựa chọn xây dựng xã hội hài hòa, nhấn mạnh thu nhỏ chênh lệch đô thị và nghiêm trọng, chênh lệch giàu nghèo, bảo vệ hoàn cảnh. Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh An Nguyên khóa trước cũng từng tranh thủ cho Ando, Trung ương cũng chọn Ando làm đối tượng khảo sát nhưng cuối cùng Trung ương cảm thấy điều kiện của Thành Đô cùng Trùng Khánh tốt hơn, tháng 6 năm 2007 đã quyết định phê duyệt Thành Đô cùng Trùng Khánh làm khi thí điểm mà bỏ qua Ando. Mà tháng 1 năm 2008, Quốc vụ viện lại phê duyệt quy hoạch khu kinh tế Bắc Bộ Quảng Tây cùng với khu kinh tế hợp tác Điền Nam, Đông Nam Á, hai quy hoạch này có tính chiến lược càng làm cho An Nguyên thấy áp lực rất lớn. Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống cuối năm trước khi lên Bắc Kinh biết được nội dung quy hoạch cụ thể của hai hạng mục này đều phải suy nghĩ không ít. Lăng Chính Dược cảm nhận chính là áp lực cực lớn. Dù sao hắn là bí thư tỉnh ủy, đã tới An Nguyên hơn năm nhưng hơn năm qua An Nguyên có ít điểm sáng về sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, thành tích ít. Mà lần này Trung ương tiến hành điều chỉnh nhân sự chính là nhắc nhở không lặng không nhẹ. Trung Dược Quân xếp trên Viên Chí Kiên trong các thường vụ tỉnh ủy nhìn qua không quan trọng nhưng Lăng Chính Dược lại cảm nhận được vài nhắc nhở của Trung ương. Bắt kinh tế, bắt dân sinh, cuối cùng mới chính là bắt thành tích. Khảo sát của Trung ương đã dần thay đổi, mấy điểm như tăng thu tài chính, thu nhập bình quân của dân chúng càng lúc càng được Trung ương chú trọng, thậm chí còn vượt chú ý về GDP. Lăng Chính Dược thậm chí từ ngoài con đường biết được Trung Dược Quân sở dĩ có thể thành thường vụ tỉnh ủy một phần do GDP Ninh Lăng vượt quá Ando, nhưng càng quan trọng hơn chính là tăng thu bình quân đầu người của Ninh Lăng vượt xa Ando, hơn nữa mức độ tăng vẫn duy trì khá cao, đây là quan trọng nhất. Điều này cũng có nghĩa sự tán thành với công việc địa phương của Trung ương đã có biến hóa, phát triển kinh tế vẫn rất quan trọng, nước mạnh dân giàu từ từ chuyển thành dân giàu nước mạnh. Ở điểm này Lăng Chính Dược có thể cảm nhận được không ít điều. Cho nên Lăng Chính Dược đang tìm kiếm điểm đột phá trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của An Nguyên, thực tế nghiêm trọng ép hắn không thể không tìm kiếm. Vì thế hắn thậm chí tiến hành thỏa hiệp với Triệu Quốc Đống.
Dù sao Triệu Quốc Đống là người tạo kỳ tích Ninh Lăng, năm 2001 Ninh Lăng không bằng 1/10 của Ando, chỉ sau 6 năm ngắn ngủi đã vượt qua Ando, biến hóa lớn như vậy chỉ có thể dùng từ kỳ tích để hình dung. Lăng Chính Dược hy vọng Triệu Quốc Đống có thể phát huy sự bất phàm của mình. Khi Ando đưa ra tư tưởng quy hoạch xây dựng thành phố quốc tế, Ủy ban tỉnh cũng kết hợp với tư tưởng thành phố quốc tế của thành phố Ando mà đưa ra vành đai kinh tế An Trung, hành lang công nghiệp Miên Châu, Kiến Dương, khu kinh tế An Đông Ô Giang. Đây là tư tưởng chiến lược từ quy hoạch phát triển 10 năm tới của An Nguyên. Lăng Chính Dược rất khẳng định quy hoạch của thành phố Ando và Ủy ban tỉnh, trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy cũng rõ ràng đưa ra phải tập trung toàn bộ lực lượng của tỉnh đảm bảo mục tiêu trung tâm tài chính, dịch vụ của Ando tại khu vực đất liền thực hiện được, đảm bảo mục tiêu phát triển ba khối kia của tỉnh, mà đứng đầu chính là tư tưởng trung tâm tài chính, dịch vụ của Ando. Trên thực tế ở thời đại Ninh Pháp, Ứng Đông Lưu thì đã từng có quy hoạch về đại Ando, đó chính là tạo khu trung tâm Hồ Lô Châu, nhưng bây giờ thoạt nhìn khu vực Hồ Lô Châu tuy đang được xây dựng nhưng do quy mô nhỏ, năng lực phúc xạ kém, thu hút đầu tư không quá tốt khiến cho nó không đạt đến độ cao mong muốn. Mà tư tưởng thành phố quốc tế Ando chẳng những bao quát cả khu vực Hồ Lô Châu, khu công nghệ cao vào trong, hơn nữa cũng kéo cả khu vực phía Bắc tiến vào, muốn biến khu vực Đông Bắc Ando thành một thành phố mới, khiến nó thành động lực phát triển của Ando. Tới đây phòng giao dịch tài sản Ando được thành lập chính là đổ thêm nhiên liệu vào động cơ. Đây là quan điểm chung của Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống, làm cho kinh tế Ando nhanh chóng khôi phục trở lại, một lần nữa thực hiện phát triển, tái tạo huy hoàng. Vì thực hiện mục tiêu này bọn họ có thể dễ dàng tha thứ một vài hành động không phù hợp quan điểm của mình từ phía đối phương. Theo thời gian tiến vào tháng 2, Ando lại nghênh đón đợt Tết âm lịch 2008, cả thành phố đều bao trùm trong không khí vui mừng. Triệu Quốc Đống qua cửa sổ xe nhìn dòng người qua lại bận rộn, đi lại, mua sắm, các nhân viên đang treo cờ ở cổng cơ quan, bốn chữ chúc mừng năm mới có thể thấy ở bất cứ đâu. Mặc dù Ando cấm đốt pháo nhưng hiệu quả không tốt nên tạo áp lực không nhỏ cho ngành phòng cháy chữa cháy. Trước Tết là thời gian bận nhất nhưng có hiệu quả thấp nhất. Hầu hết thời gian đều là bị một vài công việc mang tính sự vụ vây quanh. Tham gia các loại hội nghị, thăm các khu vực đặc biệt. Ngày 22 tháng 12 Lưu Nhược Đồng đã đến Ando ở nhà bố mẹ Triệu Quốc Đống, dù sao thời gian Triệu Quốc Đống ở nhà rất ngắn, bình thường đều đi sớm về muộn nên cô tới nhà chồng cũng là chính xác nhất. Lưu Nhược Đồng có thai 4 tháng nên cẩn thận hơn rất nhiều. Dù sao ở tuổi cô có thai cũng là sản phụ cao tuổi, lại là lần đầu có thai nên cẩn thận vẫn hơn. Cũng may mẹ chồng Hứa Tú Cần đã có con 5 lần nên không thiếu kinh nghiệm. Qua đó quan hệ mẹ chồng, nàng dâu cũng kéo lại gần không ít. Sao hôm nay anh về sớm thế? Mới 3 giờ mà, còn chưa hết giờ làm, tối không có lịch gì sao? Thấy Triệu Quốc Đống cầm cặp vào nhà, Lưu Nhược Đồng có chút kinh ngạc. Bắt đầu từ 15 đến giờ tới ngày 30 có lẽ chỉ có hôm nay anh có thể ở nhà ăn cơm tối. Triệu Quốc Đống có chút mệt mỏi bỏ cặp xuống. Năm trước đợt cuối năm, đầu năm còn có thể nghỉ vài ngày, năm nay anh sợ là không có chuyện tốt như vậy. Vậy Đức Sơn, Trường Xuyên, Vân Hải bao giờ thì về? Lưu Nhược Đồng nhíu mày, sau khi có thai, Lưu Nhược Đồng phát hiện mình càng lúc càng thích cuộc sống gia đình, nhất là thích mọi người tụ tập, náo nhiệt, đông vui. Tối nay, hôm qua anh gọi cho Đức Sơn, Trường Xuyên, Vân Hải, bảo bọn nó nghĩ biện pháp về tụ tập. Bây giờ không ai thiếu ăn thiếu mặc, mọi người ăn một bữa là đủ. Triệu Quốc Đống ngồi xuống ghế bình tĩnh nói. Đức Sơn vẫn ở Bắc Kinh, anh bảo nó cố về gấp. Trường Xuyên và Nguyên Tĩnh có lẽ chiều về, bên Vân Hải không vấn đề gì nhưng phải chạy quanh đi mua vé, hôm nay chắc cũng về được. Vậy còn Đại Tỷ? Lưu Nhược Đồng hơi tham. Chắc không được, anh đã liên lạc với bọn họ. Bọn họ chưa đi được, hình như công ty của bọn họ cuối năm có không ít việc, nói sau 15 mới có thể về. Triệu Quốc Đống cười cười. Sự nghiệp làm trọng. Triệu gia vẫn duy trì truyền thống tụ họp mỗi đợt Tết, chẳng qua truyền thống này đang bị khiêu chiến khi thành viên Triệu gia không ngừng trưởng thành. Triệu Quốc Đống hy vọng truyền thống này có thể tiếp tục duy trì, nó cần thiết để tăng tình cảm người nhà sau một năm bận rộn. Mỗi người đều có công việc của mình. Đức Sơn ngoài công việc của mình thì cũng là người của giới giải trí. Hắn từ chối khi Trường Xuyên đưa ra ý kiến tăng thêm phạm vi công việc, thậm chí yêu cầu Trường Xuyên sợ là phải tìm người thay thế hắn. Hắn hy vọng trong 2 đến 3 năm tới sẽ rút hoàn toàn khỏi tập đoàn Thương Lãng, sau đó chuyên tâm hưởng thụ cuộc sống.
mà căn cứ mấy tờ báo giải trí đưa tin thì hòn đảo nhỏ do Đức Sơn mua ở quần đảo Bahamas đã trở thành nơi mà giới tinh anh trong làng giải trí Trung Quốc yêu thích nhất. Mà Đức Sơn cũng vì thế được mệnh danh là người thuộc cấp cao nhất của làng giải trí. Quyển 20, chương 37. Như lời Đức Sơn nói thì năng lực của hắn không theo kịp sự phát triển của tập đoàn Thương Lãng, nếu còn chiếm chức phó tổng giám đốc sẽ không hợp tình hợp lý, nếu đổi lại một người sẽ tốt hơn, có thể làm tập đoàn kiếm được nhiều tiền hơn, vậy tại sao hắn cứ muốn chiếm vị trí này? Đức Sơn là cổ đông thuộc dạng lớn nhất tập đoàn, một nhân viên có thể giúp tập đoàn kiếm nhiều tiền hơn dù như thế nào cũng là việc tốt, bởi vì hắn cũng sẽ kiếm được một khoản. Về phần hắn lui ra thì đối với tập đoàn hay chính hắn đều có lợi hơn hại. Vì thế Đức Sơn đã đưa ra ý kiến với Trường Xuyên, muốn Trường Xuyên cân nhắc người thay mình, làm cho hắn có thể rảnh tay muốn làm gì thì làm. Khi Đức Sơn tới thì Triệu Quốc Đống đang nói chuyện với hai người em còn lại được một lúc. Trường Xuyên mới đầu còn không hiểu đề nghị của Đức Sơn, nhưng sau đó hắn ý thức được anh mình thật lòng muốn như vậy nên cũng đang nghiêm túc cân nhắc. Mặc dù về năng lực của Đức Sơn hơi kém một chút nhưng hắn công tác bên mảng kinh doanh nước suối nhiều năm, dựa vào kinh nghiệm và quan hệ vẫn khống chế vững vàng cục diện. Thị trường kinh doanh nước suối trong cả nước hiện nay nằm trong mấy tập đoàn lớn như Thương Lãng, Wahaha, Nhạc Bách Thị, Nông Phu Sơn, Di Bảo, mấy công ty có nguồn nước tốt với giá rẻ, nhất là Thương Lãng, Wahaha, Nhạc Bách Thị càng kịch chiến ở các nơi trong cả nước. Thương Lãng chiếm thị phần gần như tuyệt đối ở thị trường đất liền như Đông Bắc, Hoa Bắc, Tây Bắc, Hoa Trung, Tây Nam. Nhưng bên Hoa Nam thì lại không bằng Bách Nhạc Thị, bên Hoa Đông không bằng Wahaha. Nhưng nước suối cao cấp của Thương Lãng lại đứng đầu cả nước, một loạt sản phẩm như nước lạnh, nước suối tinh hoa Trường Bạch đều hơn hẳn đối thủ cạnh tranh. Chẳng qua mảng kinh doanh nước suối của Thương Lãng sau nhiều phen cân nhắc cuối cùng đã kiên trì chuyên nghiệp hóa, buông tha thị trường có lợi nhuận phong phú như trà, nước hoa quả cũng vì thế mà đảm bảo vị trí dẫn đầu của Thương Lãng trong lĩnh vực nước suối. Một khi Đức Sơn rời khỏi mảng kinh doanh nước suối như vậy nhất định cần có một người quen thuộc với mảng này thay thế. Vì vậy Trường Xuyên sau khi nhận yêu cầu của Đức Sơn cũng đã yêu cầu Đức Sơn phải kiên trì một thời gian để đảm bảo quá độ vững vàng. Cũng may kinh doanh nước suối bây giờ đã không còn là sản nghiệp trung tâm của Thương Lãng nữa. Theo Tổng Công ty Nước Suối Thương Lãng lên thị trường chứng khoán, tập đoàn Thương Lãng mặc dù vẫn chiếm cổ phần khống chế của Tổng Công ty nhưng đang giảm dần, tài chính thu được cũng tập trung vào Tổng Công ty Dược Thương Lãng. Mảng dược có lợi nhuận rất phong phú, nhưng cũng yêu cầu đầu tư lớn về nghiên cứu. Đây cũng là nguyên nhân tại sao sản phẩm của Tổng Công ty đạt toàn thắng ở thị trường sản phẩm bổ dưỡng nhưng lợi nhuận vẫn không quá làm người ta hài lòng, bởi vì đầu tư nghiên cứu trước đó quá lớn, thậm chí có thể liên tục mấy năm đầu không có lợi nhuận, mãi tới năm 2006-07 nghiên cứu ra vài sản phẩm thì mới khiến cho Tổng Công ty bắt đầu thu lãi. Theo Trường Xuyên nói thì tiền kiếm được của Tổng Công ty Kinh doanh Nước Suối Thương Lãng đầu tư vào Tổng Công ty Dược, mà bây giờ Dược đã tiến vào giai đoạn phát triển tuần hoàn. Chính thức chiếm vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực và cạnh tranh với các tập đoàn khổng lồ nước ngoài thì cũng cần tích lũy không ít năm nữa. Cũng may mấy công ty con bên dưới của Tổng Công ty như Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dược liệu Thương Lãng phát triển khá thuận lợi. Dựa vào sức ảnh hưởng của Tổng Công ty Dược Thương Lãng và Tổng Công ty Kinh doanh Nước Suối Thương Lãng nên nhanh chóng mở rộng ở các thành phố lớn trên toàn quốc, tạo thành mạng lưới tiêu thụ. Mạng lưới này hình thành cũng khiến cho mảng dược của Thương Lãng đầy đủ từ nguồn nguyên liệu đến tiêu thụ, tăng sức cạnh tranh của Tổng Công ty Dược Thương Lãng. Tập đoàn Thương Lãng bây giờ đã tiến vào thời kỳ phát triển tuần hoàn, làm như thế nào để tập đoàn trở thành tập đoàn trăm năm cũng là vấn đề Trường Xuyên luôn cân nhắc. Làm như thế nào duy trì phát triển liên tục, mặc dù gặp phải sóng gió cũng không vì thế mà sụp đổ, có thể sống qua giai đoạn khó khăn, nghênh đón cơ hội phát triển chính là điều Trường Xuyên hy vọng Thương Lãng có thể làm được. So với Trường Xuyên cầu sáng tạo trong ổn định thì công ty đầu tư mạo hiểm của Vân Hải lại rất tích cực. Hai năm qua không ngừng tìm kiếm cơ hội đầu tư của lĩnh vực công nghệ thông tin, ví dụ như đầu tư vào một trang web, biến trang web này trở thành khổng lồ qua đó mang lại lợi nhuận rất lớn. Quốc Đống, có đôi khi em suy nghĩ nếu anh không đi làm chính trị mà đi kinh doanh, mở công ty thì có phải là sẽ có thành tựu huy hoàng hơn Trường Xuyên và Vân Hải không? Lưu Nhược Đồng nằm sát bên Triệu Quốc Đống, thời tiết u ám, lạnh ở phía Nam làm cô có chút không quen, mà điều hòa lại làm người ta hơi mệt mỏi. Sao em đột nhiên lại nghĩ tới vấn đề này? Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Ừ, đột nhiên có cảm giác thôi. Theo em đoán nếu Trường Xuyên không phải cố giảm sự chú ý thì chỉ sợ nằm trong top đầu bảng hồ nhuận rồi. Dù là Đức Sơn nếu không phải tài sản của chú ấy biến thành tác phẩm nghệ thuật, đất và nhà ở nước ngoài thì có phải cũng thuộc nhóm đầu không?
Vân Hải theo mảng đầu tư mạo hiểm là công việc của chú ấy, em cảm thấy bọn họ đều đi theo con đường của mình, rất tự do tự tại. Nhất là Đức Sơn, em khá phục chú ấy, chơi đến mức này đúng là không mấy người so được. Lưu Nhược Đồng hé miệng cười. Nhưng em thấy anh rất mệt, nhất là một năm qua em thấy tâm trạng của anh không quá tốt cho nên. Ồ, em thấy như vậy sao? Anh nói với em, không ai có thể dễ dàng thành công. Sau lưng Trường Xuyên và Vân Hải cũng có rất nhiều đêm không ngủ, suy nghĩ kiệt lực vì công việc, chẳng qua bọn nó chủ yếu để lộ vẻ vinh quang nhiều hơn mà thôi. Triệu Quốc Đống lắc đầu. Đơn giản mà nói em chỉ nghe Vân Hải kiếm được lãi từ các khoản đầu tư, không biết hắn mất bao học phí, mất bao khoản tiền rồi. Đầu tư mạo hiểm là như vậy, đâu có đơn giản chứ. Về phần anh có thể làm tốt như Trường Xuyên, Vân Hải hay không thì anh chỉ có thể nói thật là mình không biết. Có lẽ giai đoạn đầu anh bỏ sức không ít, nhưng đó là bước đầu, ánh mắt và sức phán đoán của anh hơn bọn nó một chút, nhưng khi công ty phát triển tới quy mô nhất định thì cần chính là sức chấp hành và khai thác, không ai có thể nói rõ được trước. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Anh cũng nghĩ mình nếu không theo chính trị thì có lẽ tất cả đã khác. Nhưng anh nếu có lựa chọn này thì sẽ không hề hối hận đi tới. Hơn nữa anh thấy dù mệt mỏi, dù uất ức, dù thống khổ nhưng nó có ý nghĩa, đáng giá, vậy là đủ. Ừ, anh nói như vậy thì em yên tâm rồi. Lưu Nhược Đồng thở phào nhẹ nhõm. Em lo anh bây giờ chịu áp lực công việc quá lớn sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Triệu Quốc Đống có chút ấm áp, vỗ vỗ mái tóc vợ. Anh không yếu ớt như vậy đâu. Tình hình trong tỉnh bây giờ không quá tốt. Hai sự việc trước đây làm Trung ương không hài lòng với tỉnh, Lão Lăng và anh đều có áp lực rất lớn. Nói ra cũng buồn cười, trước anh và hắn dù như thế nào cũng không ăn ý, nhưng bây giờ không thể không tiến hành thương lượng trong nhiều việc, tìm điểm giống nhau mà thúc đẩy. Áp lực bên ngoài làm hai người bọn anh trở nên mật thiết hơn đôi chút, nghĩ tới cũng thấy có chút khó tin. Quốc Đống, anh bây giờ là chủ tịch tỉnh, phát triển kinh tế sợ là không thể thả lỏng. Căn cứ tin tình báo nước ngoài thì thị trường tài chính Mỹ sẽ liên tục chấn động, tình hình sẽ càng lúc càng xấu hơn, có thể kéo dài ảnh hưởng tới ngành sản xuất. Một vài hệ thống đoán rằng kinh tế Mỹ năm nay sẽ suy thoái, nhất là thị trường tín dụng của bọn họ sợ là sẽ nổ tung, như vậy sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế thế giới. Trung Quốc cũng sẽ bị liên lụy rất lớn, nhất là các ngành xuất khẩu, điểm này anh sợ là phải chuẩn bị tư tưởng trước mới được. Lưu Nhược Đồng nói chuyện này thì hơi hạ giọng, khá thận trọng. Triệu Quốc Đống mơ hồ có thể đoán được lời cô nói là gì, thu thập tình báo cho đến bây giờ sẽ không là một phía, phương diện kinh tế cũng là một mặt, không biết Lưu Nhược Đồng từ đâu đạt được tin này mặc dù là rất thô nhưng cũng là tin tình báo chính xác. Triệu Quốc Đống khẽ gật đầu, chức chủ tịch tỉnh này không dễ làm. Lưu Nhược Đồng nhắc thì hắn cũng mơ hồ biết một chút, thực ra không chỉ là cô mà kể cả mấy người Dương Kính Quang, Trương Hoành Vĩ, Trung Dược Quân cũng hàm xúc đưa ra ý kiến của bọn họ. Bọn họ cho rằng ở tình hình hiện nay trọng tâm của chính quyền vẫn là phát triển kinh tế, vấn đề dân sinh có cần cân nhắc không? Đương nhiên là có, nhưng khi kinh tế an nguyên phát triển khá chậm, phát triển không cân bằng thì vẫn phải đẩy mạnh phát triển kinh tế. Triệu Quốc Đống cũng ý thức được điểm này nhưng hắn cho rằng cần phải có lựa chọn khoa học hợp lý để làm việc này. Quyển 20, chương 38. Cũng không phải nói Dương Kính Quang, Trương Hoành Vĩ cùng Trung Dược Quân không thấy tính mẫn cảm, quan trọng của vấn đề dân sinh. Nhưng là quan chức chính quyền, Trung ương khảo sát thành tích của quan chức vẫn tập trung nhiều ở số liệu kinh tế, bây giờ mặc dù có biến hóa nhưng còn chưa rõ ràng, còn cần một quá trình. Theo rất nhiều người thì vấn đề dân sinh khá hư vô và lý thuyết hóa, khó có thể dùng số liệu cụ thể mà phán đoán, điều này khiến cho cán bộ thiếu hứng thú. Có lẽ nhìn từ góc độ khác thì cán bộ lãnh đạo như vậy sẽ mất tôn chỉ quan nhất định, hình thành ý thức suy nghĩ duy ý chí, nhưng theo Triệu Quốc Đống thấy việc này không thể hoàn toàn trách cán bộ lãnh đạo. Nó là do vấn đề cơ chế khảo sát khiến cán bộ lãnh đạo không thể không theo đuổi lợi ích thực tế. Người khác cũng cho rằng như vậy, mình có nên theo nước xuôi thuyền không? Triệu Quốc Đống cũng từng suy nghĩ như vậy. Không thể nói quan điểm của bọn họ sai lầm, ví dụ như Trương Hoành Vĩ là lão luyện trong lĩnh vực kinh tế càng hiểu rõ được và mất trong đó. Đối phương đưa ra ý kiến với mình cũng là một loại tín nhiệm, nó cũng khiến Triệu Quốc Đống thấy áp lực rất lớn. Nếu ngay cả trong vòng tròn của mình mà còn không thống nhất được quan điểm thì không thể nào tạo thành sức mạnh chung, sẽ tạo thành tâm trạng mâu thuẫn, miễn cưỡng làm việc, hiệu quả sẽ giảm mạnh. Đương nhiên Triệu Quốc Đống cũng không cho rằng không có cơ hội thay đổi. Mấy người kia nói ra suy nghĩ của họ cũng không phải không có đạo lý và căn cứ.
Triệu Quốc Đống thật ra cảm thấy khi giải quyết quan điểm khác nhau, thích hợp điều chỉnh sách lược là bước đi đầu tiên và quan trọng nhất trong công việc trong năm tới của hắn. Đầu năm Triệu Quốc Đống rất bận nhưng không đại biểu hắn sẽ quên đi nhiều thứ. Vưu Liên Hương để tóc buông xõa sau đầu làm cô trông trẻ hơn vài tuổi, người hơn 40 tuổi mà chăm sóc khá tốt, ít nhất đứng bên cô em gái trẻ hơn vài tuổi cũng không chênh nhau là mấy. Vưu Liên Hương không để cán bộ Đường Giang khác đi cùng, chỉ bảo Vưu Huệ Hương cùng mình đến chỗ Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc, chẳng qua hắn nghĩ thấy cũng đúng, có vài đề tài nếu kéo người khác thêm sẽ không tiện mở miệng. Có thêm Vưu Huệ Hương thì Vưu Liên Hương sẽ tiện nói chuyện hơn. Nhân lúc Vưu Huệ Hương vào toilet, Triệu Quốc Đống cười nói. Sao, Huệ Hương tỷ cũng muốn điều chỉnh. Cái này tôi không biết, cậu hỏi nó đi. Vưu Liên Hương nhẹ nhàng nói. Có tin là tỉnh ủy chuẩn bị điều chỉnh một loạt cán bộ. Tôi đã hỏi Vi Sùng Thái cùng Chu Ích Minh, Tề Hoa đi, tôi lại không có qua lại gì với Trần Anh Lộc, chỉ có thể thông qua hai người Vi, Chu để tìm hiểu. Bọn họ mặc dù nói khá mơ hồ về tình hình nhưng tôi vẫn có thể nghe ra một chút. Ha ha, Vưu tỷ, chị đến chỗ tôi như thế này rõ ràng chính là đưa ra thông điệp cuối cùng. Triệu Quốc Đống nở nụ cười trêu chọc. Tôi không phải trưởng ban tổ chức cán bộ, cũng không phụ trách vấn đề nhân sự. Chị phải đi gặp Bạch Nhất Minh hoặc Trần Anh Lộc mới đúng. Được rồi Quốc Đống, đừng nói mấy câu như vậy trước mặt tôi. Tình hình trong tỉnh tôi biết rõ, tôi sẽ tới chỗ Trần Anh Lộc và Bạch Nhất Minh, hơn nữa đến một cách quang minh chính đại. Biểu hiện hai năm qua của Đường Giang rất rõ ràng, công của Liễu Tử Kiến không thể không có. Kim Đại Giang mãi không lên tiếng, hắn là bí thư thị ủy, tôi không tiện nói hắn. Nhưng tôi nghĩ mình là phó bí thư thị ủy, thị trưởng Đường Giang thì có quyền đề cử cán bộ xuất sắc với ban tổ chức cán bộ cấp trên. Vưu Liên Hương hừ một tiếng. Đây là quyền lợi của mỗi đảng viên. Mâu thuẫn giữa Vưu Liên Hương và Kim Đại Giang càng lúc càng kịch liệt. Kim Đại Giang bây giờ đang tìm mọi cách để làm thêm khóa nữa, tuổi của hắn khiến hắn gặp tình cảnh xấu hổ, muốn tiến thêm một bước thì thiếu một chút, để hắn vào Đại hội đại biểu nhân dân thị xã Đường Giang thì hắn lại không cam lòng, hơn nữa theo tục lệ thì với độ tuổi này của hắn cũng có cơ hội lên tỉnh quá độ. Ở tình huống này Kim Đại Giang không có tâm tư suy nghĩ việc khác, càng đừng nói là giúp người khác tiến bộ. Ừ, tôi biết biểu hiện của Liễu Tử Kiến khá tốt, hai năm nay Đường Giang cũng có nhiều điểm sáng. Không nói cái khác, số liệu đã chứng minh tất cả. Thu nhập bình quân, thu nhập của dân chúng đô thị Đường Giang đã thay đổi rất rõ. Tôi đã chuyên môn xem thì thấy chính quyền Đường Giang đã làm nhiều việc giải quyết công ăn việc làm cho công nhân mất việc, chẳng những số vụ kiện cáo lên tỉnh giảm nhiều, hơn nữa cũng thật sự giải quyết rất nhiều vấn đề cho công nhân mất việc của các công ty phá sản, điểm này tỉnh ủy, ủy ban tỉnh đều thấy rõ. Tôi tin tỉnh ủy khi cân nhắc vấn đề sẽ kết hợp tình hình thực tế của Đường Giang. Triệu Quốc Đống nói mấy câu làm Vưu Liên Hương có chút bất mãn, chẳng qua Triệu Quốc Đống không thể không làm như vậy. Hai hôm trước Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống cùng đi chúc Tết mấy cán bộ về hưu, các đồng chí chiến sĩ, hai người ở trên xe vô tình nói đến vì vụ án thâm ô của Hoàng Trì Trung mà dẫn phát vấn đề, tỉnh ủy phải tiến hành điều chỉnh cán bộ ở nhiều nơi. Hai người đều nhất trí cho rằng hội nghị thường vụ tỉnh ủy đầu tiên sau Tết sẽ nghiên cứu việc này, thậm chí cần giải quyết trước Tết. Chẳng qua thời gian tới gần không còn kịp, chẳng qua đã bố trí ban tổ chức cán bộ tiến hành công tác chuẩn bị, cố gắng trong một tháng sau Tết sẽ xác định xong, tránh ảnh hưởng đến công việc sang năm. Đợt sóng điều chỉnh nhân sự lần này chủ yếu tập trung ở cán bộ cấp sở, Trần Anh Lộc lên làm trưởng ban tổ chức cán bộ đã gặp việc lớn như vậy, làm thế nào để làm tốt, nhất là Bạch Nhất Minh cũng vừa tới, làm như thế nào để mọi người hài lòng cũng là thử thách bản lĩnh của y. Đương nhiên làm mọi người đều hài lòng thực tế là không ai hài lòng, cho nên điều này là không thể nhưng đúng là đã có nhiều người cùng hành động, bắt đầu lẫn nhau truyền tin, trao đổi ý kiến, cũng bắt đầu tiến hành liên lạc. Vưu Liên Hương lần này tới cũng là vì việc này. Chẳng qua Vưu Liên Hương không phải đến vì mình mà đến vì cấp phó Liễu Tử Kiến. Mặc dù Triệu Quốc Đống và Lăng Chính Dược cũng có giao tiếp qua ở vấn đề này nhưng đều là thuận tiện thảo luận, không tập trung vào vấn đề cụ thể nào, cũng không đưa ra ý kiến mang tính chỉ đạo. Quan điểm của hai người cũng có chút sai khác, đương nhiên Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy Lăng Chính Dược có quan điểm là lần điều chỉnh này phải có lợi cho phát triển kinh tế, cái này khá nhất trí với Trần Anh Lộc, có lẽ hai người kia đã trao đổi với nhau. Liễu Tử Kiến có năng lực khá tốt, đã giúp Vưu Liên Hương không ít. Vì thế Vưu Liên Hương mới cố hết sức đề cử Vưu Liên Hương. Triệu Quốc Đống cũng không nghĩ nó có vấn đề gì. Chủ yếu là vị trí của hắn bây giờ không tiện đưa ý kiến cho từng chức vụ cụ thể,
nếu nhất định phải làm thì có thể chọn cơ hội, ngẫu nhiên, trao đổi ý kiến với Bạch Nhất Minh hoặc là Trần Anh Lộc. Quốc Đống, cậu nói thật với tôi xem Liễu Tử Kiến có cơ hội không? Vưu Liên Hương không quá hài lòng với cách nói của Triệu Quốc Đống nên hỏi thẳng. Triệu Quốc Đống cười khổ, câu này không dễ trả lời, nếu mình thực sự đi nói giúp Liễu Tử Kiến với Trần Anh Lộc, Bạch Nhất Minh có lẽ không vấn đề gì, hoặc mình nhắc ra trong hội nghị thường ủy cũng không vấn đề gì, nhưng chuyện nhỏ mà làm lớn như vậy đúng là không thích hợp. Tôi nói nếu không thể thì chị nhất định cảm thấy tôi thay đổi, quá giả dối. Nhưng đợt điều chỉnh này rất lớn, tôi có suy nghĩ của mình, Bí Thư Lăng có suy nghĩ của mình, mà còn liên quan đến ý kiến của Lão Bạch, Trần Anh Lộc. Tôi không muốn hứa gì với chị nhưng nếu cứ muốn tôi nói thì tôi cảm thấy khả năng chị điều chỉnh không chừng lớn hơn một chút. Vưu Liên Hương và Vưu Huệ Hương vừa vào đều giật mình vì câu này. Chẳng qua Vưu Liên Hương rất nhanh chấn định, cô trầm giọng nói. Kim Đại Giang sẽ đi. Các khả năng đều tồn tại. Trần Anh Lộc có ấn tượng tốt đối với chị, Bạch Nhất Minh cũng biết danh tiếng của chị, đây là ưu thế của chị. Mặc kệ Kim Đại Giang có đi hay không thì tôi thấy chị nên suy nghĩ cho mình. Triệu Quốc Đống cười nói. Tôi không phải nói chị chạy quanh nhưng cũng nên thể hiện quan điểm của mình với lãnh đạo cũng không phải không được, đương nhiên tôi nói chính là ở cơ hội thích hợp. Vưu Liên Hương nhíu mày, cô cảm thấy hôm nay gọi Vưu Huệ Hương đi cùng là hơi thất sách, có một số việc dù là chị em ruột cũng không thích hợp, Triệu Quốc Đống không tiện nói quá rõ. Năng lực của cô ở phương diện này sao lại trở nên chậm chạp như vậy? Quyển 20, chương 39. Vưu Huệ Hương nhìn chị mình và Triệu Quốc Đống nói chuyện với nhau. Cô cầm tờ báo để che đi trái tim đang dao động của mình. Cô không bao giờ so sánh mình với chị gái, trên thực tế cô cũng không thể so sánh. Nhưng nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy, dù là trong lòng ai cũng xuất hiện vài suy nghĩ. Rất hiển nhiên Triệu Quốc Đống đang ủng hộ chị cô đi tranh thủ một chút, bây giờ Vưu Liên Hương đã là thị trưởng Đường Giang. Nếu tra thủ thêm thì hoặc là đến một sở ban ngành nào đó làm người đứng đầu hoặc là tranh thủ chức bí thư thị ủy một thị xã nào đó, đúng là làm cô rất hâm mộ. Cô vốn rất do dự có nên đến chỗ Triệu Quốc Đống không? Sau khi Triệu Quốc Đống về An Nguyên nhận chức, cô cũng không chuyên môn đến gặp Triệu Quốc Đống. Theo cô thấy nếu có cơ duyên thì cô có thể giới thiệu một chút tình huống với hắn, nhưng nếu muốn cô chuyên môn tìm Triệu Quốc Đống, như vậy có vẻ giống như chạy quan, cô không thích hành vi như vậy nên chấp nhận chờ đợi. Khi Vưu Liên Hương nói việc đến chỗ Triệu Quốc Đống rồi gọi cả cô mới đồng ý. Dù sao đến một chuyến, báo cáo công việc, trao đổi cảm nhận công việc của mình cũng là chuyện tốt. Thái độ khá tùy ý của Triệu Quốc Đống làm Vưu Huệ Hương dần bình tâm lại. Huệ Hương tỷ, năm nay Giang Khẩu có gì làm người ta thấy mới mẻ không? Triệu Quốc Đống nhạy cảm chú ý thấy một chút biến hóa nên kéo đề tài sang bên Giang Khẩu. Ừ, cũng có chút sự tính, huyện ủy. Ủy ban đưa ra khẩu hiệu huyện tươi đẹp. Đường quốc lộ cấp 1 từ Giang Khẩu đến huyện Mai cuối tháng 2 sẽ hoàn thành, đến lúc ấy khoảng cách từ Hồ Thanh Ngõa đến huyện Giang Khẩu sẽ rút hơn phân nửa, mà Hồ Thanh Ngõa được coi là hậu hoa viên của thành phố An Đô, là lá phổi xanh của thành phố. Nơi này được huyện ủy ban huyện xác định là nơi trọng điểm xây dựng cơ sở vật chất, đường quốc lộ cấp 2 đến Hồ Thanh Ngõa cũng đang được xác định, sẽ hoàn thành trước Quốc Khánh năm nay. Lúc khánh thành sẽ tiến hành cuộc thi xe đạp quốc tế tại đây. Hiện có nhiều công ty bất động sản lớn đang tiến vào, huyện ủy ban quyết tâm biến nơi này thành hậu hoa viên và khu du lịch nổi tiếng của An Đô, cung cấp một khu nghỉ dưỡng tốt đẹp cho người dân thành phố An Đô vào cuối tuần. Đây cũng là công trình quan trọng nhất hiện nay của Giang Khẩu. Nói đến công việc của Giang Khẩu, Vưu Huệ Hương khá tự tin, cô làm chủ tịch Giang Khẩu không lâu, không ngắn, coi như tiến vào trạng thái. Thẩm Đình Chiêu coi như là một bí thư huyện ủy khá rộng lượng, không can thiệp nhiều vào công việc bên chính quyền, chỉ cần chuyện được huyện ủy nghiên cứu quyết định đều sẽ ủng hộ ủy ban huyện tiến hành chứng thực, điều này làm Vưu Liên Hương có sân khấu biểu diễn. Khu nghỉ dưỡng sinh thái Hồ Thanh Ngõa chính là do một người bạn của cô ở Viện Khoa học Xã hội tỉnh lúc đến Giang Khẩu điều tra đã nói ra, Vưu Huệ Hương cảm thấy quan điểm này rất có giá trị nên nói ra, cũng được bí thư huyện ủy ủng hộ, cuối cùng hình thành nghị quyết trong huyện. Quyết tâm lợi dụng hệ sinh thái tốt đẹp và mặt nước khổng lồ của Hồ Thanh Ngõa để xây dựng Giang Khẩu thành huyện sinh thái. Mà bên huyện Mai cũng có hứng thú với quan điểm này của Giang Khẩu, cũng đưa ra ý tưởng cùng xây dựng hành lang sinh thái Hồ Thanh Ngõa với Giang Khẩu, đây coi như là một công trình điểm sáng của khu vực phía Nam An Đô. Ồ, không ngờ Giang Khẩu có tư tưởng như vậy, nghe khẩu hiệu tuyên truyền là tôi muốn tới xem lại rồi. Ha ha, xem ra ý định của Giang Khẩu khác với các nơi khác.
Triệu Quốc Đống có chút hứng thú nói. An Đô đưa khẩu hiệu tái hiện huy hoàng, các quận, huyện bên dưới đều đưa ra quy hoạch. Thực lực kinh tế của Giang Khẩu không thể so sánh với các quận, trong các huyện cũng không quá bắt mắt. Có chênh lệch không nhỏ với các huyện như Hoa Dương, Lộc Sơn, mấy năm qua cũng từng nếm thử thông qua phát triển công nghiệp để thực hiện nhảy vọt, cũng đạt một ít thành tích nhưng tổng thể mà nói vẫn còn ở nhóm chung của toàn thành phố, trong mặc dù lãnh đạo thành phố thì vẫn là khu vực huyện đồi núi, mạnh về sản xuất công nghiệp. Chủ tịch Quốc Đống, Giang Khẩu có vị trí đúng là không quá bắt mắt ở toàn thành phố, GDP nằm ở vị trí thứ 13, 14 trong toàn bộ 16 quận, huyện. Không thể nói huyện ủy, ủy ban Giang Khẩu không cố gắng nhưng Bí Thư Thẩm và tôi cũng lo lắng làm như thế nào để phát triển phù hợp với quan điểm phát triển liên tục mà Trung ương đưa ra. Mấy năm trước Giang Khẩu vì phát triển kinh tế nên đẩy mạnh một ít công ty công nghiệp, kết quả dòng nước Ninh Giang ô nhiễm, ảnh hưởng lớn đến nguồn nước của cả thành phố An Đô. Thị ủy, ủy ban thành phố cũng hỏi trách nhiệm của huyện ủy ban Giang Khẩu. Vưu Huệ Hương biết đây là cơ hội hiếm có nên cô không ngừng nói ra quan điểm, suy nghĩ của mình. Trên thực tế trước khi tới đây cô cũng cẩn thận suy nghĩ những bài phát biểu của Triệu Quốc Đống trong nhiều hội nghị, cũng học tập quan điểm phát triển kinh tế của Triệu Quốc Đống. Cô phát hiện quan điểm phát triển của Triệu Quốc Đống có điểm khác so với Lăng Chính Dược, lãnh đạo chủ yếu của An Đô, nhưng lại rất phù hợp với Giang Khẩu, một nơi đầu nguồn nước của An Đô, phát triển công nghiệp sẽ bị hạn chế không ít. Đúng là nguyên nhân này nên cô rất cẩn thận nói hy vọng càng làm hắn có ấn tượng sâu hơn về cô. Dù sao Triệu Quốc Đống đã không phải bí thư thị ủy Ninh Lăng trước đây, hắn cần chú ý càng nhiều việc hơn. Mà cán bộ cùng tiến thối với hắn ở Ninh Lăng chính là quần thể hắn cân nhắc đầu tiên, giống như chị gái cô vậy. Những cán bộ như cô nếu muốn được hắn tôn trọng, thậm chí vào vòng tròn của hắn thì nhất định phải đưa ra thứ gì đó. Chính xác mà nói Phùng Đông Hoa cũng bị ảnh hưởng ở vấn đề này nên mới ngồi mãi ở vị trí bí thư huyện ủy Giang Khẩu mà không động. Sau khi huyện ủy, ủy ban Giang Khẩu nghĩ hết cách để đóng cửa tất cả công ty gây ô nhiễm môi trường thì xiềng xích trên đầu huyện ủy, ủy ban chúng tôi mới coi như buông ra. Vưu Huệ Hương từ tốn nói, nó khác so với biểu hiện trước đây của cô làm Vưu Liên Hương có chút ngạc nhiên nhìn em gái mình. Nhưng Giang Khẩu lại muốn phát triển thì nên làm như thế nào? Khu khai phát quận Bích Chỉ phía Tây Bắc vẫn là trung tâm sản xuất ô tô và công nghiệp cơ sở, chúng tôi vẫn kiên định phát triển ngành cơ giới chế tạo, thiết bị điện tử, nhưng còn khu vực phía Đông thì sao bây giờ? Mặt Vưu Huệ Hương thoáng ửng hồng. Huyện ủy, ủy ban đã nghiêm túc nghiên cứu, cảm thấy cần phải có quy hoạch phù hợp tình hình thực tế của huyện, cho nên muốn phát triển du lịch, hơn nữa lấy ngành du lịch thúc đẩy ngành bất động sản. Lấy mục tiêu xây dựng hậu hoa viên, khu nghỉ dưỡng của thành phố An Đô mà hoàn thiện xây dựng cơ sở vật chất, cùng lúc muốn khoa học khai thác các khu vực xung quanh Hồ Thanh Ngõa như núi Thanh Loa, Thanh Diệp Lĩnh, làm cho ngành du lịch và bất động sản trở thành động lực phát triển kinh tế của Giang Khẩu. Triệu Quốc Đống có chút hứng thú với những gì Vưu Huệ Hương giới thiệu. Huyện Giang Khẩu có thể nhảy khỏi khuôn mẫu phát triển kinh tế cũ, không bấu víu vào sản xuất công nghiệp mà tập trung chính vào du lịch, bất động sản, lợi dụng các khu vực sinh thái để tạo khu nghỉ dưỡng, tổ chức các cuộc thi săn bắn, có thể nói rất có sáng tạo, đầu óc rất tỉnh táo. Nếu như Giang Khẩu thật sự làm được như vậy thì đó chính là hạnh phúc của dân chúng An Đô. Triệu Quốc Đống không quá thích người đợt Tết đến nhà như thế này, nhưng hắn không thể nào chặn hoàn toàn truyền thống này, cho nên hắn thậm chí rất hy vọng vẫn đi làm việc để tránh khỏi phiền phức không cần thiết. Đương nhiên đây chỉ là người mà hắn không hy vọng gặp, còn đối với một số người thuộc vòng tròn của mình thì thậm chí có người hắn còn chủ động hẹn đối phương. Lôi Hướng Đông về An Đô, Trịnh Kiện cũng ở An Đô, bọn anh định tụ tập một chút. Sau khi anh về An Nguyên vẫn không ngồi với bọn họ mấy, Nhược Đồng, em có hứng thú đi không, vào sáng mai. Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ. Lát nữa anh cũng sẽ đi ăn với mấy người quen cũ như Vương Phủ Mỹ, Tương Uẩn Hoa, Mục Cương, mượn cơ hội này giao tiếp với bọn họ. Vương Phủ Mỹ bây giờ phó trưởng phòng công tác pháp chế, Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh. Đây là chức vụ mà tỉnh vừa an bài cho hắn sau trò hề giữa hắn và La Băng, coi hư chiếu cố việc hắn đã ly hôn nhưng cũng biến tướng tuyên tử hình cho tiền đồ chính trị của hắn, chỉ có thể ở lại vị trí này tới khi rút lui. Tương Uẩn Hoa vẫn làm phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh, chẳng qua có lẽ làm chưa hết khóa là hắn sẽ về hưu, tuổi tới. Tương Uẩn Hoa bây giờ rất vui vẻ, câu cá, chơi đồ cổ gần như chiếm hầu hết tinh lực của y. Mục Cương bây giờ làm trưởng ban hoàn cảnh, tài nguyên. Ủy viên Đảng ủy Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh, là đồng nghiệp với Tương Uẩn Hoa cũng được Tương Uẩn Hoa mời vào hội câu cá. Quyển 20, chương 40.
anh không định đi thăm Lưu Triệu Quốc sao? Lưu Nhược Đồng nói làm người Triệu Quốc đống cứng lại. Đây là vấn đề khó khăn không thể né tránh, Lưu Triệu Quốc đã được Ủy ban Kỷ luật Trung ương tạm thời thả ra nhưng có rất nhiều vấn đề còn cần tiến hành thẩm tra tiếp. Có một điểm không thể nghi ngờ chính là hành vi của hắn có vài điểm vi phạm pháp luật, về phần có truy cứu trách nhiệm hình sự hay không thì cần bên Viện Kiểm sát tiến hành điều tra. Chẳng qua hiện nay Lưu Triệu Quốc đang bị giam lỏng, mặc dù về nhà nhưng hành động bị hạn chế nhưng vẫn có thể liên lạc với bên ngoài. Sau hơn 2 tháng điều tra, vụ án của đám người Hoàng Trì Trung, Chu Hoành Vĩ, Phú Chiết đã chuyển sang giai đoạn tư pháp, điều tra của Ủy ban Kỷ luật Trung ương về cơ bản đã xong, tỉnh cũng rất quyết đoán khai trừ đảng của đám người này rồi giao cho bên tư pháp xử lý. Mà vấn đề Lưu Triệu Quốc mặc dù liên cưu quan nhiều nhưng bây giờ vẫn ở trạng thái mơ hồ. Ví dụ như liên quan đến vấn đề quốc tế Bình Quả bị phản ánh mãnh liệt nhất, bởi vì chuyện từ lâu, quốc tế Bình Quả qua tay rất nhiều người, nhiều nhân viên liên quan vụ án đều không thể tìm được. Giám đốc quốc tế Bình Quả lúc đó là Khanh Liệt Bưu mặc dù bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương điều tra nhưng lại bị đùn đẩy hết. Về phần quan hệ với Lưu Triệu Quốc cũng chỉ có thể nói là ở mức độ vừa phải, ngồi ăn uống với nhau chứ chưa tra ra được qua lại về kinh tế. Về phần nói Lưu Triệu Quốc về sau giúp công ty bất động sản Cửu Đỉnh của Khanh Liệt Bưu mở thị trường, vay vốn ngân hàng thì càng khó có thể coi đây là phạm pháp. Lưu Triệu Quốc làm bên cơ quan công an nhiều năm như vậy đương nhiên biết cách lau vài thứ, điểm giới hạn nào cần tránh, làm như thế nào đi qua khe hở của pháp luật, làm như thế nào bảo vệ mình. Đương nhiên lần này Ủy ban Kỷ luật Trung ương điều tra rất cẩn thận, kể cả một số vụ việc mà bất động sản Cửu Đỉnh bị tình nghi dùng bạo lực giải phóng mặt bằng cũng được tra xét, Viện Kiểm sát cũng tham gia điều tra cùng. Trong đó có mấy tên đương sự bị bắt nhưng lại nhận hết trách nhiệm về mình, Khanh Liệt Bưu càng nói đây đều là do nhân viên của mình tự chủ trương, hắn hoàn toàn không biết. Có đàn em nhận tội, Khanh Liệt Bưu đã dễ dàng thoát thân. Về phần Lưu Triệu Quốc thì hắn càng nói các công việc này cần phải hỏi lãnh đạo cơ quan công an quận, huyện hoặc lãnh đạo phụ trách quản lý để đẩy tội. Làm Lưu Triệu Quốc khó thoát thân nhất hiện nay là vấn đề trụ sở huấn luyện của Cục Công an thành phố. Bất động sản Cửu Đỉnh cùng Cục Công an thành phố liên hợp xây dựng, trong đó liên quan rất nhiều vấn đề nhưng cũng may vấn đề xảy ra khi việc liên hợp khai thác vừa bắt đầu, chưa chính thức tiến hành, nếu không vấn đề này có thể khiến Lưu Triệu Quốc chết không có chỗ chôn. Đương nhiên làm Lưu Triệu Quốc buồn bã xuống ngựa vẫn có nhiều, ví dụ như vấn đề với Hứa Á Phỉ cũng là một trong số đó. Trong đợt điều tra của Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng đã điều tra việc Lưu Triệu Quốc lợi dụng chức vụ để giúp Hứa Á Phỉ nhận không ít mối cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình. Nhưng Hứa Á Phỉ này lại thừa nhận Lưu Triệu Quốc có từng làm trung gian giới thiệu mình bán vật liệu xây dựng cho vài hạng mục cũng thừa nhận quan hệ tình thân với Lưu Triệu Quốc, nhưng ả kiên quyết phủ nhận mình có qua lại tiền tài gì với Lưu Triệu Quốc. Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng không truy cứu quá mức ở vấn đề này, dù sao đây là việc quá nhỏ. Một cán bộ cấp giám đốc sở giới thiệu công ty cung cấp vật liệu xây dựng cho vài hạng mục, dù là giao công trình cho tình nhân của mình làm cũng là hay gặp. Mà trong điều tra cũng đúng là không phát hiện Lưu Triệu Quốc và Hứa Á Phỉ ngoài việc có tặng quà nhau ra thì còn có qua lại tiền tài gì lớn, hoặc là sớm có chuẩn bị ở phương diện này, ẩn giấu quá tốt cho nên ngoài vấn đề đạo đức ra thì cái khác vẫn còn khó nói. Vấn đề còn lại chính là lai lịch tài sản không rõ ràng. Sau điều tra thì vấn đề tài sản của Lưu Triệu Quốc có chút vấn đề, ngoài thu nhập hợp pháp ra thì còn có gần 1 triệu không thể nói rõ nguồn gốc. Đối với vấn đề này Lưu Triệu Quốc giải thích là tiền đưa tặng hàng năm, tiền phong bì tích lũy lại. Việc này Ủy ban Kỷ luật Trung ương vẫn có tranh luận, cho nên ở vấn đề này chủ yếu là cái nhìn của cấp trên với Lưu Triệu Quốc. Chuyện của Lưu Triệu Quốc rất có thể duy trì cục diện không quyết này. Vấn đề của hắn nếu như không có gì mới hoặc là cục diện chính trị có biến hóa thì có thể 1,5 năm sau mới có kết luận, thậm chí 3-4 năm sau cũng không có kết quả, phải dựa vào tình hình thực tế mà quyết định. Đây có thể nói là nhu cầu chính trị, cũng có thể nói là điển hình cho việc hệ thống pháp luật cần hoàn thiện. Ở tình huống này Triệu Quốc Đống có đi thăm Lưu Triệu Quốc hay không có lẽ liên quan đến phương hướng. Triệu Quốc Đống có chút rối rắm nhưng khi hắn quyết định muốn tìm cơ hội gặp mặt nói chuyện với Lưu Triệu Quốc, Lưu Triệu Quốc lại kiên quyết phản đối. Triệu Quốc Đống cũng không kiên trì. Có vài thứ đã mất là không trở lại. Đương nhiên Triệu Quốc Đống không thể đi nhưng có người có thể. Lam Đại chính là nhân vật như vậy. Sau khi Lưu Triệu Quốc ra, Lam Đại đã đến 2 lần, về đều kể chuyện với Triệu Quốc Đống. Lưu Triệu Quốc vẫn ăn ngủ được, quan hệ với Tôn Tỷ như hòa hợp hơn nhiều. Chẳng qua ả phụ nữ Hứa Á Phỉ kia vẫn có qua lại, về phần khác thì cô ở đấy khá lâu cũng không nhìn ra. Nhưng Lưu Triệu Quốc đúng là không hay ra ngoài. Triệu Quốc Đống biết mình sớm muộn cũng cần gặp Lưu Triệu Quốc,
hắn không muốn vì chuyện này lưu lại bóng ma và nuối tiếc trong lòng mình. Dù Lưu Triệu Quốc có thái độ, dù cảm tưởng như thế nào, hoặc có thị trưởng gì thì hắn vẫn không thể thay đổi, nhưng Triệu Quốc Đống muốn làm việc mình nên làm. Nhất Minh, sau Tết anh có an bài gì? Ngồi trên bờ phơi nắng, vẻ mặt Triệu Quốc Đống khá tốt. Hắn vốn định hẹn Bạch Nhất Minh đi đánh tennis hoặc là đi leo núi, đi bơi một chút nhưng Bạch Nhất Minh không thích vận động mấy. Cũng khó trách, Bạch Nhất Minh trông hơi gầy, không cần suốt ngày duy trì tập luyện như Triệu Quốc Đống. Định dành 1-2 tuần chạy quanh, mau chóng quen thuộc tình hình. Thực ra trước Tết tôi đã đến 1-2 thị xã, tìm hiểu một chút tình hình. Là Miên Châu, Hoài Khánh, còn có Đường Giang. Bạch Nhất Minh híp mắt như đang nhớ lại. Cảm thấy thế nào, có gì khác so với bên tỉnh Tương? Sao, nhanh như vậy đã muốn nghe khen ngợi, nịnh nọt. Bạch Nhất Minh vỗ vỗ tay ngồi thẳng lên. Ba thị xã này mặc dù tôi chỉ đi qua xem một chút nhưng cũng có chút cảm nhận. Miên Châu có hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê, nếu được xây dựng xong và phát huy tác dụng như mong muốn thì tôi cảm thấy có tương lai rất khả quan. Ừ, cũng sẽ không kém kỳ tích Ninh Lăng mà cậu sáng tạo bao nhiêu. Miên Châu thiếu chính là một cơ hội bộc phát. Triệu Quốc Đống khẽ gật đầu, Bạch Nhất Minh nhận xét rất chính xác, nhân vật xuất thân từ Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đúng là có khứu giác rất nhạy bén. Bạch Nhất Minh suy nghĩ không phải là bản thân hành lang khoa học kỹ thuật kia mà là năng lực nghiên cứu sau khi nó hoàn thành cùng với việc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin còn có thể đầu tư thêm vài dự án nữa, đảm bảo đây là trung tâm nghiên cứu khoa học lớn nhất khu vực đất liền, lấy hành lang này làm trung tâm hình thành một loạt sản nghiệp cao cấp như hàng không, điện tử, cơ giới chế tạo. Ở điểm này Triệu Quốc Đống đúng là cảm giác mình với Bạch Nhất Minh có chút giống nhau. Đương nhiên, tôi nhìn nhận vấn đề có thể hơi khác biệt. Tình hình bộ máy Miên Châu hơi lão hóa, nhưng Bối Thiết Lâm người già nhưng tim không già, còn có nhiều ý tưởng công việc, tôi khá khâm phục. Bạch Nhất Minh nói, Miên Châu gặp một cơ hội rất hiếm có, không thể bỏ lỡ, nói cách khác là Miên Châu đang ở một vị trí rất quan trọng, phải thận trọng. Triệu Quốc Đống không ngờ Bạch Nhất Minh lại nói rõ vấn đề này như vậy làm hắn không quá hiểu. Bối Thiết Lâm đúng là hơi lớn tuổi một chút, hơn nữa y đã làm một khóa ở An Nguyên, điều chỉnh cũng là bình thường. Xem ra Lăng Chính Dược cũng lộ ý này với Bạch Nhất Minh, hoặc là nói Bạch Nhất Minh lúc trao đổi ý kiến với Trần Anh Lộc đã toát ra ý đồ này. Câu nói, phải thận trọng, có nghĩa là Bạch Nhất Minh không quá để ý việc điều chỉnh bộ máy Miên Châu ngay lúc này, câu này khá hàm hồ làm người ta phải suy nghĩ. Bạch Nhất Minh vừa đến đã lộ vẻ đặc biệt, lấy chuyện nói chuyện, hay là muốn tranh thủ quyền lên tiếng lớn hơn nữa trong vấn đề nhân sự ngày sau. Tình hình Miên Châu đúng là có chút đặc thù, suy giảm nhiều năm như vậy. Năm ngoái mới bắt đầu có khởi sắc. Trụ cột của nó khá hùng hậu, tìm được cơ hội khởi động thì đúng là có thể thành điểm tăng trưởng mới của An Nguyên chúng ta. Triệu Quốc Đống cẩn thận suy nghĩ rồi nói. Bối Thiết Lâm cùng Chu Cánh Sinh cộng tác khá thích hợp, ở tình huống hiện nay thì Miên Châu đúng là cần cục diện chính trị ổn định. Mắt Bạch Nhất Minh thoáng động. Tôi cảm thấy tất cả phải phục tùng phát triển, về phần nhân tố khác đều là thứ yếu. Thói quen và trường hợp đặc biệt không mâu thuẫn, có thể xử lý tốt. Quyển 20, chương 41. Hoài Khánh thế nào? Triệu Quốc Đống không đề cập vấn đề mẫn cảm kia mà chuyển đề tài sang Hoài Khánh. Triệu Quốc Đống thực ra biết một ít tâm tư của Lăng Chính Dược. Lăng Chính Dược muốn cho Lô Vệ Hồng một chút an ủi, mà tình hình Miên Châu bây giờ khá tốt, để Lô Vệ Hồng sang làm bí thư thị ủy Miên Châu, để Chu Cánh Sinh đảm nhiệm bí thư thị ủy Thông Thành coi như là một kết cục tốt. Nhưng thỏa hiệp như vậy có thích hợp hay không cũng chưa thể nói rõ. Hơn nữa Lăng Chính Dược cũng còn chưa nói rõ cho nên Triệu Quốc Đống vẫn vui vẻ ngồi xem. Ừ, Hoài Khánh cũng là nơi anh từng chiến đấu qua, không thể không nói tầm nhìn của anh rất đáng khen. Đầu tiên phải nói rõ tôi không phải đang nịnh bợ, quy hoạch đô thị của Hoài Khánh khá tiên tiến, sản nghiệp trụ cột cũng là do lúc anh và Trần Anh Lộc cộng tác lưu lại hả? Chẳng qua bộ máy hiện nay đều ăn từ vốn liếng, nhưng có thể ăn như vậy bao lâu? Bạch Nhất Minh nói khá sắc bén và khắt khen. Phó Thiên cùng Lữ Thu Thần dập theo khuôn cũ và duy trì vài năm. Hoài Khánh mấy năm nay cũng phát triển nhưng theo thời đại thay đổi nếu không lấy ra thứ gì đó thuộc về Hoài Khánh thì tôi thấy Hoài Khánh dần suy yếu cũng là chuyện bình thường. Bạch Nhất Minh này đúng là không hề cố kỵ, Triệu Quốc Đống cười cười. Nói thật hắn thích tính cách thẳng thắn này của Bạch Nhất Minh. Chẳng qua ở vài quan điểm phát triển cụ thể thì hắn chưa chắc đã nhất trí với mình, đây cũng là nguyên nhân làm Triệu Quốc Đống rối rắm. Nhất Minh. Anh bây giờ là phó bí thư, quản cán bộ nên nói chuyện cần chú ý một chút.
Anh như vậy rất dễ dàng đả kích tính tích cực và sự tự tôn của cán bộ bên dưới. Triệu Quốc Đống nửa đùa nửa thật nhắc nhở. Nó giống như lúc anh làm bên tỉnh Tương, lãnh đạo cấp trên đả kích anh thì anh nghĩ như thế nào? Được rồi, tôi biết, chỉ hai chúng ta nên tôi mới nói như vậy thôi. Nhưng tôi vẫn muốn nói Hoài Khánh làm tôi có cảm giác không tốt, nói như thế nào nhỉ? Thoạt nhìn Hoài Khánh đứng thứ ba toàn tỉnh nhưng tôi lại thấy tiếp tục như vậy chỉ sợ vị trí của nó sẽ bị mấy nơi như Miên Châu, Đường Giang vượt qua. Bạch Nhất Minh đồng ý nói. Khẳng định như vậy ư? Miên Châu thì tôi tin nhưng Đường Giang bây giờ còn chênh lệch không nhỏ với Hoài Khánh, theo tốc độ phát triển hiện nay thì không có 3-5 năm đừng mong đuổi kịp Hoài Khánh. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc, hắn rất khó hiểu khi Bạch Nhất Minh coi trọng Đường Giang như vậy. Hắc hắc, Quốc Đống, có phải do cảm thấy Vưu Liên Hương có quan hệ mật thiết với anh nên không tiện khen quá mức? Tốt là tốt, không có gì cả. Tôi thấy Kim Đại Giang đã đến lúc cần điều chỉnh, Vưu Liên Hương có năng lực xuất sắc. Cá tính mạnh mẽ một chút nhưng tôi cảm thấy là một nữ cán bộ thì đây là ưu thế. Tôi đã xem quy hoạch phát triển sản nghiệp của Đường Giang, rất tốt. Ủy ban thị xã Đường Giang làm khá cẩn thận ở phương diện này. Ngành dệt là ngành thu hút nhiều sức lao động, rất dễ bị thị trường quốc tế ảnh hưởng nhưng Đường Giang lại dẫn đạo khiến ngành này nhanh chóng có khả năng chống đỡ ảnh hưởng của thị trường bên ngoài. Tôi thấy điểm này đáng để nghiên cứu. Bạch Nhất Minh nói như vậy làm Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ. Hắn còn đang suy nghĩ ảnh hưởng của Bạch Nhất Minh tới cục diện chính trị an nguyên, còn đang cân nhắc sai khác trong quan điểm phát triển của mình và đối phương có thể ảnh hưởng đến hợp tác sau này không. Nhưng đối phương lại thẳng thắn, hào sảng trao đổi ý kiến với mình, mặc dù còn chưa dính tới một vài quan điểm khác nhau nhưng đối phương làm vậy vẫn khiến Triệu Quốc Đống có chút cảm động. Nhất Minh, Vưu Liên Hương đúng là nữ cán bộ rất có sức hấp dẫn và đầy cá tính của tỉnh ta. Ừ, Hứa Kiều cùng Vưu Liên Hương. Tôi thấy hai vị này là rất cá tính. Vưu Liên Hương có xu thế mạnh mẽ, đương nhiên đây cũng có liên quan do cô ta xuất thân từ ủy ban kỷ luật. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút. Biểu hiện của Vưu Liên Hương ở Đường Giang rất xuất sắc, cũng có thể khống chế được cục diện Đường Giang, điểm này tôi đồng ý với quan điểm của anh. Bạch Nhất Minh cười ha hả. Quốc Đống, anh vẫn như vậy, làm chủ tịch tỉnh rồi cẩn thận đến mức tôi tỏ thái độ rồi anh mới bằng lòng gật đầu ư. Lão Lăng cũng đã trao đổi với tôi, cũng nói sau Tết sẽ tiến hành điều chỉnh nhân sự, đưa ra ý kiến cần trọng điểm khảo sát lãnh đạo chủ yếu ở các thị xã. Chủ yếu xem có nhân tài có thể khống chế cục diện chính trị và am hiểu công tác kinh tế hay không. Tôi rất đồng ý với quan điểm này. Vấn đề cán bộ nhất là lựa chọn lãnh đạo chủ yếu đảng ủy, chính quyền các địa phương có quan hệ mấu chốt đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của một nơi. Cá nhân tôi cho rằng lãnh đạo chủ yếu các nơi không nên dễ dàng điều chỉnh. Phải duy trì tính ổn định, cho bọn họ đủ thời gian, không gian thực hiện quy hoạch của mình. Có vài nơi trong tỉnh điều chỉnh lãnh đạo chủ yếu quá thường xuyên, vừa thay đổi người là quy hoạch cũng có thay đổi, nhiều công việc vốn đang làm lại bị gác nửa chừng. Nó vừa tốn nhân lực vật lực, cũng là một cách nhìn nhận thành tích không bình thường. Bạch Nhất Minh thở dài một tiếng, có lẽ ở bên tỉnh Tương cũng có hiện tượng này, đây là điều rất bình thường. Không chỉ ở tỉnh Tương, rất nhiều tỉnh thành đều có hiện tượng này. Vua nào thần đó. Đây là hiện tượng phổ biến, nếu muốn thay đổi từ căn bản thì phải ra tay từ chế độ. Tôi nghĩ anh là phó bí thư chỉ sợ cũng phải đưa ra quan điểm mới mẻ gì đó. Triệu Quốc Đống nở nụ cười như một con cáo thấy gà. Tôi rất chờ mong xem anh có thể đưa ra bao thứ mới ở phương diện này. Bạch Nhất Minh mỉm cười nói. Anh sẽ thấy được, tôi là người như thế nào thì anh cũng biết rõ, phong cách của anh là gì thì tôi cũng hiểu. Chúng ta là người cùng đường. Tôi hy vọng chúng ta có thể để dân chúng an nguyên có một tương lai tốt đẹp. Tôi cũng tin. Triệu Quốc Đống rất trầm ổn nói. Bạch Nhất Minh có quan điểm của mình, Triệu Quốc Đống cảm thấy Bạch Nhất Minh có lẽ còn mang theo một phen nhiệt huyết tới. Nó giống như Bạch Nhất Minh phê bình mình vậy, mình có lẽ thiếu vài phần hăng hái so với mấy năm trước. Triệu Quốc Đống cười cười tự giễu, là mình thật sự bị mài bằng hay là đây là đạo lý sinh tồn? Ai cũng nói chính trị là thỏa hiệp. Chỉ có học được thỏa hiệp thì anh mới có thể trưởng thành, Triệu Quốc Đống không biết lời này có thích hợp với mình không. Nhưng hắn cảm thấy hiện tượng mình lo trái lo phải trong công việc nhiều hơn trước nhiều, đây là do mình thiếu dũng khí hay là vững chắc, trầm ổn. Nhưng có một điểm là Lưu Thác từng trao đổi ý kiến với mình, đó chính là làm chủ tịch tỉnh vốn là một việc dựa vào kỹ thuật, hoặc là rèn luyện khiến anh chính thức trưởng thành. Anh vừa phải duy trì quan điểm của mình, kiên định đẩy mạnh công việc, đồng thời phải cân nhắc đến cái nhìn. Cảm nhận của bí thư tỉnh ủy. Nếu hai người ăn ý hài hòa thì tốt,
còn nếu không nhất trí thì cần cẩn thận ứng phó. Ở tình huống này anh sao có thể không lo trái lo phải, sao không suy nghĩ thật kỹ rồi mới làm. Phó bí thư tỉnh ủy lại khác, đứng ở vị trí này có không gian khá rộng rãi. Dù là bí thư tỉnh ủy hay là chủ tịch tỉnh cũng đều phải nhường vài phần, nhất là ở tình huống bí thư, chủ tịch tỉnh không hòa hợp thì vị trí của phó bí thư tỉnh ủy càng siêu nhiên hơn. Vì thế phó bí thư đảng ủy luôn được coi trọng hơn các thường vụ khác. Nhất là hiện nay khi tư đang toàn diện thúc đẩy chính sách giảm cấp phó, về cơ bản đảng ủy các cấp chỉ có 2 phó bí thư, trong đó một kiêm chức lãnh đạo bên hành chính, còn lại là phó bí thư chuyên trách, như vậy càng cho thấy vị trí của phó bí thư kia không bình thường. Ở rất nhiều tình huống nếu như người đứng đầu đảng ủy không có mặt, phó bí thư chuyên trách cũng có thể thực hiện chức trách chủ trì công việc đảng ủy mà không nhất định do thủ trưởng bên hành chính chủ trì công việc đảng ủy. Cho nên vị trí của Bạch Nhất Minh rất quan trọng, tranh thủ được y ủng hộ sẽ có lợi cho công việc sau này của mình. Nhưng Bạch Nhất Minh lại là người có cá tính rất mạnh, đã nhận định vấn đề là không dễ bị thay đổi. Đây là ưu, khuyết điểm của hắn. Có lẽ ở vài quan điểm tương tự mình thì hắn sẽ kiên quyết ủng hộ. Dù Lăng Chính Dược có ý kiến khác thì Bạch Nhất Minh cũng không quan tâm. Nhưng ngược lại thì khác, y sẽ là trở ngại lớn nhất của mình, sẽ không giống như Lăng Chính Dược sẽ thỏa hiệp với mình. Làm như thế nào giải quyết vấn đề này cũng không dễ, chỉ có thể đi một bước xem một bước, thấy chiêu hủy chiêu. Nhưng Triệu Quốc Đống vẫn thưởng thức tính cách của Bạch Nhất Minh. Thật lòng Triệu Quốc Đống có thể hy vọng mình có thể thoải mái tỏ rõ thái độ, không hề cố kỵ như Bạch Nhất Minh, nhưng vị trí hiện nay khiến hắn không thể như vậy. Quyển 20, chương 42. Anh thấy sao về Bạch Nhất Minh? Lăng Chính Dược khoác chiếc áo dày đi dạo trên đường núi u ám, hai thư ký cách khoảng 10 mét. Nghe nói hắn có quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống lúc học ở trường Đảng Trung ương, rất nhiều quan điểm khá nhất trí. Trần Anh Lộc cười cười một tiếng. Bí thư Lăng, ngài nếu nói quan hệ cá nhân giữa hai người đó tốt thì đó là thật. Nghe nói lúc ấy mấy người bọn họ có quan hệ mật thiết. Tôi có một chiến hữu cũng họp trong lớp đó. Cũng nói qua mấy người bọn họ khá tích cực. Ồ, vậy ư? Lăng Chính Dược có chút hứng thú, quan điểm chính trị của Triệu Quốc Đống có vẻ mơ hồ, mặc dù trong công tác kinh tế không ngừng có chiêu thức mới nhưng quan điểm chính trị vẫn không rõ ràng, nhiều lúc Lăng Chính Dược có cảm giác theo đại cúng. Mà việc Triệu Quốc Đống được lãnh đạo Trung ương thưởng thức cũng là thực tế không thể phủ nhận. Lăng Chính Dược không tin một nhân vật không có quan điểm chính trị rõ ràng lại được Trung ương tán thành. Hoặc chỉ có thể nói mình bây giờ còn chưa phân tích rõ địa phương. Có lẽ lý luận chính trị của hắn có vài mánh khóe nào đó. Mà lớp tập huấn ở trường Đảng Trung ương chính là bước tiến rất quan trọng trong con đường chính trị của Triệu Quốc Đống. Lớp tập huấn cán bộ cấp giám đốc sở lần đó có chút đặc biệt, thực tế mà nói gọi là lớp thanh niên xuất sắc, đến từ địa phương về cơ bản là người đứng đầu đảng ủy, mà đến từ công ty nhà nước hoặc các trường đại học cũng đều là nhân vật xuất sắc đợi đề bạt. Cho nên đây được coi là cái nôi của cán bộ cấp phó tỉnh. Sau đợt tập huấn đó có không ít cán bộ trong 2-3 năm thành cấp phó tỉnh. Ừ, tôi nghe vị chiến hữu kia nói lúc ấy Triệu Quốc Đống có quan hệ mật thiết với Ngô Nguyên Tể, Tôn Hiểu Xuyên, Chu Đăng Cao, sau đó là Bạch Nhất Minh và Nguyễn Đại Thanh. Trần Anh Lộc vừa suy nghĩ vừa nói. Ngô Nguyên Tể, thường vụ tỉnh ủy, bí thư thị ủy Côn Châu, Điền Nam. Ừ, tôi có chút ấn tượng, lúc hắn nhận chức cũng có chút tranh luận. Thái Chánh Dương rất ủng hộ hắn, Chu Đăng Cao bây giờ là thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Điền Nam, Liễu Đạo Nguyên có tác dụng rất lớn khi đề bạt người này. Lúc ấy là từ thị trưởng thành phố Kiềm Dương lên chức thành trợ lý chủ tịch tỉnh Điền Nam rồi tới phó chủ tịch tỉnh. Tôn Hiểu Xuyên bây giờ là chủ tịch tổng công ty hàng không Phương Nam. Nguyễn Đại Thanh có phải từng làm phó chủ nhiệm tân khu Tân Hải, Tân Môn, lần này hình như cũng điều chỉnh nhưng chưa biết là đi đâu. Lăng Chính Dược từng làm phó trưởng ban thường trực. Ban tổ chức cán bộ trung ương nên có trí nhớ rất tốt, có thể rõ ràng nhớ lại mỗi một cán bộ qua tay mình, thậm chí nhớ vài chi tiết lúc đề bạt. Bạch Nhất Minh và Nguyễn Đại Thanh có quan hệ cá nhân tốt, lần này Nguyễn Đại Thanh xuống địa phương, bây giờ là thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Lỗ. Trần Anh Lộc hơi khom lưng nâng dậy một cây nhỏ bị gió thổi lệch, dùng chân dẫm dẫm đất cho cây đứng ổn định. Năm người này trong 3 năm đều được đề bạt. Lăng Chính Dược có chút cảm khái. Nhóm cán bộ này theo tôi nhớ thì tuổi không lớn cho nên lúc ấy được truyền thông nước ngoài đánh giá là phái tráng niên của Trung Quốc, xem ra không sai. Trần Anh Lộc cười cười không nói. Lời này Lăng Chính Dược có thể nói nhưng hắn lại không thể nói, chỉ có thể nghe. Đúng rồi, anh vừa rồi nói Triệu Quốc Đống và Bạch Nhất Minh có quan hệ cá nhân tốt, nhưng hình như còn nửa đoạn chưa nói hết.
Ừ, hai người bọn họ mặc dù có quan hệ cá nhân tốt nhưng nếu về quan điểm công việc nhất trí thì... Trần Anh Lộc trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. Không biết Bí Thư Lăng có chú ý SL Triệu Quốc Đống về an nguyên chúng ta, không chính xác mà nói lúc hắn làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia thì đã đưa ra quan điểm có khác biệt so với lúc hắn làm Bí Thư Thị ủy Ninh Lăng không? Lăng Chính Dược hơi nhíu mày gật đầu. Anh nói đi. Chủ tịch Quốc Đống lúc làm thị trưởng Hoài Khánh, Bí Thư Thị ủy Ninh Lăng thì quan điểm của hắn là đẩy mạnh thu hút đầu tư, căn cứ tình hình thực tế địa phương mà tập trung bồi dưỡng sản nghiệp trụ cột. Lấy việc đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở vật chất để cải thiện hoàn cảnh đầu tư, thúc đẩy ngành công nghiệp và xây dựng phát triển, qua đó thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Sau đó trong giai đoạn cuối Chủ tịch Quốc Đống ở Ninh Lăng thì nhấn mạnh cải thiện hoàn cảnh đầu tư mề, hấp dẫn các ngành công nghệ cao, nhưng tư tưởng chủ đạo vẫn là xây dựng cơ sở vật chất, hấp dẫn đầu tư bên ngoài, tạo sản nghiệp ưu thế, nhấn mạnh tác dụng của hạng mục lớn. Lấy phát triển công nghiệp với tốc độ cao mà tăng thu tài chính. Tăng nguồn thu thuế, thậm chí không tiếc mạo hiểm chính trị. Lăng Chính Dược lộ vẻ hứng thú nghe Trần Anh Lộc giới thiệu. Trần Anh Lộc làm hắn có không ít vui mừng và kinh ngạc, thậm chí vượt xa dự đoán ban đầu. Xem ra Trần Anh Lộc từng làm lãnh đạo của Triệu Quốc Đống vẫn luôn chú ý đến Triệu Quốc Đống. Mặc dù sau khi Triệu Quốc Đống rời khỏi An Nguyên mà vẫn chú ý đến đối phương. Điều này làm Lăng Chính Dược có chút tò mò, vì nguyên nhân gì làm Trần Anh Lộc chú ý đến Triệu Quốc Đống như vậy. Không biết Bí Thư Lăng có ấn tượng một chuyện xảy ra ở Ninh Lăng trước khi Triệu Quốc Đống muốn thành thường vụ tỉnh ủy không? Trần Anh Lộc như lâm vào dòng suy nghĩ, trên mặt lộ vẻ phức tạp. Đó là sự kiện chiếm đất phi pháp của tập đoàn Hâm Đạt trong hạng mục điện phân nhôm ở Vân Lĩnh, bị truyền thông trung ương, Internet đưa ra ánh sáng, còn lên nội tham của Tân Hoa xã, làm lãnh đạo trung ương chú ý. Ừ, việc này anh nói ra làm tôi nhớ lại đôi chút. Lúc ấy hình như Vân Lĩnh còn xảy ra một chuyện là mấy lưu học sinh người nước ngoài đi du lịch gặp nạn, cuối cùng cứu thành công. Hai chuyện gộp vào khiến huyện Vân Lĩnh rất nổi tiếng. Lăng Chính Dược mặc dù đã hơn 50 nhưng trí nhớ đúng là không kém. Đúng, hai chuyện xảy ra gần như cùng lúc, tổ điều tra của Quốc vụ viện đã xuống huyện Vân Lĩnh điều tra hạng mục điện phân nhôm kia. Lúc ấy lại đang trong giai đoạn mẫn cảm, sự kiện Thiết Bồn và Kiến Long đang làm dư luận xôn xao. Hạng mục ở huyện Vân Lĩnh thoáng cái bị ngăn cản, có lời đồn sẽ dừng hẳn. Sau đó truyền ra lời đồn Trung ương có ý để tập đoàn Trung Lữ hoặc Ngũ Quáng tham gia vào hạng mục này thì mới được thông qua. Trần Anh Lộc lúc ấy là phó chủ tịch tỉnh nên hiểu khá rõ việc này.